Ma La Tinh lại âm u cười một tiếng, bỗng nhiên sử dụng một kiện cốt khí, phù văn xen lẫn, yêu khí nhô lên, phía trên cũng là mang theo cùng huyền yêu tương tự hơi thở, cách không đả kích đi. Vậy cốt khí hình như chậu mãnh, nhưng không phải đả kích Diệp Thần, lại là trực tiếp công kích huyền Trần Thiên Đế chân thân. Ma La Tinh biết Diệp Thần lợi hại, chính diện đối chiến không có thành coi là, liền muốn trước hết giết huyền Trần Thiên Đế chân thân, phá hoại Diệp Thần đạo tâm, sẽ đi phản kích. Không tốt. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nguy cấp bên trong, vậy không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng ra, dùng thân xác ngăn cản Ma La Tinh cốt khí. Phịch. Vậy cốt khí hung hăng đánh vào Diệp Thần trên mình, nhưng ra Diệp Thần dự liệu, hắn cũng không có cảm thấy nhiều ít đau đớn, mình trong cơ thể huyền yêu tinh máu, giúp hắn hấp thu phần lớn lực lượng đánh vào. Ồ, ngươi trên mình, huyền yêu hơi thở. Ma La Tinh thấy một màn này, nhất thời hoảng hốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Chư thần hoàng hôn, cho ta phai mờ. Diệp Thần thừa dịp Ma La Tinh thất thần để gặp, lập tức thi triển ra chư thần hoàng hôn, lau một cái hoàng hôn huy quang, ở hắc dạ mệnh tinh che giấu, im hơi lặng tiếng bao phủ lên Ma La Tinh thân thể. Lúc này Diệp Thần có huyền Trần Thiên Đế trợ lực, linh khí nội tình đặc biệt thâm hậu, thi triển ra chư thần hoàng hôn, uy năng kinh khủng, đủ để ung dung phai mờ thần đạo cảnh tồn tại. Cho dù Ma La Tinh là thần đạo cảnh hậu kỳ cường giả, cũng khó mà đối kháng. À! Hoàng hôn hơi thở ăn mòn tới, Ma La Tinh nhất thời hét thảm lên, thân thể nhanh chóng lão hóa, suy hủ, trên mặt sinh ra nếp nhăn, răng đánh mất, hình dạng khô cằn, mắt xem thì phải tại chỗ mục nát diệt mà chết. Ha ha, Ma La Tinh, làm sao làm được như vậy chật vật? Vừa lúc đó, một đạo hồng lượng to lớn thanh âm, từ 9 tầng trời hư không truyền tới. Chỉ gặp một đạo xanh thảm như biển cả thần mang, lại là xé rách nửa đêm, để cho Diệp Thần hắc dạ mệnh tinh, cũng ngay tức thì rơi xuống. Một đạo mạnh mẽ, mênh mông, bá đạo bóng người, xuất hiện ở trên bầu trời. Chính là huyền hải thời không người chấp trưởng Thái Hải Thiên Đế. Thái Hải Thiên Đế xuất hiện, cường đại thiên đế khí, uy sắp càn khôn, để cho hắc dạ mệnh tinh rơi xuống, Diệp Thần bị to lớn đánh vào, phốc xích một tiếng, tại chỗ hộc máu. Gương mặt một phiến trắng bệch. Theo hắc dạ mệnh tinh rơi xuống, nguyên phiến ám âm thâm uyên, đều tràn đầy Thái Hải Thiên Đế ánh sáng, đó là xanh thẳm như biển cả, mênh mông như bầu trời vĩ đại chói lọi. Ở nơi này cổ vĩ đại huy hoàng ánh chiếu hạ, Thái Hải Thiên Đế bóng người, lộ vẻ được vô cùng hung mãnh. Hơn nữa, hắn đạo thân ảnh này, cũng không phải là bản thể, mà là một đạo phân thân. Hắn bản thể, không thể dễ dàng rời đi huyền hải thời không. Nhưng, cái này đạo phân thân, máu thịt hơi thở đặc biệt hùng hồn, hiển nhiên là Thái Hải Thiên Đế dùng tánh mạng máu tươi tạo hóa thành, không phải phổ thông phân thân, có thể nói là bổn mạng phân thân, một khi bị tổn thương gì mà nói, bản thể vậy sẽ phải chịu cực lớn liên lụy. Tuy nói là phân thân, nhưng như cũ có bữa đế khí vần quanh, sáng mở vạn nặng, để cho Diệp Thần cảm thấy to lớn áp lực. Hắn chư thần hoàng hôn thần thuật, vậy đi theo cắt đứt, mà là tinh thoát khỏi suy hủ. Gương mặt một hồi xanh trắng, ánh mắt hơi có vẻ che lấp, nhìn về Thái Hải Thiên Đế, nói. Thái Hải Thiên Đế, ngươi tại sao lâu như vậy mới đến? Thái Hải Thiên Đế ha ha cười một tiếng nói, luân hồi chi chủ chính là vô lượng cảnh, ngươi đều không thể đối phó sao? Ma La Tinh nói đùa, luân hồi chi chủ bực nào nhân vật, nếu là có tốt như vậy đối phó, hắn sớm đã chết ở thiên đường thế giới. Thái Hải Thiên Đế nói, ha ha. Vậy xem ra vẫn là phải bản đế ra tay. Huyễn biển kết giới, cho ta phong tỏa. Tiếng nói rơi xuống, Thái Hải Thiên Đế hai tay kết ấn, nhất trọng trọng xanh thảm chói lọi tách thả ra, hóa thành ngập trời thương sóng, che đậy bầu trời. Ngay lập tức, bầu trời bị một tầng huyễn hải vân sương mù che đậy, nguyên phiến bầu trời tựa như thành đại dương, bên trong chiếu ngược tiên sơn hải đảo huyễn mộng bóng dáng, ám âm thâm uyên tất cả thiên cơ dấu vết. Nhân quả khí tượng, đều bị cái này phiến huyễn biển ngăn cách, hoàn toàn phong tỏa. Hiển nhiên, Thái Hải Thiên Đế là sợ thiên cơ tiết lộ, nhâm phi phàm hạ xuống, cho nên trước thời hạn bày niêm phong, muốn gảy tuyệt Diệp Thần đường lui. Phong tỏa bày sau đó, Thái Hải Thiên Đế ánh mắt, mang vô cùng lạnh lẽo hơi thở, trên không nhìn xuống Diệp Thần, nói, lúc đầu huyền Trần Thiên Đế lão già kia, hắn tàn hồn, ở bên trong cơ thể ngươi. Ha ha, rất tốt. Ngày hôm nay ta liền đem ngươi thằng nhóc này, còn có lão già kia, một thể nghiền diệt, cũng cho ta chết. Suy rồi. Thái Hải Thiên Đế bàn tay kéo một cái,
vạn nặng sóng biển quy về hợp, hóa thành một cái màu xanh thẳm cuồng đao, trên không bổ xuống. Cái này một đao, là về biển một đao, giống như hội tụ ngàn vạn nặng biển cả khí thế, bá đạo dị thường. Lấy Diệp Thần vô lượng cảnh tầng thứ 5 thực lực, thế khó khăn ngăn cản. Nguy cấp bên trong, hắn mượn dùng trước Huyền Trần Thiên Đế lực lượng, thúc giục nửa động thiên ma cổ bảo. Vù vù. Diệp Thần trên mình ma bào, bùng nổ sáng chói ma hy, phía trên thiên ma cổ bảo đồ đằng, lóng lánh, ở hắn quanh người huyễn hóa ra một tòa thật to lạnh lùng lâu đài, đang đích một tiếng, rất miễn cưỡng chặn lại Thái Hải Thiên Đế về biển một đao. Ồ! Thấy vậy, Thái Hải Thiên Đế cũng là lấy làm kinh hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần trên mình áo choàng. Thiên ma cổ bảo, ngươi lại có này cùng thần vật, đó là hồn Thiên Đế đại nhân đồ, ngươi còn chưa xứng chấp trường. Nhân quả luật, cầm tới cho ta. Thái Hải Thiên Đế quát to một tiếng, hắn đã sớm quy theo hồn Thiên Đế, thấy Diệp Thần chiếm cứ hồn Thiên Đế thiên ma cổ bảo, trong bụng kinh ngạc hơn, lại là đố kỵ tức giận, lập tức bàn tay một chiêu, phát ra một đạo nhân quả luật, muốn rất miễn cưỡng cướp lấy Diệp Thần thiên ma cổ bảo. Huyền Trần mở ảo thân. Diệp Thần thong thả, mượn dùng trước Huyền Trần Thiên Đế lực lượng, thi triển ra Huyền Trần mở ảo thân, đó là Huyền Trần tiên kinh bên trong cao nhất thần thông. Vừa thi triển ra, thân hóa mở ảo, có thể né tránh kẻ địch rất nhiều công kích, thậm chí có thể né tránh nhân quả luật áp chế. Ngay lập tức, Diệp Thần thân thể, thì trở nên được tựa như thật như ảo, trực tiếp tránh thoát Thái Hải Thiên Đế nhân quả luật. Thiên ma cổ bảo, cho ta trấn áp. Hạ một sát, Diệp Thần phi thân lên, bàn tay đập một cái, to lớn nguy nga thiên ma cổ bảo, như viễn cổ cự thú, hung hăng hướng Thái Hải Thiên Đế trấn rơi xuống đi. Thiên ma cổ bảo này, không chỉ là phòng thân thần khí, còn có thể trấn áp kẻ địch. Hơn nữa, đây là hồn Thiên Đế đồ, đối phó Thái Hải Thiên Đế cái loại này hồn Thiên Đế tín đồ, còn có tuyệt diệu khắc chế hiệu quả. Không tốt. Thái Hải Thiên Đế mặt liền biến sắc, khi nhìn đến thiên ma cổ bảo trấn rơi xuống thời điểm, lại cảm thấy tay chân cứng ngắc, khó mà hoạt động. Hắn biết, mình là bị hồn Thiên Đế hơi thở áp chế. Một cái tín đồ, thì không cách nào không vâng lời mình thần linh. Vậy thiên ma cổ bảo phía trên, liền hàm chứa hồn Thiên Đế hơi thở. Ta làm Thiên Đế, hùng bá chư thiên. Nguy cấp bên trong, Thái Hải Thiên Đế đột nhiên phát ra một tiếng ngâm sướng, trên mình màu vàng Thiên Đế khí bạo phát, thân thể khôi phục linh lợi, một chưởng đánh ra, liền đem Diệp Thần thiên ma cổ bảo, đánh bay ra ngoài. Phốc xích. Nhưng, đánh bay thiên ma cổ bảo sau Thái Hải Thiên Đế, nhưng là tại chỗ hộc máu, thật giống như được trong chỗ u minh cắn trả. Hắn đánh thiên ma cổ bảo, ngang hàng là xúc phạm hồn Thiên Đế, dĩ nhiên là được không nhỏ cắn trả. Bất quá, Diệp Thần vậy không tốt lắm bị. Thiên ma cổ bảo bị đòn nghiêm trọng, hắn tạng phủ khí huyết vậy đi theo một hồi hỗn loạn, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Không thể không nói, Thái Hải Thiên Đế lực lượng, đích xác là cường hãn, coi như bản thể không có tới, cái này đạo bổn mạng máu tươi phân thân, vậy đủ để áp chế Diệp Thần. Trên mặt đất. Ma La Tinh thấy Diệp Thần bị thương, hì hì cười nhạt, nói, thằng nhóc, ngươi ngày hôm nay chết chắc. Chân hắn bước đạp một cái, liền muốn xông lên bay lên, tập sát Diệp Thần. Nhưng lúc này, một đạo bén kiếm mang, phá không tới, rất miễn cưỡng cắt đứt Ma La Tinh con đường phía trước. Ma La Tinh, ngươi dám đả thương đại ca ta, ta liền làm thịt ngươi. Ngươi xuất thủ, nhưng là Hàn Diễm. Hàn Diễm, ngươi dám cùng ta hồn tộc là địch. Ma La Tinh trong mắt mang lửa giận, hắn vậy nhận được Hàn Diễm, biết là thiên đao gia tộc, Hàn gia người. Hàn mỗi gia chủ đao Thiên Đế, trước đây không lâu mới vừa nghịch thiên quật khởi, lên đỉnh Thiên Đế bảng trước ba, náo nhiệt vô hạn, nhưng dẫu sao mới vừa quật khởi, căn cơ chưa vững chắc, ở giờ phút quan trọng này, đắc tội hắc ám hồn tộc, tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Ha ha, vì sao không dám? Hàn Diễm một bộ không sợ trời không sợ đất hình dáng. Khua kiếm như hắt mực sơn thủy, quay đầu trẻ mặt chém về phía Ma La Tinh. Ma La Tinh bộ dạng sợ hãi, vội vàng rút ra một cái cốt đao ngăn cản, ánh mắt lại nhìn hướng Trần Liệt, quát lên, Trần Đại Nhân, người đạo tông cũng phải cùng ta hồn tộc là địch. Trần Liệt lắc lắc đầu nói, chuyện này cùng ta đạo tông không liên quan, Hàn Diễm là ta mời tùy tùng, ngày hôm nay giao dịch sau khi kết thúc, hắn cùng ta lại không quan hệ. Ý nói, hắn là sẽ không quản Hàn Diễm cử động. Hàn Diễm ra tay, vậy cũng cùng đạo tông không liên quan. Ngươi, Ma La Tinh tức giận,
một cái thất thần, bị Hàn Diễm nhanh chém mấy kiếm, nhất thời thân thể bão tố máu, bị thương đau nhức. Diệp Thần gặp Hàn Diễm là hắn kềm chế Ma La Tinh, trong bụng hơi định, trong đầu nghĩ cuối cùng không có kết giao sai người. Biển sinh giao long, lôi rơi ngàn trượng, cho ta trấn áp. Đây là, Thái Hải Thiên Đế quát to một tiếng, lần nữa cuồng như vậy ra tay, Thiên Đế khí bạo nổ, bầu trời huyễn biển sôi trào, hóa ra trăm ngàn con giao long, trên không gầm thét long ngâm, mỗi một con giao long trong miệng, ngậm một viên to lớn lôi cầu màu vàng, khí thế cực kỳ bá đạo. Ung ung, vậy trăm ngàn con giao long, chính là lôi cuốn kinh thiên thần lôi, hung mãnh vô cùng hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Diệp Thần con người co rúc lại, hô hấp cũng làm nghẹt thở. Mộ chủ, ta lực lượng, người toàn bộ cầm đi. Luân hồi mộ địa bên trong, Huyền Trần Thiên Đế cảm thấy nguy hiểm to lớn, lập tức điên cuồng thiêu đốt lên mình thần hồn, năng lượng bàng bạc linh khí, cũng là điên cuồng bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Rắc rắc sát. Diệp Thần cả người xương cốt nổ vang, kinh mạch như mãng long vậy bạo nổi lên, lực lượng chợt tăng, cả người thật giống như có xài không hết linh khí. Huyền Trần Tiên Kinh, Đại Hoang Trần Diệt Chỉ. Hạ một sát, Diệp Thần chính là chỉ điểm một chút giết ra. Long trời lở đất, một cây cự đại màu vàng ngón tay, thần quang vạn nói, thô bạo ngút trời, từ thiên hải bên trong bạo rơi xuống, mang trần diệt vạn giới khủng bố uy thế, hung hăng hướng vậy trăm ngàn con giao long nghiền giết đi. Cái này chỉ một cái, là Huyền Trần Thiên Đế võ đạo trình độ cao nhất. Oanh! To lớn mà phong cách cổ xưa màu vàng ngón tay, lăng không nghiền hạ, vậy trăm ngàn con giao long, liên quan đầy trời bạo lôi, cũng toàn bộ bị nghiền diệt, hóa thành hư không. Thậm chí liền nguyên phiến ám âm thâm uyên mặt đất, cũng từ trung ương nứt ra một kẽ hở. Cái này Đại Hoang Trần Diệt Chỉ lực sát thương, có thể nói khủng bố. Huyền Trần Thiên Đế, ngươi còn có như thế cường đại lực lượng, thật chẳng lẽ là trời không tuyệt ngươi? Thái Hải Thiên Đế thấy vậy, thật sâu chấn động chỉ, vừa tức giận. Hắn động trời thần thông, chỉ là một đối mặt, liền bị Diệp Thần phá hỏng, hắn được to lớn chấn động. Bất quá, Diệp Thần trạng thái vậy khá là gay gâu. Huyền Trần Thiên Đế thần hồn năng lượng thật to tiêu hao, hôm nay rơi vào tuyệt đối yếu ớt, thở hồng hộc, mất đi sức chiến đấu, không cách nào lại trợ lực Diệp Thần. Diệp Thần cảm thấy đan điền và kinh mạch năng lượng bên trong, đang nhanh chóng tiêu lui xuống đi, chỉ cảm thấy một hồi trống rỗng, choáng váng đầu hoa mắt. Vèo. Lúc này, phía dưới tế đàn, nhưng có một đạo bóng người, đột nhiên bay vút lên, rồi sau đó bàn tay như móng, suy rồi vung lên, đem trói ở Huyền Trần Thiên Đế xích sắt trên người, toàn bộ kéo đứt, cuối cùng liền muốn mang Huyền Trần Thiên Đế chân thân rời đi. Đạo thân ảnh kia, rất là vặn vẹo quỷ dị, có chút giống người, lại có chút giống một đầu to lớn đứng thẳng điêu thử, ánh mắt tràn đầy âm lệ khí, cả người tản mát ra không rõ kinh khủng hơi thở, tầng tầng hôi vụ bao phủ, sau lưng kéo bốn cái lông xù cái đuôi. Diệp Thần vừa thấy, kinh hô thành tiếng, tứ vĩ. Vậy đạo vặn vẹo bóng người, rõ ràng chính là tứ vĩ, hơi thở có chút yếu ớt dáng vẻ, tựa hồ bị qua tổn thương nặng, không có chân chính đuôi thú đỉnh cấp đại khủng bố dị tượng, nhưng còn sót lại năng lượng, như cũ không thể khinh thường. Đầu này tứ vĩ, một mực che giấu, cho đến Diệp Thần và Thái Hải Thiên Đế đại chiến song song yếu ớt, mà La Tinh lại bị Hàn Diễm cuốn lấy, hắn mới đột nhiên ra tay. Cái này thời cơ xuất thủ, có thể nói cầm nặn đến tuyệt diệu bước. Diệp Thần, Thái Hải Thiên Đế, Hàn Diễm, Ma La Tinh các người, coi như thấy hắn ra tay, muốn mang đi Huyền Trần Thiên Đế, cũng không cách nào ngăn trở. Không tốt. Mộ chủ, cái này tứ vĩ mang ta đi chân thân, là muốn ăn ta. Huyền Trần Thiên Đế tức giận nói. Hắn đã bắt được tứ vĩ ý niệm, chính là muốn nuốt ăn hắn chân thân. Một cái thiên đế thân xác, bỏ mặc bị tổn thương nghiêm trọng như thế nào, thiên đế nguyên khí căn cơ vẫn phải có. Nếu như có thể nuốt ăn luyện hóa, chính là trời lớn tư bổ. Đầu này tứ vĩ, ban đầu bị lớn Chu gia tộc bắt được, sau đó chạy ra khỏi, xem ra là được tổn thương cực lớn, bây giờ là muốn cướp đi Huyền Trần Thiên Đế chân thân, trực tiếp nuốt ăn, khôi phục nguyên khí. Đuôi thú năng lượng, kinh khủng bực nào, nếu như bị đuôi thú nuốt ăn, vậy Huyền Trần Thiên Đế thần hồn, từ nay về sau, cũng đem gặp vạn kiếp bất phục hành hạ. Diệp Thần bộ dạng sợ hãi chấn động phố. Muốn ngăn cản, nhưng trong cơ thể hơi thở vẫn là rất trống rỗng, căn bản trở không ngăn được. Tư vĩ mang Huyền Trần Thiên Đế chân thân, thì phải chạy trốn đi.
Nhưng ngay vào lúc này, vẫn không có xuất thủ Trần Liệt, bỗng nhiên rút ra đao chém ra. Hắn một đao, phá không chém về phía Tứ Vĩ. Tứ Vĩ kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Liệt sẽ xuất thủ, vội vàng giơ lên móng vuốt đón đỡ. Các ngươi đạo tông, vậy sẽ xen vào việc của người khác sao? Tứ Vĩ thanh âm khàn khàn, lại mang tức giận chất vấn nói, trong ánh mắt tràn đầy oán giận ngọn lửa. Vậy mà nói, đạo tông rất ít nhúng tay thế tục sự việc, tuyệt không dính nhuộm nhân quả, phần lớn sự việc, đều gìn giữ trung lập. Nhưng cái này hạ, Trần Liệt thân là đạo tông đệ tử, nhưng là ra tay ngăn trở Tứ Vĩ. Trần Liệt không nói gì, chỉ nhìn một mắt Diệp Thần, rồi sau đó thu đao, lùi xuống. Hắn cái ánh mắt này, rất ý tứ rõ ràng. Hắn ra đao, là xem ở Diệp Thần luân hồi chi chủ thân phận trên, hỗ trợ một lần. Nhưng, hắn chỉ ra một đao, bởi vì đạo tông có đạo tông quy củ, hắn không thể thật là quá đáng. Cái này một đao, vậy là đủ rồi. Cũng là hắn ranh giới cuối cùng và nguyên tắc. Tứ Vĩ gặp Trần Liệt thu đao, lật đật mang Huyền Trần Thiên Đế chân thân chạy trốn đi. Nhưng lúc này, Diệp Thần đã hồi qua một hơi, vung tay lên, một chùm sáng chói lục quang nổ ra. Kinh Cức Vương tỏa, bụi gai phong tỏa. Diệp Thần thúc giục Kinh Cức Vương tỏa năng lượng, trực tiếp ở lớn bên trên, hóa ra một chùm chùm bụi gai, rất miễn cưỡng chặn lại Tứ Vĩ đường đi. Tứ Vĩ bị một chùm chùm bụi gai vây khốn, thân thể ra cũng bị bụi gai đổ gai châm thủng, xám màu đỏ máu tươi chảy như dòng nước đi ra, đau được hắn ả ả kêu to, mặt đầy tức giận. Đáng chết luân hồi chi chủ, ta muốn nuốt ăn Thiên Đế thân xác, liên quan gì ngươi? Tứ Vĩ tức giận không dứt, sử dụng một cái đuôi thú đao, trên thân đao nổ lên quỷ hỏa, vung đao chẻ hướng chung quanh bụi gai. Lúc này, Thái Hải Thiên Đế vậy thở bình thường lại, cười hắc hắc, hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, ta xem ngược lại không như để cho vậy đuôi thú, nuốt ăn lão giả kia thân xác, ngươi lại ngại chuyện gì. Bàn tay hắn nắm chặt, thiên hải sóng lớn hóa thành cuồng đao, phá không chém ngang hướng Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống. Hắn lúc này đã không có Huyền Trần Thiên Đế trợ lực, muốn đối kháng Thái Hải Thiên Đế, đặc biệt khó khăn, còn muốn cứu ra Huyền Trần Thiên Đế thân thể nói, vậy càng là khó hơn lên trời. Xem ra, vẫn là phải ép ta vận dụng lá bài tẩy. Quyết Tử Ma Nhãn, mở. Diệp Thần khẽ cắn răng, lúc này không để ý giá phải trả, trực tiếp mở Quyết Tử Ma Nhãn. Vù vù. Hắn con mắt trái, ở ngay tức thì bộc phát ra vạn nặng ma khí. Từng tầng một chết đường vân nổi lên, ngập trời khí tức kinh khủng lan tràn, ở hắn ánh mắt chỗ sâu, thậm chí có hồn Thiên Đế hình chiếu. Cái này Quyết Tử Ma Nhãn mở một cái, động trời tử vong sát khí bùng nổ, chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại, tựa như đều phải chết đi. Diệp Thần ánh mắt đảo qua, Thái Hải Thiên Đế phá không chém tới đao khí, ngay tức thì liền mất đi. Hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời vậy chết, tầng kia huyễn biển kết giới phong tỏa. Ngay tức thì vẫn tiêu diệt. Làm hắn ánh mắt, nhìn về phía Thái Hải Thiên Đế, Thái Hải Thiên Đế mặt đầy chấn động phố, cả người run rẩy kịch liệt, lớn tiếng hét dầm lên. Quyết Tử Ma Nhãn, ngươi tại sao có thể có Quyết Tử Ma Nhãn? Đây không phải là thần thông, đây mới thật là ánh mắt. Truyền thuyết siêu phẩm tồn tại. Vậy hồn Thiên Đế tín đồ, đều có tu luyện Quyết Tử Ma Nhãn, thế nhưng chỉ là thần thông, cấp 9 liền cao nhất, cũng không phải chân tránh ánh mắt. Nhưng Diệp Thần mở ra, cũng không phải thần thông, mà là chân chánh ma nhãn, là vượt qua cấp 9 vĩ đại tồn tại, có thể nói siêu phẩm. Thái Hải Thiên Đế tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể nắm giữ Quyết Tử Ma Nhãn. Cái này ma nhãn mở một cái, thiên địa đều phải chết đi, uy năng quá kinh khủng. Nếu như Thái Hải Thiên Đế bản thể hạ xuống, đó là đương nhiên có thể chống lại, dẫu sao Diệp Thần lực lượng, cũng có cực hạn. Nhưng hiện tại... Hắn cái này đạo phân thân, nhưng rõ ràng có chút không chịu nổi. Rột rột, Thái Hải Thiên Đế ra, gặp phải Diệp Thần ánh mắt quét nhìn, giống như bị nước sôi nấu, phát ra kinh khủng tư tư thanh, quanh thân Thiên Đế khí toàn bộ hội diệt hết, thân thể ngay tức thì bị thương nặng, da tí tách toát ra huyết phao. Nhân quả luật, ta thân bất diệt. Thái Hải Thiên Đế gầm thét một tiếng, vội vàng liều mạng khí lực cuối cùng, phát ra một cái nhân quả luật, quanh người xuất hiện tầng tầng không khí tường. Rất miễn cưỡng ngăn trở Diệp Thần Quyết Tử Ma Nhãn nghiền giết. Hắn cái này đạo phân thân, là dùng bổn mạng máu tươi chế tạo, thậm chí ở phía trên thêm không thiếu cái thời gian tuyến, dĩ nhiên không muốn tùy tiện chết. Diệp Thần thi triển Quyết Tử Ma Nhãn,
đã đem Thái Hải Thiên Đế tổn thương nặng, nếu như muốn hoàn toàn giết chết nói, cũng có thể làm được, bất quá cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Diệp Thần cảm thấy con mắt trái đau nhức, hốc mắt không ngừng có máu tươi chảy như dòng nước đi ra, cái này quyết tử ma nhãn mở ra giá phải trả, quá khổng lồ. Hắn gặp tốt hãy thu, lúc này đem quyết tử ma nhãn thu hồi, ánh mắt nhìn về phía dưới Tư Vĩ. Tư Vĩ ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt đầy kinh ngạc rung động. Mới vừa Diệp Thần mở quyết tử ma nhãn, khí tượng quá bàng bạc, vậy cổ cực hạn tử vong sát khí, thậm chí vượt qua tử thần, có thể xẻ thịt chư thiên vạn vật sống chết, cho dù hắn là đuôi thú, vậy hoàn toàn sợ hãi. Hồn tộc bộ lạc bên trong, tất cả hồn tộc người đám người, Ma La Tinh, Hàn Diễm, Trần Liệt các người, đều là vô cùng rung động, giống như thấy được hồn thiên đế đích thân tới. Cho dù hiện tại Diệp Thần thu hồi ma nhãn, vậy cổ kinh khủng sát khí, như cũ làm người ta có lòng dư quý. Liệt Nhật Mệnh Tinh, mở. Diệp Thần thừa dịp Tứ Vĩ thất thần, lập tức mở Liệt Nhật Mệnh Tinh. Bất quá, hắn thân thể, mới vừa mở ma nhãn, thì không cách nào chống đỡ thêm Liệt Nhật Mệnh Tinh phóng thích. Hắn là gọi ra liền Thanh Liên phân thân, dựa vào Thanh Liên phân thân, mở Liệt Nhật Mệnh Tinh. Cho dù như vậy, hắn trạng thái cũng không chịu nổi. Thật may trước đây cứu ra Long Tuyết Hiên, đạt được đối phương đưa tặng tạo thần tiên trì, Diệp Thần lần nữa đem Thanh Liên phân thân đúc đi ra, lúc này phái lên công dụng. Liệt Nhật Mệnh Tinh trói lọi, đối đuôi thú có không kém khắc chế hiệu quả. Vù vù, huy hoàng sáng trói mặt trời gay gắt, bay lên, vô số nhức mắt trói mắt ánh mặt trời mang, đều ác tàn nhẫn đi Tứ Vĩ thân thể soi đi. Đáng chết luân hồi chi chủ. Tứ Vĩ tại chỗ hét thảm lên, ở mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống, hắn thân thể ở suy suy bốc khói, năng lượng không ngừng bị bốc hơi. Buông ra Huyền Trần Thiên Đế tiền bối thân xác, lập tức cho ta lăn. Diệp Thần lạnh lùng nói, ở đỉnh đầu mặt trời gay gắt làm nổi bật dưới, giờ khắc này Diệp Thần, giống như là trong truyền thuyết thần mặt trời. Hắn nổi giận. Huyền Trần Thiên Đế đối hắn mà nói, vậy coi là sư phụ, hắn đã đáp ứng Huyền Trần Thiên Đế, há có thể nói không giữ lời. Đây là đạo của hắn, hắn hôm nay, hai tròng mắt tràn đầy cơn giận đốt trời. Tư Vĩ nghe được Diệp Thần mà nói, nhưng là hì hì cười nhạt, đầy mặt bướng bỉnh bất tuần, âm trầm nói. Ta không có được đồ, người cũng đừng nghĩ đạt được. Tiếng nói rơi xuống, Tứ Vĩ móng vuốt đột nhiên giết ra, suy rồi một tiếng, liền đem Huyền Trần Thiên Đế chân thân, xé thành mảnh vỡ, đầy trời máu thịt tung tóe. Hắn nếu như muốn nuốt ăn Huyền Trần Thiên Đế, luyện hóa máu thịt, cần phải chuẩn bị rất nhiều, bố trí trận pháp nghi quỹ, rửa sạch Thiên Đế thân xác vân. Vân, nhưng nếu như muốn trực tiếp hủy diệt nói, vậy thì đơn giản nhiều, móng vuốt liền xé. Huyền Trần Thiên Đế chân thân, lúc này hóa thành mưa máu vẫn diệt. Nhục thân của ta. Luân hồi mộ địa bên trong, Huyền Trần Thiên Đế thấy mình chân thân hủy diệt, nhất thời gương mặt đại biến, ánh mắt bộ dạng sợ hãi. Ở vô vô thời ý không bên trong, thân xác vô cùng trọng yếu, không có thân thể nói, không có một cái tàn hồn, căn bản không cách nào tích lũy khí vận căn cơ, cũng không cách nào tích lũy thiên đế khí, rất nhiều thiên đế quy luật, đều không cách nào vận dụng. Mất đi thân xác, Huyền Trần Thiên Đế cái này tàn hồn, coi như lại tu luyện thế nào, cũng không khả năng khôi phục lại đỉnh cấp thời điểm lực lượng. Đáng chết xúc sinh. Diệp Thần thấy một màn này, cũng là vô cùng giận dữ, điên cuồng thúc giục Liệt Nhật Mệnh Tinh, cuồng bạo mặt trời gay gắt trói lọi, đem Tứ Vĩ trên mình năng lượng, suy suy bốc hơi. Tứ Vĩ bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng giá vẻ mặt như cũ giữ tợn tàn bạo, lệ khí sâu nặng. Truyền thuyết bên trong. Đuôi thú đều là bướng bỉnh bất tuần tồn tại, ở Tứ Vĩ trên mình, có thể gặp một ban. Hắn biết rõ hủy diệt Huyền Trần Thiên Đế thân xác, sẽ hoàn toàn đắc tội luân hồi trận doanh, cũng ở đây không tiếc. Luân hồi chi chủ, người nổi giận thì có ích lợi gì? Chúng ta ngày hôm nay coi như là kết làm tử thù, hì hì, nhưng người muốn giết ta, không như vậy dễ dàng, tương lai ta sẽ mượn dùng lớn Chu gia tộc lực lượng, từ từ cùng ngươi chơi. Tứ Vĩ âm cười lên. Mới vừa xé nát Huyền Trần Thiên Đế thân xác, Thiên Đế mưa máu văng tung tóe, để cho được Diệp Thần Liệt Nhật Mệnh Tinh ánh sáng, cũng bị thoáng che đậy. Hắn thừa dịp này cơ hội, lập tức hóa thành một đạo màu xám cho lưu quang, cực nhanh chạy trốn rời đi. Diệp Thần giận dữ không thôi, nhưng cũng biết Thiên Đế thân thể hủy diệt, Huyền Trần Thiên Đế lại là thương tâm. Tiền bối, thật xin lỗi, ta không có thể cứu ra ngươi chân thân.
Diệp Thần vô cùng áy náy nói. À, thôi, đây cũng là số mạng. Huyền Trần Thiên Đế không biết làm sao nói, cũng không có trách tội Diệp Thần. Bởi vì hắn cũng biết, Diệp Thần đích xác là tận lực. Diệp Thần cắn răng nói, mệnh sao? Ta không tin số mệnh. Ngươi yên tâm, ta có tạo thần tiên trì, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, ta có thể giúp ngươi tái tạo một cái thân xác đi ra. Hắn mơ hồ cảm nhận tương lai, biết trời không tuyệt đường người, tuy nói Huyền Trần Thiên Đế thân xác đã hủy, nhưng hắn có tạo thần tiên trì, có thể tạo hóa ra thiên đế thân xác, chỉ cần đủ tài liệu. Tái tạo thân xác, cái này, có thể sao, ta chân thân, nhưng mà thiên đế. Huyền Trần Thiên Đế sửng sốt một tí, nếu như là phổ thông thân xác, có lẽ có luyện chế sáng tạo có thể, nhưng hắn thân xác, nhưng mà thiên đế chủ thần cấp thân xác, nơi nào có như thế dễ dàng sáng tạo ra. Có thể, chỉ cần cho ta đầy đủ vật liệu. Diệp Thần kiên quyết nói, tuy biết khó khăn, nhưng tuyệt sẽ không bỏ rơi. Huyền Trần Thiên Đế im lặng, thở dài nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi, bất quá, ngươi trạng thái thật không tốt, vẫn là rời khỏi nơi này trước nói sau. Diệp Thần gật đầu một cái, ánh mắt mong hướng bốn phía, chỉ gặp Thái Hải Thiên Đế và Ma La Tinh, đều dùng vô cùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, lại mang sâu đậm chấn động chỉ cùng kiêng kỵ. Mới vừa Diệp Thần triệu hoán liệt nhật mệnh tinh, vậy cổ nóng rực trói lọi, cùng quyết tử ma nhãn sát khí mới vừa ngược lại. Thuộc tính hoàn toàn nghịch phản hơi thở, nhưng ở Diệp Thần trên mình hoàn mỹ dung hợp. Diệp Thần còn chỉ là vô lượng cảnh, cũng đã như thế lợi hại, cùng hắn tương lai bước lên thần, đây tuyệt đối là chư thiên vô địch. Keng! Ma La Tinh gắng sức một đao, trước đẩy lui hàn diễm, hướng về phía Thái Hải Thiên Đế quát lên. Thái Hải Thiên Đế! Ngày hôm nay phải làm thịt luân hồi chi chủ, nếu không cùng hắn bước lên thần, người ta đều phải chết. Thái Hải Thiên Đế ánh mắt run lên, lướt qua một chút quyết đoán, trầm giọng nói, cung phụng máu ta thịt, triệu hoán hồn Thiên Đế đại nhân lực lượng, chu diệt luân hồi. Dứt lời, Thái Hải Thiên Đế thân thể đột nhiên minh rõ ràng, hóa thành đầy trời mưa máu, tung bay lên cao, rơi ở phía dưới hắc ám trên tế đàn. Hắn lại là không tiếc giá phải trả. Hiến tế hết mình cái này cái máu thịt phân thân, cũng phải triệu hoán hồn Thiên Đế lực lượng hạ xuống, chu diệt Diệp Thần. Diệp Thần quá mạnh mẽ, dựa hết vào hắn và Ma La Tinh lực lượng, đã không cách nào áp chế, chỉ có mời ra hồn Thiên Đế. Ma La Tinh thấp giọng ngâm sướng, toàn bộ người hồn tộc cửa, vậy đang ngâm sướng, cổ xưa thần bí thần chú tiếng, từ bọn họ trong miệng dòng nước chảy ra. Cái đó hắc ám tế đàn, lấy được Thái Hải Thiên Đế máu thịt tế hiến. Sẽ ở hồn tộc các tín đồ ngâm sướng cầu nguyện hạ, bộc phát ra chói mắt chói lọi, đó là bóng tối ma hy, mang theo cuồn cuộn sát khí, lại có ma đạo quân chủ khủng bố uy nghiêm. Ma La Tinh trên người, cũng có tầng tầng hắc vụ, chào đáng xuất tới, tựa như cùng trong chỗ u minh hồn Thiên Đế, lấy được câu thông đồng tình. Ở đó từng tầng một hắc vụ bao phủ hạ, hắn cả người sát khí xâm nghiêm, thậm chí hàn diễm đều không cách nào gần thêm nữa hắn thân thể. Hàn Diễm mặt đầy khiếp sợ, bên cạnh Trần Liệt, còn có rất nhiều đạo tông đệ tử, cũng là một mặt sợ hãi. Bọn họ thấy được trong hư không, dần dần nổi lên một đạo phong cách cổ xưa, già nua, bể dâu, lại lộ ra cao nhất quân vương uy nghiêm, như nghiền ép thiên địa vĩ đại bóng người, chậm rãi nổi lên. Đó là hồn Thiên Đế bóng người. Vào giờ phút này, Ma La Tinh lại là mượn dùng Thái Hải Thiên Đế máu thịt hiến tế, muốn triệu hoán hồn Thiên Đế lực lượng hạ xuống. Hồn Thiên Đế bóng người, mơ hồ hiện ra, nguyên phiến ám âm thâm uyên, liên quan ngoại giới phế tích mặt đất, ngoại giới phương xa rừng rậm bóng tối, cũng rung chuyển lên, càn khôn chấn động, thiên địa thất sắc. Ám âm thâm uyên không rõ hắc ám sát khí, vậy theo hồn Thiên Đế bóng người hiện lên, đổi được trước đó chưa từng có nồng nặc, để cho người không thở nổi. Có hai cái tu vi hơi yếu đạo tông đệ tử, không chịu nổi sát khí ăn mòn, tại chỗ hét thảm lên. Da thịt hoàn toàn bị ăn mòn, lâm vào là một đống xương trắng, sụp đổ trên đất. Diệp Thần vốn là muốn đi, nhưng thấy Ma La Tinh, vì giết hắn, lại muốn triệu hoán hồn Thiên Đế lực lượng hạ xuống, trong lòng mười phần khiếp sợ. Ngươi sẽ để cho người, ta sẽ không. Nhâm tiền bối, hạ xuống đi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, hắn dĩ nhiên sẽ không ngu xuẩn đến, mưu toan lấy mình lực lượng, đi đối kháng hồn Thiên Đế. Hắn sử dụng toái tâm linh. Chuông lay động, thanh thúy tiếng chuông truyền ra ngoài, muốn triệu hoán nhâm phi phàm hạ xuống. Hắn ngược lại muốn xem Ma La Tinh có thể triệu hoán nhiều ít hồn Thiên Đế lực lượng,
cùng Nhâm Phi Phàm so sánh như thế nào. Vù vù, hồn thiên đế bóng người, bộc phát rõ ràng. Hắn già nua tròng mắt mở ra, lộ ra cao nhất ma thần sát khí. Nhưng, Diệp Thần tiếng chuông, vậy xa xa truyền đi, cũng lấy được phương xa đáp lại. Một đạo sáng chói thần thánh bóng người, từ bầu trời hạ xuống. Nhưng, ra Diệp Thần dự liệu. Cái này hạ xuống bóng người, cũng không phải là Nhâm Phi Phàm, mà là một cái thần quang sáng chói, vô cùng thánh khiết cô gái. Người phụ nữ này, sáng bóng đẹp, nếu như phải dùng một chữ tới hình dạng nàng mà nói, đó chính là đẹp. Nàng ngũ quan, tỷ lệ là như vậy hoàn mỹ, không phải diêm dúa lòe loẹt xinh đẹp như vậy đẹp, mà là đoan trang, xinh đẹp, cao nhã, thánh khiết đẹp. Diệp Thần ở lúc trước, cho tới bây giờ không có gặp qua như thế đẹp người phụ nữ. Nhìn cái này thần quang vòng quanh cô gái, hắn liền cảm thấy, người phụ nữ này, là tuyệt đối sẽ không nổi giận, tính nàng khẳng định vậy như dung mạo vậy, ôn nhu khoan dung, thật giống như một đoàn thánh quang, sẽ không có bất kỳ kích thích người địa phương. Nàng vóc người, tỷ lệ cũng là như vậy hoàn mỹ, đầy đặn địa phương 10 phần đầy đặn, ghi trong tim như thánh mẫu vậy rộng rãi, để cho người nhìn một cái, liền muốn đưa vào nàng trong ngực đi, trầm trầm ngủ yên. Eo của nàng không phải như vậy mềm mại eo thon nhỏ, vậy như thánh mẫu vậy khỏe đẹp, tỷ lệ đường cong như pho tượng. Diệp Thần vốn là muốn triệu hoán Nhâm Phi Phàm, nhưng lại không nghĩ rằng, lại triệu hoán xuống một cái như vậy cô gái xinh đẹp. Người phụ nữ này đẹp, để cho đời người không dậy nổi nửa điểm tà niệm, chỉ có sùng bái ý niệm, giống như là một đứa nhỏ, sùng bái mình mẫu thân. Cái này cô gái xinh đẹp, ánh mắt mang theo ôn nhu, hiền hòa, từ bi. Cái loại này từ bi ánh mắt, Diệp Thần ở võ giao trong mắt thấy qua. Cái này cô gái xinh đẹp, ánh mắt nàng từ bi, nhẹ nhàng nâng lên tay, nhu hòa bàn tay thần mang vạn nói, một trường nhẹ nhàng vung hướng hồn thiên đế, tựa hồ cũng không có ẩn chứa lực lượng gì, như xuân phong hóa mưa. Nhưng một trường này vung ra, hồn thiên đế vậy sát khí ngút trời, cao nhất quân vương vậy bóng người, liền ngay tức thì bị đánh được bạo diệt, kịch liệt vặn vẹo tán loạn. Hồn thiên đế ngẩn ngơ. Nhìn cái này cô gái xinh đẹp, trong miệng tự lẩm bẩm như mộng nghệ bàn nói. À, Mỹ Thần, ngươi trở về. Ta lấy là, ngươi sáng tạo thiên đường sau đó, liền đã chết, lúc đầu. Hu hu hu, hồn thiên đế bóng người, theo khí lưu tiêu tán. Cái đó cô gái xinh đẹp, không nói một lời, ánh mắt như cũ tử bi nhu hòa, thân thể vậy dần dần không nhìn thấy ở trong hư không, phảng phất từ tới không có xuất hiện qua. Thấy một màn này, Diệp Thần, Ma La Tinh, Hàn Diễm, Trần Liệt các người, toàn đều ngẩn ra. Bọn họ rung động, không phải là hồn thiên đế rung động, mà là cái đó cô gái xinh đẹp mà rung động. Cái đó cô gái xinh đẹp, hồn thiên đế gọi hắn là Mỹ Thần, thật là đơn giản lại khít khao tên chữ. Nàng liền kêu Mỹ Thần, giống như là thế gian hết thảy tốt đẹp hội tụ, để cho người nhìn một cái, trọn đời liền sẽ không quên. Quá rung động. Ở không thấy Mỹ Thần trước, Diệp Thần, Ma La Tinh, Hàn Diễm các người, cũng không dám tin tưởng, thế gian sẽ có như thế nữ nhân hoàn mỹ. Toàn trường tất cả người, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, trong không khí tựa hồ còn lưu lại có Mỹ Thần thơm dịu, vậy cổ mùi thơm, như thánh mẫu nhũ hương, đáng địch nhân tâm hồn, đem người nội tâm tất cả lệ khí, giết hại, oán niệm vân. Vân, toàn bộ rửa sạch. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Không thiếu hồn tộc võ giả, cũng ngay tức thì mất đi chiến ý, binh khí trong tay rớt xuống đất. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ma La Tinh rên lên một tiếng, ngã nhào trên đất, trong miệng khạc ra máu tươi. Nhưng là hồn thiên đế thân hình hội diệt, hắn bị cắn trả liên lụy, tại chỗ trọng thương. Diệp Thần thấy Ma La Tinh trọng thương ngã xuống đất, vậy phục hồi tinh thần lại, trong mắt lướt qua một chút âm lãnh. Mặc dù không biết, hắn rõ ràng là triệu hoán Nhâm Phi Phàm. Cuối cùng hạ xuống, nhưng là Mỹ Thần, cái này sau lưng, kết quả có cái gì nhân quả. Nhưng Diệp Thần biết, nhổ cỏ tận gốc đạo lý. Hắn xách kiếm, sải bước hướng Ma La Tinh đạp đi, một kiếm vung chém xuống, cho ta chết. Ma La Tinh sợ hãi, sử dụng một tấm phủ chiếu, trên không bốc cháy, hét lớn. Cuồng sư thiết yêu, đi ra. Cuồng sư thiết yêu, đi ra. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, hư không vặn vẹo, yêu khí nổ. Ngập trời yêu khí chấn động càn khôn, một đầu to lớn yêu thú, đạp chấn thiên động địa sải bước, từ trong hư không bước ra. Cái này con yêu thú,
bề ngoài như một đầu sư tử, cả người nhưng che lấp thiết màu đen miếng vảy, sát khí dày đặc, yêu khí gào thét, tạo thành một tầng yêu sương mù, bao phủ ở thân thể bên trên, cặp mắt mang trọng đồng, huyết quang lững lờ, vô cùng xâm nghiêm, đang lạnh nhạt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Keng! Diệp Thần chém xuống một kiếm đi, nhưng chém ở nơi này đầu cuồng sư thiết yêu trên mình, phát ra kim mâu giao kích vậy thanh âm, lại không thể làm bị thương cái này con yêu thú chút nào, hắn đang nhận được phản chấn, gan bàn tay một hồi tê dại. Không nghi ngờ chút nào, cái này cuồng sư thiết yêu, chính là Huyền Trần Thiên Đế trước đây nói qua, ẩn trốn ở chỗ này hắc ám yêu tộc, huyết mạch nội tình có thể so với đuôi thú. Yêu thú này, Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, nhìn vậy cuồng sư thiết yêu, lại cảm thấy trong cơ thể huyền yêu máu tươi, hơi chấn động, tựa như vào đầu này cuồng sư thiết yêu, tồn tại loại nào đó nhân quả vậy. Cuồng sư thiết yêu, giết hắn. Ma La Tinh chợt quát, chỉ huy cuồng sư thiết yêu đánh ra, bất quá trên mặt hắn, nhưng là mang vô cùng là ngưng trọng cẩn thận thần sắc, thật giống như cũng không thể hoàn toàn khống chế cuồng sư thiết yêu. Chỉ là đến cuối cùng giây phút, tánh mạng hắn đối mặt uy hiếp, vạn bất đắc dĩ, mới đưa cuồng sư thiết yêu cho gọi ra tới. Cuồng sư thiết yêu nghe được Ma La Tinh chỉ huy, thân thể như pho tượng vắng lặng không nhúc nhích, chậm chạp lập tức sau đó, mới đột nhiên gầm thét một tiếng, phi thân hướng Diệp Thần đạp chết đi. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy nghẹt thở. Cái này cuồng sư thiết yêu, uy thế cực kỳ khủng bố cường hãn, phỏng đoán có trung vị thần lực lượng, muốn nghiền ép Diệp Thần, đó là dư sức có thừa. Huyền Trần mở ảo thân. Diệp Thần vội vàng thi triển thân pháp, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh. Hống. Vậy cuồng phô sư thiết yêu điên cuồng truy kích, năm cây sắc bén móng vuốt, từ nhục trưởng bên trong đánh ra, sắc bén như đao kiếm, quay đầu bổ hướng Diệp Thần. Đại ca chú ý. Hàn Diễm hoảng hốt, không nghĩ tới Ma La Tinh còn có loại thủ đoạn này, lại có thể cho gọi ra như thế yêu thú cường đại. Diệp Thần cùng Thái Hải Thiên Đế đại chiến sau này, linh khí tiêu hao to lớn, đối mặt cuồng sư thiết yêu điên cuồng đánh, hắn dần dần cảm thấy khó mà chống đỡ. Thiên bia, hạ xuống. Thiên nghịch thần mạch, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quát to một tiếng, dùng hết toàn thân cuối cùng một chút lực lượng, cho gọi ra thiên bia. Ung ung. Phong cách cổ xưa, to lớn, uy nghiêm, lạnh lùng, mang cao nhất quy luật hơi thở thiên bia, từ trong hư không hạ xuống, đang đích một tiếng, liền chặn lại cuồng sư thiết yêu móng vuốt đánh. Cùng lúc đó, Diệp Thần vậy mở ra thiên nghịch thần mạch, thúc dục thiên bia, bộc phát ra một cổ cường đại nghịch chuyển lực. Ở nơi này cổ nghịch chuyển lực phản kích hạ, vậy cuồng sư thiết yêu móng vuốt lại là ngược lại công kích đầu mình. Phốc xích, cuồng sư thiết yêu móng vuốt gục đâm ở mình mặt trên, đem một con mắt cũng đâm nổ, đau đớn kịch liệt bứt rứt, nó gương mặt chảy máu, lớn tiếng kêu thảm lên. Đây là thiên nghịch thần mạch tác dụng. Thiên nghịch thần mạch ẩn chứa nghịch thiên lực lượng, cũng có đủ loại chỗ diệu dụng. Một cái trong đó chỗ diệu dụng, chính là có thể nghịch phản công kích của địch nhân, dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Cuồng sư thiết yêu gặp bị thương nặng, kêu thê lương thảm thiết trước, đau nhức để cho nó điên cuồng hơn, kinh thiên gầm thét, trên mình yêu khí cuồng bạo ngất trời, rung động tiêu vũ, hơi thở vậy điên theo bão táp thăng, từ trung vị thần bước, tăng vọt đến có thể so với thượng vị thần cảnh giới. Thượng vị thần hơi thở, bá đạo vô cùng. Cuồng sư thiết yêu gầm thét. Vậy cổ cuồng bạo yêu khí, không phân chia địch ta, không phân chia lẫn nhau, như sông chảy xiết, điên cuồng nghiền giết ra. Ở vùng lân cận hồn tộc võ giả, gặp phải cuồng sư thiết yêu yêu khí nghiền giết, nhất thời kêu thảm hóa thành bụi bặm. Còn dư lại hồn tộc võ giả, cũng là hoảng sợ không thôi, kêu to chạy trốn tứ tán. Không tốt, Ma La Tinh thấy cuồng sư thiết yêu nổi điên, liên tục nặn quyết, quát lên. Trở lại cho ta. Nhưng... cuồng sư thiết yêu dưới điên cuồng, cũng không có nghe theo Ma La Tinh mệnh lệnh, vậy cổ cuồng bạo yêu khí, thậm chí như thất luyện cuốn ngược vậy, hướng Ma La Tinh tập sát đi. Súc sinh này, lại nổi điên. Ma La Tinh tức giận không dứt, vội vàng chật vật né tránh, rồi sau đó mang còn dư lại hồn tộc các võ giả, hướng phương xa chạy thục mạng. Toàn bộ hồn tộc bộ lạc lãnh địa, từng ngọn kiến trúc, ở cuồng sư thiết yêu yêu khí dưới sự xung kích, rối rít sụp đổ tan rã bể. Hóa thành phế tích. Hàn Diễm, Trần Liệt các người, cũng khó mà chịu đựng yêu khí đánh vào, vội vàng rút lui. Diệp Thần tuy có thiên bia bảo vệ, nhưng tự thân hơi thở khó mà là kế, ở yêu khí dưới sự xung kích, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu.
Đại ca, Hàn Diễm muốn đi cứu viện, nhưng yêu khí tràn ngập toàn trường, hình thành ngập trời biển sương mù, cách trở hết thảy, hắn căn bản không cách nào cứu giúp, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Diệp Thần bị ngập trời yêu khí sương mù chìm ngập. Diệp Thần bị từng tầng một yêu khí sương mù bao phủ, chỉ cảm thấy nghẹt thở. Lúc này, vậy cuồng sư thiết yêu, vậy điên cuồng gầm thét, lần nữa hướng Diệp Thần đạp chết tới. Nó trên gương mặt tràn đầy máu tươi, một con mắt bị đâm bể, lẻ tẻ con ngươi còn lưu lại ở hốc mắt bên trong, nhìn như mười phần kinh người. Diệp Thần ngửi được từng cơn mùi máu tanh, nội tâm cũng là từng cơn phát mao, sống chết trước mắt, như phúc tới tâm linh vậy, sử dụng huyền yêu máu tươi. Dịu dàng huyết quang, ở Diệp Thần lòng bàn tay lững lờ. Vậy cuồng sư thiết yêu, thấy được cái này huyền yêu huyết quang, ngẩn ngơ, mới vừa vẫn là điên cuồng hình dáng, lúc này đổi được chậm chạp cùng mờ mịt, đạp chết động tác vậy dừng lại. Đứng ngẩn ngơ hồi lâu, vậy cuồng sư thiết yêu ánh mắt, đổi được thanh tỉnh rất nhiều, không có mới vừa hung ác, trong miệng nó chậm rãi khạc ra tiếng người, hướng Diệp Thần nói. Ngươi là người nào, tại sao có thể có huyền yêu đại nhân máu tươi? Diệp Thần nghe cái này cuồng sư thiết yêu, miệng phun tiếng người, hơn nữa quả nhiên và huyền yêu có liên quan, trong lòng đại hỉ, nói. Ta coi như là huyền yêu truyền nhân, ngươi lại là ai? Vậy cuồng sư thiết yêu sửng sốt một tí, dù gì nói, lúc đầu ngươi chính là luân hồi chi chủ, ta lại là ai? Nó có chút mê mang hình dáng, rồi sau đó lại thích xem nhớ lại cái gì, thân thể yêu khí sôi trào, một hồi vặn vẹo, lại là hóa thành hình người. Là một đầu sư đầu nhân người yêu tộc, thân thể phá lệ to lớn. Ta nhớ ra rồi, ta là huyền yêu đại nhân tọa hạ thị vệ, người có thể kêu ta thiết sư vệ. Năm đó huyền yêu đại nhân, gặp phải cổ tinh hình môn săn giết, bị buộc thoát đi, trước khi đi, đem một viên hắc văn thạch đản ủy thác cho ta, phân phó ta để tâm ấp trứng. Nhưng, sau đó ý ta bên ngoài cuốn vào một trận đại chiến, bị đánh rơi vào này, thần trí không rõ, có lúc thanh tỉnh. Có khi lại sẽ nổi điên. Ma La Tinh đem ta bắt, dùng chư nhiều thủ đoạn, muốn để cho ta quy theo hồn thiên đế, nhưng ta không có phục tòng, ta còn nhớ mình sứ mạng, ta là thiết sư vệ, ta là huyền yêu đại nhân tọa hạ thị vệ, ta không phải bóng tối tín đồ. Thiết sư vệ ánh mắt dần dần thanh tỉnh, nói tới chuyện cũ, lúc đầu hắn lại là huyền yêu tọa hạ thị vệ, khó trách cùng Diệp Thần trong cơ thể huyền yêu máu tươi, nhân quả liên lạc như vậy mật thiết. Diệp Thần trong bụng khẽ nhúc nhích, nói, huyền yêu tiền bối kêu ngươi ấp trứng cái gì hắc văn thạch đản. Thiết sư vệ nói, đúng vậy, chính là viên này trứng đá. Vừa nói, hắn sử dụng một viên thú trứng. Viên này thú trứng, thú khí nồng nặc, nhưng bề ngoài nhưng là đá phẩm chất, phía trên hiện đầy rất nhiều cổ xưa hoa văn, giống như là loại nào đó thần bí đồ đằng, tầng tầng ma hy lượn lờ, lại có từng tia quỷ bí cấm pháp hơi thở, làm người ta nhìn một cái. Liền cảm thấy rợn cả tóc gáy. Diệp Thần nhìn viên này hắc văn thạch đản, cũng cảm nhận được vô hình sợ hãi. Trứng đá đồ vật bên trong, hình như là cái gì đại yêu đại ma, tràn đầy nồng nặc không rõ khí. Huyền yêu tiền bối kêu ngươi ấp trứng viên này trứng đá, là có mục đích gì? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Thiết sư vệ nói, ta không biết, huyền yêu ngoặc đại nhân chỉ là kêu ta ấp trứng, nhưng cái này viên trứng đá, ấp trứng vô cùng là khó khăn. Hơn nữa ta đánh mất nơi đây sau đó, thần trí không rõ, vậy thường xuyên quên chuyện này. Ta có dự cảm, đá này trứng bên trong tồn tại, nếu như bên trong 3 năm, lại không ấp ra, liền phải vĩnh viễn rơi vào ngủ say cùng tử vong. À, luân hồi chi chủ, ta ý thức vừa nhanh rơi vào hỗn loạn, người mau dẫn đi viên này trứng đá, đi mau, đi mau. Nói xong lời cuối cùng, thiết sư vệ đem trứng đá nhét vào Diệp Thần trong tay, rồi sau đó hai tay ôm đầu. Một mặt thống khổ hình dáng, thân thể lại dần dần vặn vẹo, phải biến hóa hồi yêu thú hình dáng. Một khi hắn lần nữa đổi hồi yêu thú, lại phải đánh mất lý trí, không phân chia địch ta qua loa giết hại. Đây là tạo thần tiên trì, người đi vào trước nghỉ ngơi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vội vàng gọi ra tạo thần tiên trì, nói. Tạo thần tiên trì là vô vô thời y không thập đại hồ tiên một trong, nội tình thâm hậu. Diệp Thần phỏng đoán có thể dùng để thu xếp thiết sư vệ. Cảm ơn. Thiết sư vệ gương mặt thống khổ vặn vẹo, hướng tạo thần tiên trì leo đi, lại hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, người nhớ, nhất định phải nghĩ biện pháp ấp trứng cái này hắc văn thạch đản, đây là huyền yêu đại nhân phân phó. Diệp Thần nói, ta biết. Nghe được Diệp Thần đáp ứng,
thiết sư vệ thoáng giải sầu, liền tiến vào tạo thần tiên trì bên trong, ngủ say nghỉ ngơi. Theo thiết sư vệ tiến vào tạo thần tiên trì, tràn ngập bốn phía yêu khí, cũng là hoàn toàn tiêu trừ đi, thiên địa liền rõ ràng. Diệp thần đem tạo thần tiên trì và hắc văn thạch đản thu hồi, trong lòng âm thầm cục cục, cũng không biết huyền yêu muốn ấp trứng hắc văn thạch đản, ý muốn vì sao là. Hắn thử nghiệm suy tính hắc văn thạch đản quá khứ vị lai nhân quả, nhưng cũng khó mà đoán, hắc ám không rõ sát khí đặc biệt nồng nặc, nếu như cưỡng ép đoán nói, thậm chí có bị cắn trả nguy hiểm. Đại ca! Lúc này, một đạo tiếng hô, đem Diệp thần suy nghĩ kéo trở lại. Chỉ gặp Hàn Diễm xách một người, hào hứng hướng Diệp thần đi tới. Người nọ chính là Ma La Tinh, bị Hàn Diễm nhấc ở trong tay, gương mặt trắng xám, ánh mắt đã là vô cùng tuyệt vọng. Lúc đầu mới vừa yêu khí tiêu tán để gặp, Hàn Diễm đã nhân cơ hội ra tay, đem Ma La Tinh bắt được. Còn như Ma La Tinh dưới quyền, những cái kia hắc ám hồn tộc võ giả, đã sớm không biết trốn đi nơi nào. Hàn Diễm đem Ma La Tinh ném ở Diệp thần bên chân, nói, đại ca, muốn xử trí như thế nào người này? Ma La Tinh đạo tâm đã tan vỡ, thân thể run rẩy, liên tục hướng Diệp thần cầu xin tha thứ. Luân hồi chi chủ, tha mạng, tha mạng. Chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta có thể hiến tặng cho ngươi một kiện thần khí, kêu Titan thần hạm, truyền thuyết là năm đó Titan cự thần, ngồi qua thiên thuyền chiến hạm. Năm đó, Titan cự thần từng ngồi Titan thần hạm, hạ xuống nơi đây, viếng thăm Nguyên Thiên Đế, chiếc kia chiến hạm, hắn vậy lưu lại, coi là cho Nguyên Thiên Đế lễ vật. Sau đó, Hồn Thiên Đế đại nhân, công hãm nơi đây, đoạt lại Titan thần hạm, vậy chiến hạm một mực truyền thừa xuống, hôm nay liền ở tay ta bên trong. Ám âm thâm uyên phía trên địa giới, liền đã từng là Nguyên Thiên Đế lãnh địa một trong, sau đó bị công hãm, lâm vào là phế tích. Năm đó Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế đại chiến, vặn vẹo thời gian pháp tắc, rất miễn cưỡng tạo ra được một phiến rừng rậm bóng tối đi ra, có thể gặp hai vị thiên đế thực lực đáng sợ. Năm đó kinh thiên đại chiến, đã bị năm tháng bụi bặm chìm ngập, thiên cơ dấu vết mong manh không thể gặp, Ma La Tinh lại nói, trong tay hắn có một kiện chiến lợi phẩm, coi như trận chiến ấy lưu lại, chính là Titan thần hạm. Diệp thần tâm niệm khẽ nhúc nhích, Titan cự thần ngồi qua chiến hạm, đó đích xác là không được tồn tại. Titan cự thần là một vị viễn cổ thần linh, hắn lưu lại Titan chòm sao bí thuật, lại là tám đại chòm sao đứng đầu, uy năng vô cùng khủng bố. Trước đây Hoàng lão giao cho Diệp thần hộp, thì có thể niêm phong Titan chòm sao bí thuật điển tịch, chỉ là Diệp thần vẫn không có thể mở ra. Nếu như hắn có thể tiếp xúc tới càng nhiều Titan cự thần tương quan đầu mối, có lẽ liền có cơ hội, đem hộp mở ra. Ma La Tinh nói, luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi chấp trưởng Titan thần hạp, sau này qua lại lui tới vô thời ý không, vậy thì dễ dàng hơn, cho dù cách nhau hàng tỷ vũ trụ, cũng là ngay lập tức đến. Nghe nói như vậy, Diệp thần nhất thời động lòng. Vô thời ý không mười phần minh mông, coi như là lấy phá toái hư không thủ đoạn, lấy Diệp thần thực lực trước mắt, vậy rất khó làm được đi chỗ nào cũng ngay lập tức đến. Nếu như có thể có một chiếc cường đại chiến hạm thiên thuyền, qua lại không gian, đúng là sẽ thuận lợi rất nhiều. Hàn Diễm vậy hứng thú, nói, vậy Titan thần hạm đâu, người lấy ra xem. Phải. Ma La Tinh liên tục không ngừng xòe bàn tay ra, lòng bàn tay ánh sáng dâng lên, hiện ra một đạo chiến hạm hư ảnh, khổng lồ mênh mông, trên chiến hạm hiện đầy cổ xưa quy luật, hiện ra cực kỳ trầm trọng khí thế uy nghiêm. Diệp thần ánh mắt híp lại, nói, không sai, chiếc chiến hạm này, đích xác là không thể có nhiều thần khí, ta muốn. Ma La Tinh đại hỉ. Nói, luân hồi chi chủ, vậy ngươi nguyện ý bỏ qua cho tính mạng của ta? Diệp thần nói, không thành vấn đề, ta chuẩn ngươi còn sống. Ma La Tinh mừng rỡ như điên, lúc này hai tay đem Titan thần hạm đưa lên, nói, đa tạ luân hồi chi chủ khai ân. Ngươi thật là thiên đại người tốt. Diệp thần cười híp mắt nhận lấy Titan thần hạm, chỉ cảm thấy chiến hạm này nặng nề dị thường, năng lượng nội tình đặc biệt bằng bạc, luyện hóa chấp trưởng cực kỳ khó khăn. Coi như là Ma La Tinh, nhiều năm qua như vậy, vậy một mực không cách nào luyện hóa chấp trưởng. Nếu như hắn có thể chấp trưởng Titan thần hạm mà nói, trực tiếp đi trên chiến hạm trốn một chút, vậy thì thật là thượng vị thần đều khó thương tổn tới hắn, bởi vì vậy Titan thần hạm, bản thân liền có cường đại lực phòng ngự. Diệp thần thu Titan thần hạm, cười tiếp tục nói, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Hướng Hàn Diễm nháy mắt.
Hàn Diễm hội ý, cười hắc hắc, nói, Ma La Tinh, ngươi làm ác đa đoan, coi như đại ca ta tha ngươi không chết, ngươi tổng phải bỏ ra điểm giá phải trả. Thôi, ta liền đoạn ngươi một cánh tay, phế bỏ ngươi đan điền tu vi, ngươi sau này thật tốt làm người đi. Dứt lời, Hàn Diễm rồi đột nhiên khua kiếm, tận gốc chặt đứt Ma La Tinh cánh tay phải, lại huy trưởng đánh nát hắn đan điền, đánh gãy hắn kinh mạch, để cho hắn lâm vào là phế nhân. À à à, Ma La Tinh cánh tay bị chém đứt, kinh mạch đan điền bị phế, đau nhức bứt rứt, nhất thời kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Cái này một tí, hắn thật thì sống không bằng chết. Đan điền bị phế, kinh mạch đứt từng khúc, hắn coi như còn sống, kết quả vậy so chết còn muốn thê thảm. Vô vô thời ý không tràn đầy hắc ám, một tên phế nhân, tuyệt đối không thể nào ngăn trở bóng tối ăn mòn. Luân hồi chi chủ, người chết không được tử tế. Ma La Tinh che tay cụt, đau buồn muốn chết chú mắng lên. Diệp Thần còn chưa mở miệng, Hàn Diễm liền cướp lời nói, này, Ma La Tinh, đại ca ta cũng tha tính mạng ngươi, ngươi còn chưa hài lòng, thật muốn ta động thủ giết ngươi. Ma La Tinh bi phẫn đan sen, con mắt nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Hàn Diễm, nói, rất tốt, ta nhớ các ngươi, một ngày nào đó, thứ 9 hồn tộc những đại nhân, sẽ thay ta trả thù. Hồn Thiên Đế đại nhân, sẽ thay ta trả thù. Dứt lời, Ma La Tinh trở tay một trường, đánh nát mình thiên linh cái, óc vỡ toang, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử ngã xuống đất, thân thể suy suy vang dội, tất cả máu thịt bốc cháy, hóa thành tế phẩm, cung phụng cho trong chỗ U Minh Hồn Thiên Đế. Diệp Thần nghe được hắn nói tới thứ 9 hồn tộc, nhớ lại Cửu Thiên Phục Long giáo. Hắn mơ hồ cảm nhận hắc ám hồn tộc bí ẩn, Hồn Thiên Đế hậu duệ, số lượng vô cùng nhiều, phần lớn tự xưng hắc ám hồn tộc, đại khái có thể phân chia 9 cái chi nhánh. Ma La Tinh thuộc về thứ 9 hồn tộc, Diệp Thần trước kia gặp qua Cửu Thiên Phục Long giáo, cũng là thứ 9 hồn tộc. Diệp Thần dự cảm đến, tương lai mình cùng hắc ám hồn tộc, nhất định là không chết không thôi. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được. Hôm nay Ma La Tinh đã chết, nơi đây nhân quả, tạm thời chấm dứt. Diệp Thần thu hoạch rất phong phú, lấy được dược liệu cần thiết, rồi sau đó đạt được tạo thần tiên trì. Đúc lại thanh liên phân thân, lại đạt được một quả thần bí hắc văn thạch đàn, còn có Titan cự thần đã từng là thiên thuyền Titan thần hạm. Chỉ là, luân hồi đại năng Huyền Trần Thiên Đế chân thân, bị tứ vĩ xé nát, thực đang đáng tiếc. Diệp Thần cong ngón tay tính toán, cảm thấy vậy Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, là phá cuộc mấu chốt. Nếu như hắn có thể được Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, có thể có được đầy đủ tài nguyên, là Huyền Trần Thiên Đế đúc lại thân xác. Luân hồi chi chủ. Hôm nay được gặp ngươi kinh thế thần thông, tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục. Đây là, đạo tông người Trần Liệt, mang thủ hạ đệ tử, tới đây hướng Diệp Thần thi lễ. Mới vừa Diệp Thần cùng Thái Hải Thiên Đế kịch chiến, đủ loại thần thông, làm người ta hoa cả mắt, Trần Liệt là hoàn toàn bội phục. Ta lắng nghe đến lão tổ thần dụ, hắn nói hắn ở Cát Thành, ngươi có rãnh rỗi, có thể đi Cát Thành thăm hắn rất là thưởng thức ngươi. Dừng một chút. Trần Liệt tựa hồ sợ Diệp Thần quên, lại nhắc nhở, nhà ta lão tổ danh hiệu là Binh Tổ, người ngoài vậy kêu hắn Binh Tổ Thiên Tôn, am hiểu nhất binh gia thuật pháp, trận pháp chi đạo, khói lửa võ đạo vân. Vân, Binh Tổ, chính là đạo tông bát tổ một trong. Diệp Thần nghe Trần Liệt mà nói, vị kia Binh Tổ, rõ ràng cho thấy muốn lôi kéo mình. Nhà các người Binh Tổ, và Mạc Kim lão tổ quan hệ như thế nào? Diệp Thần hỏi. Hắn đã cùng Mạc Kim lão tổ truyền nhân, nhất tiền đại sư kết giao, tương lai đạo tông nội bộ, nếu như phát sinh cái gì tranh chấp mà nói, hắn vậy sẽ nghiêng về Mạc Kim lão tổ. Cho nên, hắn muốn biết, Binh Tổ và Mạc Kim lão tổ quan hệ, nếu là đối nghịch nói, vậy hắn liền khó làm. Trần Liệt nghe được Diệp Thần nói tới Mạc Kim lão tổ, sửng sốt một tí, rồi sau đó nói, Mạc Kim lão tổ và nhà ta lão tổ, chính là bạn thân thân bằng. Diệp Thần nghe lời nói này, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt. Trần Liệt nói, luân hồi chi chủ, nơi đây sắp sụp đổ, chúng ta vẫn là mau rời đi đi. Ám âm thâm uyên mặt đất chỗ sâu, không ngừng truyền tới ủng ủng chấn động tiếng, nơi này đích xác sắp băng diệt. Mới vừa Diệp Thần và Thái Hải Thiên Đế đại chiến, còn có Mỹ Thần Oanh diệt hồn Thiên Đế, trực tiếp nghiền diệt vô số thiên địa pháp tắc, mảnh địa phương này đã mau muốn hủy diệt. Diệp Thần gật đầu một cái. Lập tức liền cùng Trần Liệt, Hàn Diễm các người, rời đi ám âm thâm uyên,
trở về mặt đất trên. Từ trên mặt đất, có thể xa 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 thấy rừng rậm bóng tối đường danh, ba người cũng tận lực rời đi ánh mắt, không có xem chút. Bởi vì vậy rừng rậm bóng tối, sát khí so với ám âm thâm uyên, còn muốn nồng nặc gấp vạn lần, coi như chỉ là xem chút, đều có dính không rõ nguy hiểm. Hàn đệ, người sau này định đi nơi đâu? Sắp chia tay, Diệp Thần hướng Hàn Diễm hỏi. Hàn Diễm nói, ta à, đại ca, ta không địa phương nào xong đi, trong lòng nghĩ đi theo ngươi, đáng tiếc ta tự do tự tại thói quen. Ta dự định tiếp tục lưu lạc, lịch luyện, sau đó cùng tranh phong thi đấu bắt đầu, chúng ta sẽ ở đạo tông gặp mặt. Diệp Thần nói, cũng tốt. Hàn Diễm nói, đúng rồi, đại ca, người bắt được đại lộ làm sao? Diệp Thần cười khổ một tí, nói còn không có. Hắn vốn là bắt được đại lộ làm, bất quá sau đó cùng Đoạn Mi lão tổ, trao đổi long tổ nước mắt, lại mất đi. Hàn Diễm kinh hãi, hướng Trần Liệt nói, Trần Liệt, các ngươi đạo tông làm cái gì, đại ca ta kỳ tài ngút trời, vạn cổ anh hào, các ngươi liền một khối đại lộ làm cũng không cho hắn sao. Liền ta đều có. Trần Liệt nhướng mày một cái, nói, lần này tranh phong thi đấu đại lộ làm, đã sớm phát cho xong, đại lộ làm phát cho lúc đó, luân hồi chi chủ còn không phi thăng, cho nên trong danh sách không có hắn tên chữ. Dừng một chút, Trần Liệt lại nói, bất quá, luân hồi chi chủ, có rất nhiều đại lộ làm, đều là vô chủ, phân tán ở trên trời các nơi, người có duyên có, ta tin tưởng lấy ngươi vận khí, nhất định có thể bắt được. Diệp Thần cười suốt nói, thừa ngươi chúc lành. Hàn Diễm thở dài nói, được rồi, Trần Liệt, như vậy tranh phong thi đấu, cụ thể lúc nào cử hành à? Trần Liệt nói, hẳn là trong một năm này, ta không xác thực định, muốn xem đại chủ tể ý, mau, có thể 2-3 tháng sau lại bắt đầu, chậm một năm cũng chưa chắc. Hàn Diễm nói, ngươi cái này tương đương với nói vô ích. Trần Liệt nói, luân hồi chi chủ, ngươi mặt ngoài tu vi, vẫn có chút yếu, đoạn thời gian này, vẫn là mau sớm tăng lên tu là tốt nhất. Trước mắt Diệp Thần tu vi, chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 5, mặc dù chân thật sức chiến đấu cường hãn, nhưng bề ngoài tu vi quá yếu nói, sẽ ảnh hưởng tự thân khí vận, thật to bất lợi. Diệp Thần nói, nhất định. Trần Liệt gật gật đầu nói, ừ, luân hồi chi chủ, vậy ta về trước đạo tông, cáo từ. Lập tức, hắn liền dẫn người thủ hạ, hướng Diệp Thần từ đừng rời đi. Thật ra thì, đạo tông chân chính sơn môn, không người biết ở nơi nào. Đó là truyền thuyết bên trong, đại chủ tể và hắn thiếp thân người làm, cư trú tu luyện sân. Chỉ có đạo tông bát tổ, thỉnh thoảng từng ở huyễn trong mộng cảm nhận qua. Trước mắt đạo tông ở vô vô thời ỳ không sơn môn, là đạo tông bát tổ tạo dựng lên, cũng không phải chân chánh khí vận hạch tâm. Đại ca, ta cũng nên đi, tương lai cùng tranh phong thi đấu bắt đầu, chúng ta ở đạo tông gặp lại. Hàn Diễm hướng Diệp Thần chắp tay, vậy từ đừng rời đi. Diệp Thần đưa đi Hàn Diễm, liền chuẩn bị trở về Thượng Hoàng Thiên Cung, cầm giải độc đan dược giao cho Gia Gia, thuận tiện hỏi một chút Hắc Văn Thạch Đản sự việc. Vậy Hắc Văn Thạch Đản, quá thần bí, thậm chí mang điểm quỷ dị, Diệp Thần rất muốn biết, cái này Hắc Văn Thạch Đản đồ vật bên trong, rốt cuộc là cái gì, Huyền Yêu vì sao lại cố ý muốn ấp trứng. Leng keng. Lúc này, Diệp Thần treo ở bên hông Toái Tâm Linh, nhưng tự động vang lên. Theo Toái Tâm Linh thanh âm vang lên, Diệp Thần trước mắt hư không, một hồi vặn vẹo, có màu vàng thiên đế khí nổi lên, rồi sau đó liền gặp một đạo tự nhiên cao ngất bóng người, phá không tới, chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm tiền bối. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện, nói. Nhâm tiền bối, ngươi làm sao tới? Mới vừa ta muốn triệu hoán ngươi, nhưng không nghĩ tới, nhưng triệu hoán ra một nữ nhân rất đẹp. Nhâm Phi Phàm nói, Mỹ Thần phải không? Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, Nhâm tiền bối, người biết Mỹ Thần, vậy rốt cuộc, là một vị như thế nào thần minh? Mỹ Thần quá mạnh mẽ, thậm chí có thể kích phá hồn thiên đế lực lượng, không tưởng tượng nổi. Nhâm Phi Phàm nói, ta hoài nghi nàng chính là Phật Tổ Sư Phụ. Diệp Thần bộ dạng sợ hãi, nói, người nói gì sao, Phật Tổ? Sư Phụ. Hắn biết Phật Tổ có cái sư phụ, cũng là một vị nữ tử. Chẳng lẽ nói, Phật Tổ sư phụ, chính là vị này Mỹ Thần? Suy nghĩ kỹ một chút, Mỹ Thần có đối kháng hồn thiên đế lực lượng, đúng là có tư cách đảm nhiệm Phật Tổ sư phụ. Nhâm Phi Phàm ngưng trọng nói, chỉ là hoài nghi, ta không xác thực định, thiên cơ quá khó khăn đoán.
thật ra thì ở rất lâu trước, ta nhận biết Mỹ Thần. Trong lúc nói chuyện, Nhâm Phi Phàm ánh mắt, nhìn về phía trước rất xa rừng rậm bóng tối. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, là ngươi rơi xuống rừng rậm bóng tối thời điểm, biết. Nhâm Phi Phàm gật đầu nói, đúng vậy, ban đầu ta còn ở thế giới hiện thật thời điểm, từng rơi vào rừng rậm bóng tối, trải qua ngàn thế kỷ nguyên. Ở đó ngàn thế kỷ nguyên bên trong, ta biết Mỹ Thần, ta lúc ban đầu thấy nàng thời điểm, thấy nàng quỳ xuống một pho tượng trước mặt, rơi lệ cúi chào, pho tượng kia chính là ngươi pho tượng, nàng ở cung phụng luân hồi. Diệp Thần nội tâm đại chấn, nói, Mỹ Thần ở quỳ bái ta. Mỹ Thần, xinh đẹp như vậy cô gái, chẳng lẽ lại là luân hồi tín đồ? Diệp Thần nghĩ đến nàng quỳ bái mình hình ảnh, nội tâm không nhìn được cũng có chút sôi sục kích động, lại muốn biết ở Mỹ Thần trong lòng, kết quả có cái gì khao khát, cần quỳ bái hắn cái này luân hồi chi chủ. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, Mỹ Thần ở quỳ bái ngươi, nàng nơi cung phụng tế phẩm, chính là Thiên Đế Kim Luân. Diệp Thần lại là kinh ngạc, Thiên Đế Kim Luân. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, nàng biết ta là luân hồi hộ đạo giả sau đó, liền đem Thiên Đế Kim Luân cho ta, nhưng ta cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ Thiên Đế Kim Luân. Bởi vì thần khí này, lúc ban đầu là Mỹ Thần học hỏi liệt nhật mệnh tinh, tạo ra, nàng là Thiên Đế Kim Tua chủ yếu chế tạo người. Chỉ có người cái này luân hồi chi chủ, mới có thể hoàn toàn nắm trong tay Thiên Đế Kim Luân. Diệp Thần bừng tỉnh. Mới biết Thiên Đế Kim Luân, chủ yếu là Mỹ Thần đúc nên. Nhâm Phi Phàm Thiên Đế Kim Luân, cũng là Mỹ Thần đưa tặng. Vù vù. Nhâm Phi Phàm bàn tay nắm chặt, Thiên Đế Kim Luân ngay tại hắn trong lòng bàn tay hiện lên, như một vòng mặt trời, nóng rực vô cùng, nhưng so với Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh, nhiều hơn rất nhiều nhiều thần bí cổ xưa quy luật, còn có tầng tầng Thiên Đế khí vần quanh. Muốn đến năm đó Mỹ Thần, đúc Thiên Đế Kim Tua thời điểm. Vậy hao phí vô số cực phẩm vật liệu. Ngày này Đế Kim Luân, chính là vô vô thời y không bốn đại chí cao thần khí một trong, nếu như uy lực đỉnh cấp bùng nổ nói, đủ để ung dung nghiền diệt Thiên Đế cấp 9, cực kỳ đáng sợ. Cái loại này thần khí, có thể nói là trấn áp thời không, trấn thủ chủng tộc đại sát khí, là tán thần nhất mạch cao nhất thần khí. Ta chuẩn bị đem Thiên Đế Kim Luân truyền cho ngươi. Nhâm Phi Phàm nói. Hiện tại sao? Diệp Thần ngạc nhiên, Thiên Đế Kim Luân chính là cao nhất thần khí, coi như là Nhâm Phi Phàm cái loại này Thiên Đế cấp 9, cũng là khó mà hoàn toàn chấp trưởng, chớ nói chi là Diệp Thần. Nhâm Phi Phàm nói, không phải, hiện tại ngươi thực lực còn chưa đủ, chí ít, muốn chờ ngươi bước lên thần nói sau. Ngươi ít nhất phải có thần đạo cảnh thực lực, mới có thể bước đầu nắm trong tay Thiên Đế Kim Luân. Ngươi tu vi, phải mau sớm tăng lên, nếu không không còn kịp rồi. Diệp Thần nói, tại sao tới không đạt tới? Nhâm Phi Phàm nói, bởi vì trùng dương chân nhân. Hắn là tán thần thiên tôn, gần đây đoạn thời gian này, hắn đang điên cuồng triệu hoán Thiên Đế Kim Tua lực lượng, muốn đem thần khí này thu hồi đi. Hắn ở không vâng lời Mỹ Thần ý chí, Mỹ Thần cầm Thiên Đế Kim Luân, cung phụng cho luân hồi, nhưng hắn không chịu. Diệp Thần mơ hồ cảm thấy, Mỹ Thần, trùng dương chân nhân, Phật Tổ, Thiên Đế Kim Luân tới giữa. Tồn tại cực lớn nhân quả câu chuyện, nhưng hắn nhưng khó mà cảm nhận, liền hỏi, Mỹ Thần tại sao phải cung phụng ta, nàng có cái gì sợ cầu? Nhâm Phi Phàm im lặng, rồi sau đó thở dài nói, Mỹ Thần sau lưng nhân quả, rất phức tạp, hiện tại cùng ngươi nói cũng vô ích, ngược lại sẽ ảnh hưởng ngươi đạo tâm. Hơn nữa, Mỹ Thần có chuyện đang gạt ta hoài nghi nàng chính là Phật Tổ Sư Phụ, nhưng nàng cho tới bây giờ không có nói ta. Lần này Mỹ Thần hạ xuống. Có thể là sợ ta không kịp ra tay, cho nên nàng ra tay giúp ngươi, nàng là thư của ngươi đồ, trung thành rất, ngươi không muốn để cho nàng thất vọng, nhất định phải hoàn toàn chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, nào nghĩ tới Mỹ Thần lại có thể sẽ là tín đồ của hắn. Nhâm Phi Phàm lại nói, tóm lại, ngươi mau sớm tăng lên mình thực lực, chờ ngươi tấn thăng thần đạo cảnh sau đó, ta sẽ đem Thiên Đế Kim Luân truyền cho ngươi, nhất định phải mau, nếu không thần khí này. Bị trùng dương chân nhân thu về, vậy thì phiền toái. Nếu là chúng ta không thể nắm trong tay Thiên Đế Kim Luân, Mỹ Thần khẳng định sẽ đặc biệt thất vọng, nếu như nàng lại nữa tín ngưỡng ngươi, đó là chúng ta luân hồi trận doanh, tổn thất to lớn. Diệp Thần trong lòng rét một cái, biết Mỹ Thần là mình tín đồ, thậm chí có thể cùng hồn Thiên Đế đối kháng, thậm chí còn có thể là Phật Tổ Sư Phụ. Như thế cường đại tồn tại, hắn dĩ nhiên chẳng muốn mất đi.
Nhâm tiền bối, người yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tăng lên thực lực, mau sớm bước lên thần. Diệp thần cũng cảm nhận được một chút cấp bách, ngày này đế kim luân, hắn phải hoàn toàn chấp trưởng, mới có thể chinh phục Mỹ thần tim. Dừng một chút, Diệp thần lại lấy ra hắc văn thạch đản, hướng Nhâm Phi Phàm hỏi, đúng rồi, Nhâm tiền bối, người biết đây là cái đồ gì sao? Ồ, Nhâm Phi Phàm nhìn hắc văn thạch đản, thấy phía trên cổ xưa đen nhánh hoa văn, hơi có chút kinh dị, cong ngón tay tính toán, nói, là huyền yêu muốn ấp trứng đổ sao? Diệp thần nói, đúng vậy, nhưng ta không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, cũng không biết như thế nào ấp trứng. Nhâm Phi Phàm cau mày, nói, đá này trứng rất quỷ bí, bên trong có thể tồn tại không rõ đồ, cùng yêu tộc liên lạc mật thiết. Huyền yêu ngay tại vô vô thời ý không, người dứt khoát tự mình đi tìm huyền yêu, kêu hắn giải mật là được. Diệp thần vội hỏi, huyền yêu tiền bối ở địa phương nào? Nhâm Phi Phàm nói, cụ thể ở địa phương nào, ta cũng không biết. Ở vô vô thời ý không, yêu tộc thế lực một mực cùng nhân tộc cách xa, nhưng gần đây phiếu miểu thương hội, chuẩn bị cử hành một tràng buổi đấu giá, sẽ đấu giá yêu tộc thánh vật. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có yêu tộc nhân vật lớn đi. Người cũng đi buổi đấu giá, thử vận khí một chút, có lẽ có thể dò thám biết đến huyền yêu tin tức. Diệp thần như có điều suy nghĩ, nói, buổi đấu giá, yêu tộc thánh vật. Được, ta sẽ lưu ý. Nhâm Phi Phàm nói, buổi đấu giá đại khái sẽ ở 5 ngày sau cử hành, mấy ngày nay thời gian, ta cũng chuẩn bị cùng cổ tinh môn, thiên khư thần điện, tử thần giáo đoàn cùng nhóm thế lực, thương lượng thể ước, ước định hai bên cao tầng, không thể ỷ mạnh hiếp yếu, bọn họ muốn đối phó ngươi mà nói, vậy thì phái cùng cảnh giới tiểu bối tới đây, đừng nghĩ ỷ lớn hiếp nhỏ. Diệp thần kỳ dị hỏi, thiên khư thần điện vậy là cái gì thế lực? Nhâm Phi Phàm nói, à... thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi, lớn Chu gia tộc, Hùng Bá gia tộc, còn có rất nhiều đà đế thiên tông cao tầng, cũng chuẩn bị đem Vũ Hoàng cổ đế và đà đế cổ thần, dung hợp vào một chỗ. Diệp thần bộ dạng sợ hãi, dung hợp. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, Vũ Hoàng cổ đế và đà đế cổ thần, một cái là hiện tại thân, một cái là tương lai thân, nếu như dung hợp, khẳng định sẽ thành được vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ dung hợp sau đó. Lấy Vũ Hoàng cổ đế ý thức làm chủ, ha ha, Chu Mục thần đây là muốn tái tạo thần minh, tái hiện ngày xưa càn quét chư thiên, nghiền ép cửu thần huy hoàng. Hôm nay đà đế thiên tông, đã đổi tên kêu trời khư thần điện, Vũ Hoàng cổ đế chính là trời khư thần điện điện chủ, hắn cùng đà đế cổ thần, đã bắt đầu dung hợp, phỏng đoán không lâu sau là có thể thành công. Diệp thần cau mày nói, Vũ Hoàng cổ đế, hắn cái này điện chủ, nghe làm sao giống như là một cái con rối. Hắn cảm giác được, sau lưng điều khiển hết thảy lớn Chu gia tộc, Hùng Bá gia tộc Vân. Vân, mới thật sự là ngài chúa tể. Đặc biệt là lớn Chu gia tộc gia chủ, Chu Mục Thần, năm đó chính là hắn sáng tạo ra đà đế cổ thần, chung kết cửu thần thời đại, thành lập được chí cao nghiệp bá. Chu Mục Thần một mực rất khiêm tốn, núp ở phía sau màn, thậm chí ở vô vô thời ý không, phần lớn người chỉ biết là đà đế cổ thần, cũng không biết Chu Mục Thần cái này tạo thần người. Hiện tại, Chu Mục Thần lại muốn tạo thần, đem Vũ Hoàng cổ đế và đà đế cổ thần dung hợp vào một chỗ, thật là vô cùng điên cuồng. Vô vô thời ý không, cho tới bây giờ không thiếu thiếu người điên. Nhâm Phi Phàm nói, ha ha, lấy Vũ Hoàng cổ đế nóng này, nhất định là không cam lòng làm một cái khôi lỗi, chúng ta từ từ chờ trước xem kịch vui đi. Ta trước cùng Thiên Khư Thần Điện, còn có Cổ Tinh Môn, Tử Thần Giáo Đoàn, Hồng Quân Lão Tổ nhóm thế lực. Thành lập thể ước nói sau, nếu không bọn họ ỷ lớn hiếp nhỏ, người rất khó lớn lên. Diệp thần đối cái này thể ước, vẫn là ôm hoài nghi, nói, bọn họ thật chịu đáp ứng không? Thật chịu trơ mắt nhìn ta lớn lên. Nhâm Phi Phàm trong mắt lướt qua một chút âm lãnh ý, nói, không đáp ứng vậy phải đáp ứng, bọn họ chưa chắc có thể ngược giết ngươi, nhưng ta lại có tuyệt đối lòng tin, có thể ngược giết bọn họ trận doanh bên trong tiểu bối nhân vật. Ở ta dính máu nghiệt. Đạo tâm bị long đong trước, ta và Phật Tổ, có thể đem bọn họ trận doanh bên trong trẻ tuổi đồng lứa, toàn bộ tàn sát sạch. Đừng quên, luân hồi sách cướp xám, ở ta trên tay, ta có thể sửa đổi đi qua, muốn ngược giết mấy tên tiểu bối, dễ như trở bàn tay. Nhâm Phi Phàm diễn cảm đổi được cực kỳ dữ tợn, bàn tay nắm chặt, một viên màu xám cho tinh cầu bay lên. Viên này màu xám cho tinh cầu, thấm ra mênh mông vô biên luân hồi hơi thở. Nhưng cái này cổ luân hồi hơi thở, nhưng là vặn vẹo, thời gian pháp tắc điên đảo thác loạn,
cực kỳ khủng bố. Diệp Thần nhìn một cái, liền trong lòng phát mao, sống lưng lông tơ đảo thụ. Hắn biết, viên này màu xám cho tinh cầu, thật ra thì chính là luân hồi sách một viên cướp xám. Năm đó Mộ Cung vậy một đời luân hồi chi chủ, tuy nói chế tạo luân hồi vãng thế thư thất bại, nhưng luân hồi sách ảo tưởng là thành công, từ trong ảo tưởng rơi xuống mấy viên cho tàn, như cũ có thay đổi qua đi thời gian sợi lực lượng. Nếu như Nhâm Phi Phàm không tiếc giá phải trả, sửa đổi đi qua, vậy hắn muốn ngược giết cái khác trận doanh tiểu bối nhân vật, thật là so ăn cơm uống nước còn ung dung hơn, không người có thể đỡ nổi. Dẫu sao ai cũng không nghĩ ra, đã phát sinh qua sự việc, lại vẫn có thể thay đổi, sống chết đều có thể nghịch chuyển, có thể nói nghịch thiên. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, nói, Nhâm tiền bối, vậy. Cái này thể ước, liền giao cho ngươi đi chủ trì. Nhâm Phi Phàm nói, ừ, yên tâm đi, ngươi an tâm tu luyện, mau sớm tăng lên thực lực, trước nghĩ biện pháp tìm Huyền Yêu tin tức, ta cũng muốn gặp hắn một chút. Diệp Thần nói, ưm. Năm ngày sau, Phiếu Miểu Thương Hội cử hành buổi đấu giá, sẽ có yêu tộc thánh vật đấu giá. Đến lúc đó, yêu tộc ở giữa nhân vật lớn, tất nhiên ra sân. Diệp Thần có lẽ có thể thám thính được Huyền Yêu tin tức, nếu như có thể tìm được Huyền Yêu, liền có thể ung dung phá giải Hắc Văn Thạch Đản bí mật, cũng có thể là luân hồi trận doanh, lại thêm một thành viên cường giả. Lập tức, Diệp Thần liền cùng Nhâm Phi Phàm nói tạm biệt, hắn hồi Thượng Hoàng Thiên Cung, Nhâm Phi Phàm hồi Thiện Vậy Vườn, chuẩn bị cùng Phật Tổ thương lượng, cùng rất nhiều đối nghịch trận doanh, thành lập thể ước hạn chế. Trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung sau đó, Diệp Thần cầm giải độc đan dược cho liền Gia Gia. Gia Gia uống vậy Long Xà Thiên U Hoàn sau đó, hơn độc hết sức thanh. Tuy nói hắn ngoại thần thiên tôn vị trí, đã bị Hồng Quân lão tổ cướp đi, nhưng Diệp Thần thấy hắn thân thể hết bệnh, dĩ nhiên là hết sức cao hứng. Diệp Thần liền ở Thượng Hoàng Thiên Cung phòng tu luyện bên trong, an tâm tu luyện điều tức, chuẩn bị cùng Phiếu Miểu Thương Hội buổi đấu giá bắt đầu. Hắn đầu tiên là cầm ra Titan thần hạp, giọt máu luyện hóa. Hắn luân hồi huyết mạch, thập phần cường đại, coi như là Titan thần hạp cái loại này thần khí, cũng có thể ung dung thành lập liên lạc. Nhưng, liên lạc nắm giữ là một chuyện, hoàn toàn phát huy ra uy lực, lại là một chuyện khác. Luyện hóa Titan thần hạm sau đó, Diệp Thần tu vi, tăng lên tới vô lượng cảnh tầng thứ 5 cao cấp. Lấy trước mắt hắn tu vi tiêu chuẩn, có thể lợi dụng Titan thần hạm, ung dung lui tới vô thời ý không các nơi, nhưng muốn phát huy ra Titan thần hạm phòng ngự hiệu quả, liền không như vậy dễ dàng. Cái này Titan thần hạm, phía trên khắc tầng tầng cấm chế, những cấm chế này, nếu như kích hoạt, có thể tạo thành phòng vệ nghiêm mật tầng, nhất đỉnh cấp cảnh giới, thậm chí có thể ngăn cản phổ thông thiên đế đánh. Còn có chút đặc thù cấm chế, có cường đại giết hại hiệu quả, thậm chí còn có chút hệ triệu hoán cấm trận, có thể cho gọi ra một ít đặc thù con rối, bảo vệ chiến hạm, công địch giết người. Không hổ là Titan cự thần vật lưu lại, quả nhiên kỳ diệu. Đáng tiếc ta tu vi có hạn, chỉ có thể làm công cụ giao thông sử dụng. Diệp Thần trong mắt híp lại, thật sâu cảm thấy Titan thần hạm mạnh mẽ. Tuy nói trước mắt hắn, chỉ có thể đem Titan thần hạm làm là đơn thuần công cụ giao thông, nhưng hắn đã khá là hài lòng. Titan thần hạm đủ loại diệu dụng, cùng hắn sau này tu vi cường đại, tự nhiên có thể từng cái giải khai. Ngay sau đó, Diệp Thần lại lấy ra Hắc Văn Thạch Đản, thử nghiệm điều động tự thân linh khí, bơm vào đi vào, xem có thể hay không ấp trứng. Mà kết quả, dĩ nhiên là không ra Diệp Thần sở liệu, Hắc Văn Thạch Đản không có nửa điểm dị động. Xem ra cái này Hắc Văn Thạch Đản, quả nhiên không như vậy dễ dàng ấp trứng. Diệp Thần lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha, tiếp tục điều tức dưỡng khí, củng cố tu vi. Mà vào lúc này, Nhâm Phi Phàm vậy phát ra mời Cổ Tinh Môn, Tử Thần Giáo Đoàn, Thiên Khư Thần Điện, Ngoại Thần Liên Minh cùng rất nhiều nhân vật lớn, đi thần võ thời không thiên đao gia tộc, thương lượng thể ước chuyện. Xem Cốt Thiên Đế, Xà Thiên Đế, Chu Mục Thần, Hùng Bá Thiên, Hồng Quân Lão Tổ, Thiên Khải Chí Tôn Vân. Vân, vô thời ý không cao cấp thiên đế chủ thần, cũng cần phải mời đi thiên đao gia tộc, thương lượng đàm phán. Thiên đao gia tộc nắm giữ, Hàn Diễm phụ thân, mới vừa lên ngôi không bao lâu đao thiên đế Hàn Thần Cơ, thành tựu công chứng, chủ trì đàm phán công việc. Rất nhiều thiên đế chủ thần, tề tụ một đường, đây là vô thời ý không vạn cổ hiếm thấy tình cảnh to lớn. Mà đây tình cảnh to lớn, người bình thường căn bản không tư cách đích thân tới làm chứng,
liền liền Diệp Thần, đều không tư cách. Bởi vì, như thế nhiều thiên đế chủ thần, tụ chung một chỗ, bọn họ thiên đế khí, nghiền ép thời không, đủ để cho thượng vị thần cũng ngay tức thì bạo diệt, người bình thường căn bản không cách nào đến gần, dám đến gần chính là chết. Tuy nói xem Nhâm Phi Phàm, cốt thiên đế cùng cao cấp thiên đế, tự thân hơi thở có thể thu thả tự nhiên, nhưng bọn họ đều sợ, sợ mình hơi thở thu liễm sau đó, sẽ bị đối phương khí thế áp chế, cho nên vừa thấy mặt, tất cả người liền đem tự thân thiên đế khí, tách thả ra đến mức tận cùng, cũng không ai chịu đem nhường. Diệp Thần ở Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong, tu luyện một ngày, vậy cảm giác được ngoại giới kinh thiên thay đổi. Thiên đế khí gào thét, vạn nặng sáng mở phô triển, nghề thải cuồn cuộn, kim mang cuồn cuộn, đem bóng tối vô vô thở ý không, ánh chiếu được giống như tiên cảnh, hết thảy yêu quái quỷ quái đều là tan đi, giữa trời đất giống như sản sinh ra một loại trí cao trật tự, do rất nhiều thiên đế chúa tể trật tự. Ở Nhâm Phi Phàm, cốt thiên đế, Chu Mục Thần, Thiên Khải Chí Tôn, Hồng Quân Lão Tổ các người đàm phán để gặp, toàn bộ vô vô thở ý không, tất cả tranh đấu cũng thở bình thường lại, ở đó ngập trời thiên đế khí bao phủ hạ, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn quỳ xuống thần phục, căn bản không dám chút nào tranh đấu ý niệm. Diệp Thần trong lòng hết sức kinh ngạc, Thượng Hoàng Thiên Cung khoảng cách thiên đao gia tộc, không biết cách nhau nhiều ít cái vũ trụ, thế nhưng mênh mông thiên đế khí, vẫn là truyền tới, để cho hắn đều cảm thấy lòng rung động. Thiên đế chủ thần, quả nhiên là lợi hại, vô địch, bá đạo, mênh mông cao nhất, không biết lúc nào, ta cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Diệp Thần trong lòng hướng tới không dứt, tuy không đích thân tới đàm phán hiện trường, nhưng nhiều ngày như vậy đế thương đòi, đã kích động thiên cơ, người bất kỳ đều có thể rõ ràng cảm giác được, thương lượng hình ảnh. Nhâm Phi Phàm, cốt thiên đế, Hồng Quân Lão Tổ bọn họ, cũng không có tận lực che giấu, chàng này đàm phán là công khai. Thương lượng nội dung, rất đơn giản, chính là các phương thành lập thể ước, từ nay về sau, cao tầng cường giả, không cho phép tùy ý ra tay, lấn áp tiểu bối. Từ nay về sau, các phương trận doanh tranh đấu, chính là tầng chót, tiểu bối đấu tiểu bối. Bất kể là Hồng Quân Lão Tổ, vẫn là Chu Mục Thần, Thiên Khải Chí Tôn các người, cũng không muốn đàm phán, cũng không muốn nhìn Diệp Thần lớn mạnh. Chính bọn họ ra tay đối phó Diệp Thần, đều có ngàn muôn vàn khó khăn, để cho hậu bối ra tay, làm sao có thể chống lại Diệp Thần mũi nhọn. Nhưng, Nhâm Phi Phàm thái độ rất kiên quyết, không đồng ý có thể, vậy từ nay về sau, hai bên lẫn nhau ngược giết, xem ai trước không nhịn được. Nhâm Phi Phàm là lấy tuấn đạo giả tư thái, mũi nhọn cực kỳ ác liệt, một khi đàm phán thất lợi, hắn lập tức phải khởi động luân hồi sách lực lượng, sửa đổi đi qua, đem đối nghịch trận doanh bên trong, thiên đế chủ thần trở xuống người, toàn bộ ngược giết. Chỉ cần hắn không để ý giá phải trả, cầm tánh mạng đánh bạc đi, hắn có thực lực này, có thể làm được. Nhưng xem Hồng Quân Lão Tổ, Chu Mục Thần, Thiên Khải Chí Tôn các người, muốn ngược giết Diệp Thần mà nói, rõ ràng không dễ dàng. Ở Nhâm Phi Phàm dưới uy hiếp, Hồng Quân Lão Tổ, Chu Mục Thần, Thiên Khải Chí Tôn đám người sắc mặt, đều là vô cùng khó khăn xem, nhưng không thể làm gì, cũng chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Các phương đàm phán 3 ngày, bước đầu thỏa thuận thể ước nội dung. Cái này thể ước, bởi vì ở Thiên Đao gia tộc thành lập, cho nên kêu Thiên Đao thể ước. Thiên Đao thể ước hạch tâm, chính là thành lập trật tự, để cho tất cả cảnh giới người, lẫn nhau tranh đấu, thần đạo cảnh đấu thần đạo cảnh, thiên nguyên cảnh đấu thiên nguyên cảnh, cửu đỉnh cảnh đấu cửu đỉnh cảnh, cảnh giới cao người, không cho phép đối thấp cảnh giới ra tay. Cân nhắc đến Diệp Thần chân thật sức chiến đấu, Nhâm Phi Phàm cho phép thần đạo cảnh tồn tại, đối vô lượng cảnh Diệp Thần ra tay, nhưng vượt qua thần đạo cảnh, cũng không được phép. Sau này nếu như Diệp Thần bước lên thần, thiên nguyên cảnh trung vị thần, có thể ra tay, nhưng thượng vị thần không được, thiên đế chủ thần càng không được. Nói cách khác, muốn đối phó Diệp Thần người, tu vi tối đa chỉ có thể so Diệp Thần cao hơn một cảnh giới. Tất cả tham dự thiên đế, chung nhau thành lập nhân quả luật, một khi có người vi phạm, lập tức gặp phải thiên đạo giết lục, ngũ lôi oanh. Thề ước này, thiên địa có thể chứng, nhật nguyệt có thể chiêu. Dĩ nhiên, Hồng Quân Lão Tổ, Thiên Khải Chí Tôn các người, cũng không phải đứa ngốc, tự nhiên sẽ không mặc cho Nhâm Phi Phàm xẻ thịt. Bọn họ quy định thiên đao thề ước thời gian, tối đa chỉ có thể duy trì 100 năm. 100 năm sau đó, thiên đao thề ước mất đi hiệu lực, người bất kỳ đều có thể ra tay đối phó Diệp Thần. 100 năm thời gian, lấy vô vô thời ý không tiêu chuẩn mà nói,
không thể nghi ngờ là kinh hồng một cái chớp mắt, nhưng Nhâm Phi Phàm tin tưởng, cái này trăm năm, đủ Diệp Thần quật khởi. Đồng thời, nếu như một chàng tranh đấu, là luân hồi trận doanh cố ý khơi mào, thì không chịu thể ước ảnh hưởng, đối nghịch trận doanh tầng chót cường giả, có thể ra tay công phạt Diệp Thần phản kích. Tóm lại, cái này thể ước, hạn chế Hồng Quân Lão Tổ, Cốt Thiên Đế cùng tầng chót cường giả ra tay, nhưng luân hồi trận doanh bên này, vậy đánh mất chiến đấu quyền chủ động, không thể chủ động khơi mào phân tranh, từ đây đem theo đuổi phòng thủ hình sách lược, chính là muốn ẩn nhẫn, chờ đợi Diệp Thần lớn lên. Từ cuối cùng thiên đao thể ước nội dung tới xem, các phương cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng rõ ràng luân hồi trận doanh thu được ích lợi lớn nhất. Từ nay về sau, Diệp Thần là có thể ngủ an giấc, không cần lo lắng những cái kia cao cấp thiên đế chủ thần, lại hướng hắn phát động tập sát. Dĩ nhiên, xem Thái Hải thiên đế, Dạ Hàn các người, cũng không có gia nhập thiên đao thể ước, đối Diệp Thần vẫn là có nhất định uy hiếp, nhưng tai họa ngầm chừng mực. Nhâm Phi Phàm có thể rút người ra đi ra, cung cấp che chở. Toàn bộ vô vô thời không, cũng có thể cảm giác được thiên đao thể ước nội dung, các phương truyền tới từng cơn xôn xao, vô số người rung động. Lần này đàm phán, Nhâm Phi Phàm thật là xuất tẫn phong thái, lấy bản thân thân, áp chế rất nhiều cao cấp thiên đế, cuối cùng là luân hồi trận doanh tranh thủ được có lợi khế ước, vậy là Diệp Thần tranh thủ được lớn lên cơ hội. Kế tiếp vô vô thời không, sợ rằng sẽ so với trước kia sống động nhiều. Ở lúc trước, những cái kia cao cấp thiên đế chủ thần, phần lớn đều đưa tài nguyên để lại cho mình, cũng nghĩ đánh vào siêu phẩm thiên đế, cũng muốn đi tinh không bờ bên kia. Nhưng, thiên đao thể ước thành lập sau đó, những cái kia cùng luân hồi đối nghịch trận doanh, tất nhiên sẽ đem nhiều tư nguyên hơn, truyền cho trẻ tuổi đồng lứa, dùng tới chống cự Diệp Thần. Diệp Thần đánh hơi được mưa gió thay đổi hơi thở, nhưng bất kể như thế nào, như là cùng đời giữa tranh đấu, hắn có lòng tin hoành đẩy hết thảy. Đang đàm phán sau khi kết thúc, Diệp Thần lập tức viết một phong thơ, phát đi thiện vậy vườn, đối Nhâm Phi Phàm biểu thị cảm kích. Nhâm Phi Phàm thơ hồi âm tới đây, phía trên chỉ có một lời. Như người bước lên vô cùng, mang ta đi tinh không bờ bên kia. Thấy những lời này, Diệp Thần nội tâm khó hiểu rung rung một tí. Hắn thật giống như cảm nhận đến một màn hình, chính là Phật Tổ hiểu tinh không đạo thư, nghi ngờ không rõ ràng, liền mời Nhâm Phi Phàm cùng nghiên cứu kỹ. Nhâm Phi Phàm điều nghiên tinh không đạo thư, đối vậy tinh không bờ bên kia thế giới, tựa hồ vậy càng thêm say mê, hứng thú nồng nặc. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Diệp Thần lo lắng tinh không bờ bên kia, vậy sẽ trở thành là Nhâm Phi Phàm chấp niệm. Xem Phật Tổ như vậy, chấp niệm thành ma, thật là quá đáng sợ. Thôi, tin tưởng Nhâm tiền bối, hắn sẽ không dễ dàng chấp niệm nhập ma. Huống chi, ta và Nhâm tiền bối lẫn nhau là hải đăng. Diệp Thần lắc đầu một cái, từ bỏ tạp niệm của nội tâm. Lúc này, coi là tính thời gian, phiếu miểu thương hội buổi đấu giá, vậy sắp cử hành, liền vào ngày mai. Chàng này buổi đấu giá, hẳn có thể để cho ta đào được điểm đồ hữu dụng. Diệp Thần nghĩ thầm, hắn hiện tại cần đại lượng tài nguyên, nhiều cơ duyên, không ngừng tăng lên thực lực bản thân, mới có thể ở trăm năm trong thời gian, trưởng thành đến đối kháng cao cấp thiên đế bước. Lập tức, Diệp Thần liền sử dụng Titan thần hạm, ngồi hạm thuyền, phá không đi phiếu miểu thương hội. Lần này đi phiếu miểu thương hội, tham gia buổi đấu giá, Diệp Thần chủ yếu có hai cái mục đích. Thứ nhất, liền là tìm ra yêu tộc nhân vật lớn, thám thính huyền yêu tin tức, giải khai Hắc Văn Thạch Đản bí mật. Thứ hai, chính là ở hội trường trên, đào chút đối mình đồ hữu dụng, tiến một bước tăng lên thực lực. Ngồi Titan thần hạm, Diệp Thần hai cái hô hấp thời gian, liền xuyên qua trùng trùng vũ trụ thời không, đi tới phiếu miểu thương hội lãnh địa. Mờ mịt chi địa, ở mấy ngày trước, thu vào Thượng Hoàng Thiên Cung tin tức, nói Diệp Thần sẽ chuẩn bị tham gia buổi đấu giá. Cho nên, Diệp Thần đến một cái tới, phân hội trưởng Liễu Diệp Hy, tổng quản kim đầy kho, liền mang theo phiếu miểu thương hội rất nhiều nhân vật cao tầng, trước tới đón tiếp. Khi thấy Diệp Thần ngồi chiến hạm khổng lồ hạ xuống, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Thán phục tại vậy Titan thần hạm to lớn cùng uy mãnh, hạm thuyền trên chuyên chở có rất nhiều đen nhánh huyền pháo, pháo thân chạm trổ tầng tầng cổ xưa đồ đằng, xem hình dáng nếu như nổ súng nói, sợ là có thể đem toàn bộ phiếu miểu thương hội cho anh diệt. Dĩ nhiên, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, muốn khởi động những thứ này cổ xưa huyền pháo, vẫn là rất khó khăn, chỉ bất quá, người ngoài cũng không biết,
chỉ lấy là hắn đã hoàn toàn chấp chưởng chiếc này cự hạm. Luân hồi chi chủ, cung nghênh đại giá. Liễu Diệp Hy và Kim Đầy Kho, hoảng vội vàng tiến lên tới, khom người hướng Diệp Thần hỏi thăm sức khỏe. Bởi vì thiên đao thể ước đã thành lập, cho nên Diệp Thần cũng không cần tận lực che giấu thân phận. Hơn nữa nơi này là phiếu miểu thương hội sân, người bình thường cũng không dám gây chuyện. Là bảo đảm buổi đấu giá an toàn, phiếu miểu thương hội thậm chí mời không thiếu đạo tông cường giả, trước để duy trì trật tự. Diệp Thần liền thấy, thương hội kiến trúc bốn phía tuần tra hộ vệ bên trong, có người quen, chính là trước đây ở ám âm thâm uyên biết Trần Liệt. Hắn thấy Diệp Thần hạ xuống, gật đầu tỏ ý, coi là chào hỏi. Liễu hội trưởng, Kim Tổng Quản, vẫn khỏe chứ? Diệp Thần hướng Liễu Diệp Hy và Kim Đầy Kho đáp lễ, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, thấy được rất nhiều quần áo sang trọng hoa lệ, hơi thở tôn vinh quý khách, cũng đều là tới tham gia buổi đấu giá. Diệp Thần thấy được không thiếu người trong yêu tộc, bọn họ bề ngoài khác nhau, có sau lưng cánh dài, có trên da sinh miếng vảy, có trên đầu chiều dài hai sừng, tất cả mọi người đều đang quan sát Diệp Thần, dẫu sao trong truyền thuyết luân hồi chi chủ hạ xuống, là người cũng muốn xem nhiều mấy lần. Diệp Thần biết Hắc Văn Thạch Đàn, còn có huyền yêu chuyện, quan hệ trọng đại, tự nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ, thấy có yêu tộc người, tới tham gia buổi đấu giá, hắn tâm lý là mừng thầm. Cùng có thích hợp cơ hội, Diệp Thần sẽ đi thám thính huyền yêu rơi xuống. Liễu Diệp Hy đưa lên một phần tờ đơn, nói, luân hồi chi chủ, đây là ngày mai buổi đấu giá, sắp muốn vật bán đấu giá, mời ngươi nhìn qua. Diệp Thần gật đầu một cái, nhận lấy tờ đơn vừa thấy. Chỉ gặp ngày mai buổi đấu giá, muốn vật bán đấu giá, đan dược, pháp bảo, binh khí, thần thông bí tịch vân. Vân, tất cả đều đủ, khá là phong phú, trên tờ đơn còn đánh dấu dậy đập giá tiền, cũng giá trị không rẻ. Diệp Thần lại xuất phát trước, ra cho hắn không thiếu hoàng kim nguyên ngọc, ước chừng có 100.000 số, hắn nếu là muốn cạnh tranh đấu giá 2-3 kiện vật phẩm, vậy cũng có thể, nhưng hơn thì không được, quá quý trọng đồ, vậy không mua nổi. Thượng Hoàng Thiên Cung vậy không giàu có, bởi vì Gia Gia trước kia làm ngoại thần thiên tôn, chỉ là không có danh hiệu, tiền tài đều là Hồng Quân lão tổ trông coi, chân chính có tiền là Hồng Quân. Cầm ra 100.000 hoàng kim nguyên ngọc, đã là trước mắt Thượng Hoàng Thiên Cung cực hạn, chân thực có chút mộc mạc. Diệp Thần còn nhớ, trước kia Dạ Hàn đối phó mình, ước chừng đốt 2 triệu nguyên ngọc, tới che đậy thiên cơ, né tránh Nguyên Thiên Đế theo dõi. Dưới so sánh, hắn 100.000 này nguyên ngọc hoàn toàn không đủ nhìn. Lần trước hắn giúp phiếu miểu thương hội, luyện chế Nguyệt Hoàng Ma Đan thù lao, còn có lại trước kia tích lũy, tất cả nguyên ngọc cộng lại, cũng đại khái là 100.000. Nói cách khác, trước mắt Diệp Thần trên đầu tài sản, chính là 200.000 hoàng kim nguyên ngọc cỡ đó, lấy hắn như thế tôn quý thân phận, nhỏ như vậy của cải, nói ra đúng là học trò nghèo. Diệp Thần xem vật đấu giá tờ đơn, bỗng nhiên lúc này, nhưng cảm thấy sống lưng lông tơ đảo thụ. Thật giống như có cái gì nguy hiểm to lớn đến gần vậy. Hắn ngay tức thì cảnh giác, ánh mắt run lên, quay đầu vừa thấy, nhưng thấy hai đạo quen thuộc bóng người, sải bước đi tới. Là Dạ Hàn. Còn có hắn sư muội, Mị Tâm. Dạ Hàn không có cưỡi chín đuôi này cùng dị thú, không rõ sát khí quá nồng nặc, hắn coi như muốn cưỡi, phiếu miểu thương hội vậy sẽ không cho phép hắn đi vào. Bất quá, Diệp Thần có thể bén nhạy bắt được. Chín đuôi liền núp ở Dạ Hàn trong cơ thể. Người khác phát hiện không được, hắn nhưng là có thể tùy tiện phát hiện. Chỉ cần Dạ Hàn nguyện ý, tùy thời đều có thể bộc phát ra chín đuôi lực lượng. Dạ Hàn chính là thiên đế chủ thần, ở vô thời ý không có phát hiện thực phép tắc hạn chế, hắn quanh thân thiên đế khí toát ra, sau lưng như có ngàn vạn thời không sinh diệt, rất nhiều trời trăng sao lưu chuyển, từng cái quy luật như trời quỹ thác nước, đặc biệt nguy nga. Bất quá, Diệp Thần là người mắt thấy tình cảnh to lớn. Hắn có thể cảm nhận được, Dạ Hàn thiên đế khí, và Nhâm Phi Phàm, Phật Tổ cùng cao cấp thiên đế so sánh, chênh lệch 10 phần lớn, không có mênh mông uy nghiêm vô thượng khí tượng, căn cơ tựa hồ có chút phù phiếm. Diệp Thần biết, đây là bởi vì, Dạ Hàn là mượn chín đuôi lực lượng, tu luyện thiên đế khí, hấp thu quá nhiều chín đuôi hơi thở, nhưng bỏ quên tự thân tu vi củng cố, cho nên hơi thở lộ vẻ được có chút phù phiếm. Nhưng cái này chẳng qua là cho Phật Tổ, Nhâm Phi Phàm cùng cao cấp thiên đế so sánh, nếu như cùng Diệp Thần tương đối nói, Dạ Hàn là mạnh hơn nhiều lắm. Thiên đế chủ thần cảnh giới, khoảng cách Diệp Thần đặc biệt xa xôi.
Dạ Hàn có thể nói là toàn bộ vô vô thời ý không, tất cả thiên đế chủ thần bên trong, trẻ tuổi nhất một nhóm. Người bình thường xem hắn tuổi tác, sợ rằng liền thần đạo cảnh cũng còn không đột phá. Luân hồi chi chủ, vẫn khỏe chứ? Dạ Hàn gặp được Diệp Thần, mỉm cười lên tiếng chào, từ ngoài mặt xem, hắn và Diệp Thần tựa hồ là bạn cũ vậy, người ngoài cũng không biết, thật ra thì hai người thù oán cực sâu. Diệp Thần chỉ lạnh cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Dạ Hàn ánh mắt, trong lơ đãng liếc liếc về Diệp Thần treo ở bên hông toái tâm linh, trong mắt lướt qua vẻ kiêng kỵ ý. Hắn biết, Diệp Thần sau lưng, chính là Nhâm Phi Phàm, hắn muốn dựa vào cảnh giới ỷ lớn hiếp nhỏ, đó là tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa hắn thiên đế lực lượng, lúc cần khắc dùng để áp chế chín đuôi, cũng không thể tùy tiện bên ngoài dùng. Hắn tuy không gia nhập thiên đao thể ước, nhưng tự thân cũng có đủ loại hạn chế, không thể tùy tiện ra tay, giờ phút nguy hiểm đó, hắn dưới quyền thế lực, mình bồi dưỡng tín đồ, đệ tử, nội tình xa xa kém hơn thiên khư thần điện, cổ tinh môn nhóm thế lực, nhiều nhất là dùng để hấp thu tín ngưỡng. Hắn muốn dựa vào người bên dưới, đi đối phó Diệp Thần, đó là nói vớ vẩn. Nhâm Phi Phàm hiển nhiên cũng biết, hiện giai đoạn Dạ Hàn, đối Diệp Thần uy hiếp chừng mực, cho nên cũng không có tận lực mời hắn tham gia thiên đao thể ước. Diệp Thần tự nhiên có thể nhìn ra, Dạ Hàn sau lưng đủ loại hạn chế, cho nên hắn hôm nay, cho dù trực diện Dạ Hàn, vậy chút nào không hoảng hốt. Dạ Hàn công tử, hoan nghênh người đi tới phiếu miểu thương hội. Liễu Diệp Hy gặp Dạ Hàn tới, liền cười tiến lên nghênh đón, lại nói. Lần trước ngươi ủy thác chúng ta thương hội, luyện chế đan dược, hiệu quả còn hài lòng. Dạ Hàn cười nói, hài lòng rất, ha ha. Diệp Thần nghe Dạ Hàn và Liễu Diệp Hy đối thoại, trong lòng bỗng nhiên rét một cái, nhớ lại Nguyệt Hoàng Ma Đan. Chẳng lẽ nói, ban đầu Nguyệt Hoàng Ma Đan, chính là Dạ Hàn ủy thác luyện chế. Diệp Thần sớm có cảm thấy, vậy Nguyệt Hoàng Ma Đan, có thể sẽ đối với mình bất lợi, cho nên hắn giữ lại một tay, ở đan dược bên trong âm thầm bày một chút kinh cức phương tọa lực lượng. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, đan dược này sẽ cùng Dạ Hàn có liên quan. Dạ Hàn luyện chế Nguyệt Hoàng Ma Đan, rốt cuộc muốn làm gì? Dạ Hàn công tử, mời ngươi tới trước phòng khách quý nghỉ ngơi. Liễu Diệp Hy tựa hồ là biết, Dạ Hàn và Diệp Thần tồn tại mâu thuẫn, cho nên lập tức kêu người tới, mang Dạ Hàn đi phòng khách quý, miễn được phát sinh tranh chấp. Dạ Hàn gật đầu một cái, ý vị sâu xa nhìn Diệp Thần một mắt, lập tức rời đi. Ở Dạ Hàn đi không lâu sau, một cổ hung mãnh yêu khí, từ mờ mịt chi địa bên ngoài hạ xuống, chỉ gặp mười mấy yêu tộc, sải bước đạp đi vào. Cái này mười mấy yêu tộc, đều là bạch viên mặt ngoài, trên mình che lấp dài dài trắng như tuyết lông, tầm vóc phá lệ to lớn, cầm đầu là một đầu lão bạch viên, hơi thở lại là khoáng đạt, đạt tới thông thiên cảnh, khoảng cách thiên đế cảnh giới cũng không xa. Thông thiên cảnh cường giả, được gọi là thần vương, ở vô vô thời ý không bên trong, cũng có thể gọi là nhất lưu cường giả. Thông thiên viên tộc tới. Thấy vậy mười mấy đầu bạch viên, thương hội bên trong không thiếu quý khách, cũng thấp giọng nghị luận. Thông thiên viên tộc, là vô vô thời ý không khá là nổi tiếng yêu tộc, bọn họ trời xanh thiên phú lớn lao, chỉ cần chịu hoa khổ công, tài nguyên tích lũy đủ, liền nhất định có thể trở thành cao nhất cường giả, chu diệt hết thảy. Thân xác của bọn chúng lại là cực kỳ khủng bố. Nhưng cái này chắc tuyệt huyết mạch và thân xác, cũng có to lớn hạn chế, chính là phàm là thông thiên viên tộc, đều không thể bước lên vô cùng xưng đế, không có thành làm thiên đế chủ thần hy vọng. Bởi vì huyết mạch đặc thù, thông thiên viên tộc ở toàn bộ yêu tộc bên trong, là nhất lưu phụ tá tài, tự thân không có bước lên vô cùng có thể, nhưng lại có thể phụ tá cao cấp yêu tộc đại đế, thành lập nghiệp bá. Cho nên, rất nhiều cao cấp yêu tộc, cũng sẽ hết sức mời chào thông thiên viên tộc. Viên vương các hạ, nhiều ngày không gặp, lão nhân ra ngươi phong thái như cũ. Liễu Diệp Hy tiến lên nghênh đón, hướng vậy lão bạch viên thi lễ. Vậy lão bạch viên chính là chi này thông thiên viên tộc thủ lãnh, được gọi là viên vương. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, mơ hồ cảm nhận thiên cơ, những thứ này thông thiên viên tộc, rất có thể phụ tá qua huyền yêu, biết huyền yêu rơi xuống. Vậy lão viên vương khẽ vuốt cằm, hướng Liễu Diệp Hy nói, Liễu hội trưởng, ngày mai buổi đấu giá, là có yêu đế thần cốt bán đấu giá chứ? Liễu Diệp Hy nói, đúng vậy. Viên vương nói, rất tốt, cái này yêu đế thần cốt, nhất định phải để lại cho chúng ta thông thiên viên tộc.
Diệp Thần nghe Nhâm Phi Phàm nói qua, buổi đấu giá lần này, sẽ có yêu tộc thánh vật đấu giá. Vậy yêu tộc thánh vật, rõ ràng chính là yêu đế thần cốt, là cái này Viên Vương, nhất là đồ mong muốn. Liễu Diệp Hy cười nói, chỉ cần Viên Vương các hạ, có thể xuất nổi đầy đủ giá tiền, yêu đế thần cốt dĩ nhiên là ngươi. Viên Vương ha ha cười một tiếng, nói yên tâm, chúng ta ước chừng mang theo Triệu Nguyên Ngọc tới đây, muốn đến cạnh tranh đấu giá yêu đế thần cốt, là đủ rồi. Liễu Diệp Hy nói, vậy thì tốt, người đến, mang Viên Vương các hạ đi phòng khách quý. Liền kêu hạ nhân tới tiếp đãi Thông Thiên Viên tộc, vậy mang đi phòng khách quý. Ở tiếp đãi xong Thông Thiên Viên tộc sau đó, Liễu Diệp Hy lần nữa trở lại Diệp Thần bên người, khá có chút áy náy nói. Luân hồi chi chủ, đợi lâu, thật ra thì chúng ta Phiếu Miểu Thương Hội, ngày hôm nay còn có một việc, muốn phải làm phiền ngươi. Diệp Thần nói, à, chuyện gì? Liễu Diệp Hy thở dài nói, chúng ta Phiếu Miểu Thương Hội có một kiện vật đấu giá, là một kiện đặc thù thông thiên cấp đan dược, kêu Thiên Hồn Huyết Cốt Đan. Vậy Thiên Hồn Huyết Cốt Đan, trước đây không lâu bất ngờ bị trộm, mặc dù chúng ta sau đó cuối cùng đoạt lại đan dược, nhưng đan dược xuất hiện hư hại, rất có thể ảnh hưởng ngày mai đấu giá. Chúng ta muốn mời ngươi ra tay, hỗ trợ tu bổ đan dược. Dĩ nhiên, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao. Ở vô vô thời ý không bên trong, đan dược cấp bậc, có thể phân chia vô lượng cấp, mộ đạo cấp, thiên nguyên cấp, thượng thần cấp, thông thiên cấp, thiên đế cấp. Đan dược cấp bậc hệ thống, và hệ thống tu luyện đối ứng. Thông thiên cấp đan dược, cực kỳ chân quý, có thể để cho một cái thông thiên cảnh thần vương, sau khi uống, vậy sinh ra to lớn tăng thêm hiệu quả. Thần vương cái từ này, thế giới hiện thật có chút võ giả mưu toan sử dụng, nhưng bọn họ không biết, vô vô thời ý không mới biết ra đời chân chính thần vương. Nếu như bị người tu luyện bình thường uống, vậy tăng thêm hiệu quả liền cường đại hơn. Vậy thiên hồn huyết cốt đan, cũng là ngày mai buổi đấu giá trọng yếu món đồ đấu giá, giá trị không rẻ. Diệp Thần trong mắt híp lại, nói các ngươi muốn gọi ta ra tay, hỗ trợ tu bổ đan dược. Liễu Diệp Hy nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, người đan thuật thông thiên, hôm nay vậy chỉ có dựa vào ngươi. Diệp Thần thuật luyện đan, thậm chí so với đan đế còn lợi hại hơn, có hắn xuất thủ, vậy thiên hồn huyết cốt đan, tất nhiên có thể tu bổ. Muốn gọi ta ra tay cũng có thể, nhưng các ngươi phải nói cho ta, trước luyện chế vậy Nguyệt Hoàng Ma Đan, rốt cuộc là dùng tới làm gì? Là Dạ Hàn ủy thác các ngươi luyện chế. Diệp Thần trực tiếp hỏi nói. Liễu Diệp Hy sắc mặt một lần, nhưng không trả lời. Nhưng Diệp Thần thấy nàng yên lặng, cũng đã biết được, nói quả nhiên là Dạ Hàn sao. Hắn luyện chế Nguyệt Hoàng Ma Đan, rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Diệp Hy bất đắc dĩ nói, luân hồi chi chủ, thực không dám giấu giếm, thật ra thì Dạ Hàn công tử, ủy thác chúng ta luyện chế Nguyệt Hoàng Ma Đan, chúng ta cũng không biết hắn mục đích. Đó là bí mật của người khách, chúng ta thương hội tuyệt không hỏi tới. Ta chỉ biết là, hắn cho ra to lớn thù lao, đủ để cho chúng ta thương hội động tâm. Ta điều tra một ít bí tịch, vậy Nguyệt Hoàng Ma Đan, tựa hồ là loại nào đó kíp nổ, có thể cầm tới thức tỉnh một ít cổ xưa thần bí tồn tại. Diệp Thần nói, loại nào đó kíp nổ. Liễu Diệp Hy nói, đúng vậy, nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, người khác chuyện nhân quả, thương hội quy củ. Là không thể dính. Diệp Thần chau mày, vậy Nguyệt Hoàng Ma Đan, rốt cuộc có tác dụng gì, Dạ Hàn lại muốn cầm tới làm gì? Đang trong suy nghĩ, Diệp Thần đánh hơi được một hồi ôn nhu nhang gió, đập vào mặt, như xuân phong hóa mưa. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp lại có một vị khách quý, đi tới mở mịt chi địa. Đó là một người vóc dáng chọc giận cô gái, tướng mạo rất là trẻ tuổi, dung nhan đoan trang xinh đẹp. Nàng ăn mặc rất bó sát người buộc ngực và thúc yêu, tựa hồ muốn tận lực che giấu mình vóc người, nhưng làm sao vóc người chân thực quá bốc lửa, vô luận như thế nào cũng không che giấu được, cùng nàng đoan trang ôn hòa khí chất dung nhan, hơi có điểm không tương xứng, lộ vẻ được quá mức yêu dã. Diệp Thần ngửi được nhang gió, lại có điểm loãng nhang mùi vị, noãn hồ hồ làm cho tâm thần người phát say. Phụ nữ kia ăn mặc mây khói đan rực rỡ vậy hoa lệ quần áo, kim văn đóng dấu. Phượng hoàng đồ đằng bay lên trời, lộ vẻ được tôn quý đặc biệt, sau lưng lại cùng mấy cái thượng vị thần cấp bậc tùy tùng, mọi cử động hiện ra thân phận quang vinh. Tụ bảo thương hội nghìn vàng, tân tinh nhã tiểu thư đến. Thương hội bên trong, không ít người thấy người phụ nữ này, cũng có chút kinh ngạc khẽ hô đứng lên.
Tụ bảo thương hội nhưng mà vô vô thời y không lớn nhất thương hội à, tân tinh nhã tiểu thư làm sao sẽ tới nơi này? Chẳng lẽ, nàng cũng muốn đấu giá vật gì không? Tụ bảo thương hội thứ gì không có, nàng rốt cuộc muốn cái gì? Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, rất nhiều người ánh mắt mang theo nghi ngờ, nhìn về cái đó vô cùng tôn quý, vóc người lại chọc giận được quá đáng cô gái. Diệp Thần thấy người phụ nữ này, ngẩn ngơ. Bởi vì hắn phát hiện, cô gái này dung mạo, và Mỹ Thần là giống nhau như đúc. Hắn sẽ không quên Mỹ Thần dung nhan, đoan trang, xinh đẹp, cao quý, hoàn mỹ, từ bi. Người phụ nữ này, tướng mạo đang cùng Mỹ Thần giống nhau như đúc. Mỹ Thần, là ngươi. Diệp Thần theo bản năng kêu lên, không dám tin tưởng mình ánh mắt, nơi nào sẽ nghĩ tới, sẽ ở chỗ này đụng phải Mỹ Thần. Cái gì Mỹ Thần, luân hồi chi chủ, ngươi nhận lầm người chứ? Ta kêu Tân Tinh Nhã, lần đầu gặp mặt, hạnh hội. Tân Tinh Nhã ôn hòa hướng Diệp Thần cười một tiếng, tôn quý bên trong lại lộ ra đại gia khuê tú lễ nghi. Diệp Thần ngây dại, cẩn thận quan sát Tân Tinh Nhã, phát hiện nàng vóc người, so với Mỹ Thần muốn bốc lửa rất nhiều, đầy đặn chọc giận được có chút quá đáng, cơ hồ muốn xanh phá quần áo. Mỹ Thần vóc người, chính là như vậy hoàn mỹ đều đặn tỷ lệ, sẽ không có như thế chọc giận, câu dẫn người dục vọng. Nhưng Tân Tinh Nhã tướng mạo, và Mỹ Thần chân thực quá giống, thật là có thể nói là giống nhau như đúc. Diệp Thần không biết cái này Tân Tinh Nhã, rốt cuộc và Mỹ Thần có quan hệ thế nào. Nhưng nhân quả liên lạc tất nhiên mật thiết, hắn lúc này âm thầm chú ý. Nguyên lai là Tân Tinh Nhã tiểu thư, ngươi là Tụ Bảo Thương Hội Thiên Kim tiểu thư. Diệp Thần hướng Tân Tinh Nhã chắp tay, trong lòng chỉ muốn cùng nàng trước kết làm thiện duyên, dẫu sao nàng và Mỹ Thần chân thực quá tương tự, sau lưng nhân quả khẳng định không đơn giản. Tân Tinh Nhã cười nói, Thiên Kim tiểu thư không dám làm, cha ta đúng là Tụ Bảo Thương Hội hội trưởng. Một bên Liễu Diệp Hy hoảng vội vàng tiến lên nói, Tân Tinh Nhã tiểu thư, hoan nghênh ngươi đi tới ta Phiếu Miểu thương hội, tệ đơn sơ, không cách nào cùng Tụ Bảo thương hội so sánh, xin Tinh Nhã tiểu thư chớ nên chê bai. Tân Tinh Nhã nóng nảy rất tốt, ôn hòa cười nói, không sao. Nàng lại hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ta mới vừa nghe đến ngươi nói, cái gì Nguyệt Hoàng Ma Đan. Diệp Thần nội tâm động một cái, vội nói, Tinh Nhã tiểu thư xuất thân danh môn. Chẳng biết có được không nghe qua vậy Nguyệt Hoàng Ma Đan truyền thuyết. Tân Tinh Nhã chân mày to hơi cao lại, suy nghĩ một hồi, nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, luân hồi chi chủ, chúng ta đổi cái địa phương trò chuyện một chút. Xem Tân Tinh Nhã hình dáng, nàng tựa hồ là biết Nguyệt Hoàng Ma Đan bí mật. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức liền cùng Tân Tinh Nhã, rời bước đến thương hội nội bộ một gian bên trong phòng khách quý mặt. Phòng khách quý bên trong chỉ có hắn và Tân Tinh Nhã hai người. Một mình một phòng, ở phòng bế trong không gian, Diệp Thần càng có thể cảm nhận được, Tân Tinh Nhã đầy đặn thân thể mềm mại, tản ra từng cơn mùi thơm, để cho người mơ tưởng viễn vong. Nàng bề ngoài, là như vậy đoan trang, và Mỹ Thần như nhau, nhưng tản ra hơi thở, nhưng như vậy yêu dã, như vậy câu hồn chọc giận, vậy thua thiệt được Diệp Thần đạo tâm tao nhã, nếu như đổi thành vậy người đàn ông nói, sợ rằng sẽ không cầm được. Luân hồi chi chủ, vậy Nguyệt Hoàng Ma Đan, ta đúng là nghe qua truyền thuyết. Đó là một loại kíp nổ, có thể từ thời không sông dài bên trong, thức tỉnh một loại cổ xưa thần bí ma thần. Tân Tinh Nhã thanh âm mang thần bí, cũng không nói nhảm cái gì, trực tiếp cùng Diệp Thần nói tới Nguyệt Hoàng Ma Đan bí mật. Ma thần. Diệp Thần trong lòng rét một cái. Tân Tinh Nhã nói, đúng vậy, như vậy ma thần, liền kêu Nguyệt Hoàng Ma Thần. Lúc ban đầu là Nguyệt Thần Thiên Đế con dân. Là Nguyệt Thần Thiên Đế, sáng tạo ra Nguyệt Hoàng Ma Thần nhất tộc, là chính nàng sử dụng. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, lúc đầu như vậy Ma Thần, là Nguyệt Thần Thiên Đế chế tạo ra. Tân Tinh Nhã nói, đúng vậy, ta ở trên mình ngươi, bắt được một ít Nguyệt Thần Thiên Đế dấu vết, ngươi hẳn nghe qua nàng truyền thuyết sao. Năm đó Nguyệt Thần Thiên Đế là cấm thần phi thăng, bị thiên địa có hạn, tấn thăng đột phá đặc biệt khó khăn. Chậm chạp không thể bước vào thiên đế chủ thần cảnh giới. Vì bước lên vô cùng xương đế, nàng sáng tạo ra Nguyệt Hoàng Ma Thần nhất tộc, khắp nơi săn giết thiên tài, đặc biệt săn giết đại khí vận trưởng thành người, lại đem những thiên tài kia, toàn bộ dùng đạo tông chú đan thuật, đúc thành đan thuốc, mình ăn, dùng để tư bổ nguyên khí, đánh vào thiên đế cảnh giới. Diệp Thần rợn cả tóc gáy, nói, ngươi nói đều mới là thật. Săn giết thiên tài,
đúc thành đan dược ăn, Nguyệt Thần Thiên Đế thủ đoạn, lại tàn nhẫn như vậy. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Nguyệt Thần Thiên Đế còn có hung tàn như vậy đi qua. Tân Tinh Nhã nói, chỉ là truyền thuyết, ta không xác thực định, bất quá, người nói tàn nhẫn mà, đúng là có chút. Nhưng, ở vô vô thời ý không, vốn là không có nhiều quy củ như vậy, chỉ cần không thẹn lương tâm, làm chuyện gì đều có thể. Luân hồi chi chủ, ngươi là người trọng tình trọng nghĩa, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, có thể cảm thấy Nguyệt Thần Thiên Đế năm đó thủ đoạn, tàn nhẫn lãnh khốc liền một ít, nhưng thực thật không việc gì. Vậy cao cấp cường giả, rèn luyện một kiện pháp bảo, luyện chế một viên đan dược, có thể liền sẽ tìm một ít vô thần che chở vũ trụ, đem toàn bộ vũ trụ sinh linh tàn sát sạch, dùng để đảm nhiệm rèn luyện vật liệu, đều là rất thường gặp sự việc. Diệp Thần gật đầu một cái, vậy biểu thị rõ ràng. Ở vô vô thời ý không, thật ra thì cũng không có cái gọi là thiện ác, thế giới quá hỗn loạn, chỉ cần có thể làm được không thẹn lương tâm, đạo tâm cũng sẽ không bị long đong. Thật ra thì, Dạ Hàn lúc ban đầu ủy thác qua ta tụ bảo thương hội, giúp hắn chế tạo Nguyệt Hoàng Ma Đan, cũng rất nhiều xuống triệu nguyên ngọc thù lao, ha ha, xem ra hắn năm đó phản bội Đà Đế Thiên Tông, ừ, cũng chính là bây giờ Thiên Khư Thần Điện, đích xác là ăn cắp vô số tài nguyên, triệu nguyên ngọc nói cho liền cho. Thật là số tiền khổng lồ. Bất quá, ta biết hắn chế tạo Nguyệt Hoàng Ma Đan, là vì thức tỉnh Nguyệt Hoàng Ma Thần, âm mưu gây rối. Ta nếu là giúp hắn, ta hỏi lòng có thẹn, cho nên cuối cùng cự tuyệt. Tân Tinh Nhã nói tiếp, lúc đầu ở lúc ban đầu thời điểm, Dạ Hàn còn đã thỉnh cầu nàng, nhưng nàng không có đáp ứng. Tinh Nhã tiểu thư, vậy ngươi thật là một người hiền lành. Diệp Thần nhìn Tân Tinh Nhã, cười nói, chỉ cảm thấy và vị này thân phận tôn quý đại tiểu thư nói chuyện phiếm, tâm tình phá lệ vui vẻ. Tân Tinh Nhã nghe Diệp Thần khen ngợi, ôn hòa cười một tiếng, rồi sau đó trên gương mặt tươi cười lại lướt qua vẻ ngưng trọng ý, nói, vậy bây giờ nhìn lại, luân hồi chi chủ, Dạ Hàn hắn luyện chế Nguyệt Hoàng Ma Đan, thức tỉnh Nguyệt Hoàng Ma Thần, là muốn ghim ngươi. Hắn muốn lợi dụng Nguyệt Hoàng Ma Thần, tới săn giết ngươi. Nguyệt Hoàng Ma Thần nhất tộc. Ban đầu là Nguyệt Thần Thiên Đế con dân, là Nguyệt Thần Thiên Đế khắp nơi săn giết thiên tài, bọn họ thừa kế Nguyệt Thần Thiên Đế thủ đoạn thần thông, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ở Nguyệt Thần Thiên Đế chết sau đó, Nguyệt Hoàng Ma Thần nhất tộc, vậy đi theo tan thành mây khói. Thế nhưng Nguyệt Hoàng Ma Đan, lại có thần kỳ hiệu quả, có thể từ thời không sông dài bên trong, đem Nguyệt Hoàng Ma Thần thức tỉnh. Một khi Nguyệt Hoàng Ma Thần lần nữa xuất thế, vậy đối với Diệp Thần mà nói. Dĩ nhiên là ác mộng vậy tồn tại. Thì ra là như vậy, ta biết. Diệp Thần cong ngón tay tính toán, liền cảm thấy thiên cơ phù hợp, khắp nơi kín kẽ. Hiển nhiên, Tân Tinh Nhã suy đoán, là hoàn toàn chính xác. Dạ Hàn chính là muốn thức tỉnh Nguyệt Hoàng Ma Thần, săn giết Diệp Thần. Chính hắn không tiện ra tay, liền để cho Nguyệt Hoàng Ma Thần ra tay. Một khi Diệp Thần bị săn giết, vậy hắn đem sẽ trở thành là chín đuôi thức ăn. Tân Tinh Nhã nói, luân hồi chi chủ, cần ta giúp một tay sao? Ta và ngươi mới gặp mà như đã quen từ lâu, ta có thể mượn dùng gia tộc thế lực, giúp ngươi giải quyết Nguyệt Hoàng Ma Thần. Nàng nói chuyện rất có đúng mực, cũng không có nói trực tiếp giúp Diệp Thần đối phó Dạ Hàn, chỉ là nói giải quyết Nguyệt Hoàng Ma Thần. Năm đó Nguyệt Thần Thiên Đế chết sau đó, Nguyệt Hoàng Ma Thần nhất tộc vậy đi theo chết theo, thời gian 5 tháng trôi qua đặc biệt lâu, coi như Dạ Hàn có thể nghịch chuyển thời không. Đem đã từng là Nguyệt Hoàng Ma Thần cho gọi ra tới, thực lực khẳng định không có đỉnh cấp thời điểm mạnh mẽ như vậy. Tân Tinh Nhã nếu như muốn xuất thủ, cũng có thể giúp Diệp Thần giải quyết. Diệp Thần cười nói, không cần, ta mình có thể giải quyết, đa tạ Tinh Nhã tiểu thư ý tốt. Hắn cùng Tân Tinh Nhã lần đầu gặp mặt, tự nhiên không muốn bị đối phương xem thường. Cho dù Dạ Hàn thật cầm Nguyệt Hoàng Ma Thần cho gọi ra tới, Diệp Thần cũng có lòng tin giải quyết. Tân Tinh Nhã nói, vậy thì tốt. Lần này ta tới tham gia buổi đấu giá, nhưng thật ra là vì cạnh tranh đấu giá thiên hồn huyết cốt đan, đó là thông thiên cấp đan dược, linh khí đặc biệt dư thừa, nếu như ta có thể được, tu vi phỏng đoán có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh. Diệp Thần ga một tiếng, cẩn thận cảm ứng được Tân Tinh Nhã hơi thở, liền phát hiện nàng tu vi, đã đến thần đạo cảnh tầng thứ 9, khoảng cách thiên nguyên cảnh cũng không xa. Thần đạo cảnh là hạ vị thần. Thiên nguyên cảnh là trung vị thần, hai người chênh lệch cực lớn. Vậy mà nói, từ thần đạo cảnh tấn thăng đến thiên nguyên cảnh, đều là vô cùng khó khăn, cần phải tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, hoặc là dùng đan dược phụ trợ.
Tân tinh nhã rõ ràng cho thấy dựa vào đan dược, tấn thăng đột phá. Nhưng theo Diệp Thần biết, vậy thiên hồn huyết cốt đan, cũng đã hư hại, liền nói, tinh nhã tiểu thư, theo ta biết, vậy thiên hồn huyết cốt đan, xảy ra chút bất ngờ, hôm nay đã hư hại. Tân tinh nhã mười ngón tay đường chéo, vẫn rất có khí chất, rất đoan trang hình dáng, nhẹ giọng nói, ta biết, hư hại sau thiên hồn huyết cốt đan, dược liệu kém chút, nhưng ta khoảng cách thiên nguyên cảnh, cũng chỉ có một bước xa, coi như uống hư hại đan dược, ta phỏng đoán cũng có thể đột phá. Bởi vì cái này thần đạo cảnh, ta đã áp chế rất lâu rồi. Cha ta một mực chẳng muốn ta đột phá, bởi vì một khi ta đột phá, vượt qua thần đạo cảnh, lại không thể tham gia nữa tranh phong tỉ thí. Hắn là muốn ta tham gia thi đấu sau khi kết thúc, lại đột phá cũng không muộn. Thậm chí, hắn vận dụng nhân quả luật, thay ta áp chế cảnh giới. Nhưng, cảnh giới một mực đè, ta rất khó chịu, ho. Nói xong lời cuối cùng, tân tinh nhã lại có điểm khó chịu và hình dáng mắc cỡ, rời một chút thân thể, lửa kia xinh đẹp dáng vẻ, lại là sóng biển vậy, tản ra từng cơn thơm mát, làm người ta hoa mắt. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, lúc này mới biết nàng vóc người như vậy chọc giận, thân thể lại tản mát ra từng cơn thực cốt mùi vị, nguyên lai là bởi vì cảnh giới áp chế, hơi thở dồi dào gây ra. Là nàng phụ thân, muốn nàng giữ cảnh giới, đi tham gia tranh phong thi đấu. Nhưng, tân tinh nhã rõ ràng có chút kiên trì không nổi nữa, chỉ muốn nhanh lên một chút đột phá giải thoát. Bởi vì nàng phụ thân bày ra nhân quả luật áp chế, nàng muốn đột phá, nhất định phải dựa vào vậy thiên hồn huyết cốt đan. Tinh nhã tiểu thư, ta hiểu sơ một chút đan thuật, có thể giúp một tay tu bổ đan dược, để cho ngươi đột phá thuận lợi hơn. Diệp Thần nói, trước Liễu Diệp Hy mời hắn ra tay tu bổ đan dược, hắn còn có do dự, nhưng bây giờ biết là tân tinh nhã yêu cầu, vậy cũng không có gì hay do dự, hắn có thể ra tay. Tân tinh nhã đại hỉ, nói, vậy thì thật là thật cảm ơn ngươi, luân hồi chi chủ, ngày hôm nay có thể giao đến ngươi người bạn này, ta thật cao hứng. Diệp Thần cười nói, ta cũng thật cao hứng. Hai người rất ăn ý, lẫn nhau chỉ chìa tay ra, mật thiết cầm một tí. Diệp Thần cảm thấy tân tinh nhã bàn tay, thật ấm áp. Nhưng mà, tiếp xúc tới tân tinh nhã thân thể, hắn nhưng đột nhiên xuyên qua thiên cơ, thấy được một màn hình. Đó là rừng rậm bóng tối hình ảnh. Hình ảnh bên trong, tân tinh nhã rơi lệ quỳ xuống một pho tượng trước mặt. Pho tượng kia, chính là luân hồi chi chủ pho tượng, là Diệp Thần. Mà ở tân tinh nhã phía sau, một người thanh niên nam tử, yên lặng quan sát hết thảy, chính là Nhâm Phi Phàm. Hình ảnh này, không, chính xác mà nói, quỳ bái Diệp Thần, không phải tân tinh nhã, mà là Mỹ Thần. Đây là Mỹ Thần và Nhâm Phi Phàm, lần đầu gặp nhau hình ảnh. Diệp Thần tiếp xúc tới tân tinh nhã tay, lại là quán thông thiên cơ, bắt được đi qua hình ảnh. Hắn ngây dại, vậy xem như vậy, tân tinh nhã chính là Mỹ Thần chính là tân tinh nhã, không có sai. Luân hồi chi chủ, người thế nào? Tân tinh nhã thấy Diệp Thần diễn cảm khác thường, hơn nữa một mực nắm tay mình không buông, chân mày to nhất thời nhíu lại, tràn đầy nghi ngờ. Diệp Thần cảm thấy được mình thất thố, phục hồi tinh thần lại, buông tân tinh nhã tay, thử hỏi dò. Tinh nhã tiểu thư, người nghe qua, Mỹ Thần sao? Tân tinh nhã suy nghĩ chốc lát, nói, Mỹ Thần. Đây là đâu vị thần linh, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Diệp Thần nghe nàng những lời này, từ tới thành, vậy không giống như là giả bộ, trong bụng nhất thời cảm thấy kỳ quái. Hắn có thể xác định, tân tinh nhã chính là Mỹ Thần, mới vừa thiên cơ phù hợp, đi qua hình ảnh tái hiện, không có sai. Nhưng chỉ là chẳng biết tại sao, tân tinh nhã lại có thể không biết mình là Mỹ Thần, thậm chí liền Mỹ Thần danh hiệu cũng chưa nghe nói qua. Không việc gì, tùy tiện hỏi một chút. Diệp Thần lắc đầu một cái, xem ra cái này sau lưng, nhất định là có đặc biệt bí ẩn nhân quả, liền Mỹ Thần mình đều không thể cỡ đó, hắn lại hỏi tiếp cũng vô dụng. Tinh nhã tiểu thư, vậy ta đi liền vì ngươi tu bổ đan dược. Diệp Thần lập tức liền nói. Đa tạ, luân hồi chi chủ, nơi này có một chút nguyên ngọc, coi là ta đưa lễ vật cho ngươi. Tân tinh nhã cầm ra một cái túi đựng đồ, mỉm cười đưa cho Diệp Thần, một bộ ôn hòa yêu nhã hình dáng. Diệp Thần lấy tới vừa thấy, chỉ gặp túi đựng đồ kia bên trong, kim quang rực rỡ, chừng 200.000 hoàng kim nguyên ngọc. Không thể không nói, tân tinh nhã không hổ là tụ bảo thương hội thiên kim tiểu thư, ra tay quả nhiên là rộng rãi,
tiền muôn bạc biển, ra tay một cái chính là 200 ngàn. Phải biết, Diệp Thần toàn bộ xuất thân cộng lại, vậy chỉ bất quá 200 ngàn mà thôi. Cảm ơn. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không có kiểu cách đẩy nhờ cái gì, trực tiếp nhận. Hắn và Tân Tinh Nhã, coi như là kết thiện duyên, sau này vậy sẽ thuận lợi rất nhiều. Ra phòng khách quý, Diệp Thần thấy Liễu Diệp Hy ở ngoài cửa chờ đợi, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp làm nói. Liễu hội trưởng, các ngươi là muốn để cho ta ra tay, giúp các ngươi tu bổ thiên hồn huyết cốt đan. Liễu Diệp Hy nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, người rốt cuộc chịu ra tay. Diệp Thần nói, thù lao như thế nào? Liễu Diệp Hy nói, 50.000 nguyên ngọc. Diệp Thần suy nghĩ một tí, liền nói, có thể, mang ta đi đi. 50.000 nguyên ngọc, cũng không coi là ít đi, dẫu sao Diệp Thần trước khi lên đường, Thượng Hoàng Thiên Cung bên kia cho tiền tài của hắn, cũng chỉ có 100.000 mà thôi. Liễu Diệp Hy đại hỉ, làm một động tác tay mời, nói, luân hồi chi chủ, bên này mời. Diệp Thần đi theo Liễu Diệp Hy, một đường đi tới trước, xuyên qua từng cái hành lang, cuối cùng đi tới phiếu miểu thương hội bảo khố. Bảo khố này, là gửi hàng hóa địa phương, bên trong một hàng cái khung, phía trên chất đầy tất cả loại thiên tài địa bảo, binh khí pháp bảo, thần công bí tịch vân. Vân, đều dùng đặc thù cấm pháp bảo vệ được, tránh năm tháng mài mòn. Có rất nhiều thương hội nhân viên, ở kiểm kê hàng hóa. Ngày mai buổi đấu giá, sắp muốn vật bán đấu giá, bày đặt ở bảo khố chính giữa nhất địa phương, cũng có người ở kiểm kê sửa sang lại. Trong đó có một vật, Diệp Thần hết sức cảm thấy hứng thú, đó chính là thiên ma cổ bảo mảnh vỡ. Vốn là, phiếu miểu thương hội muốn nhận vào thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, hội tụ thành hoàn chỉnh thiên ma cổ bảo, bọn họ đã góp nhặt 3 khối. Nhưng lần trước mời Diệp Thần ra tay, luyện chế Nguyệt Hoàng Ma Đan, bọn họ trực tiếp đưa ra 2 khối mảnh vỡ, vậy thiên ma cổ bảo này, bọn họ là không thể nào lại thu thập hoàn chỉnh, cho nên lần này, trực tiếp cầm cuối cùng một khối thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, lấy ra bán đấu giá. Lên đập giá cả, ước chừng cao đến 500.000 nguyên ngọc. Liễu hội trưởng, một khối thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, giá trị 500.000 nguyên ngọc, các ngươi lên lần đưa cho ta 2 khối, há chẳng phải là thua thiệt lớn. Diệp Thần hỏi. Liễu Diệp Hy cười nói, không thua thiệt, có thể cùng luân hồi chi chủ kết cái thiện duyên, chính là 2 khối hồn khí mảnh vỡ, lại coi là cái gì. Lần trước đưa ra thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, là thương hội phía sau màn tổng hội trưởng ý, chính là muốn kết giao Diệp Thần. Diệp Thần vui vẻ cười to, nói, Liễu hội trưởng thật đúng là biết nói chuyện. Trừ thiên ma cổ bảo mảnh vỡ bên ngoài, Diệp Thần ở rất nhiều vật phẩm bên trong, còn thấy được một khối thần cốt, thiên đế khí vần quanh, yêu đạo khí tượng ngất trời, năng lượng khí tức 10 phần dâng trào, muốn đến chính là vậy yêu tộc thánh vật, yêu đế thần cốt. Khối này yêu đế thần cốt, nghe nói là thời đại viễn cổ, một vị cường đại yêu tộc đại đế, lưu lại đồ, giá trị không rẻ, giá khởi đầu muốn 800.000 nguyên ngọc. Luân hồi chi chủ, mời. Liễu Diệp Hy cùng Diệp Thần học hỏi một hồi, liền cười mời hắn ở trên lầu 2. Diệp Thần gật đầu một cái, liền thu hồi ánh mắt quang, cùng Liễu Diệp Hy đi lầu 2. Ở bảo khố lầu 2, để một tòa thật to bát quái lò luyện đan, chung quanh chất đầy các loại dược liệu. Ở trước lò luyện đan phương, là một cái gấm vóc cửa hàng bàn, trên bàn bày một cái hộp ngọc đang mở ra, bên trong chứa một quả màu máu tròn xoe đan dược, có dư thừa linh khí năng lượng tách thả ra ra, ở trong hư không buộc vòng quanh viễn cổ chiến trường, binh ra sát phạt hình ảnh. Thậm chí, Diệp Thần có thể mơ hồ nghe được, viễn cổ chiến trường tiếng chém giết, 10 phần kỳ diệu. Nhưng, cẩn thận xem xét nói, là có thể thấy viên đan dược này phía trên, có một cái khe. Trong thuốc năng lượng nguyên thế chấp, đã chảy ra, nhưng bị một cổ cấm pháp lực lượng hạn chế ở, cũng không có tiêu tán, chỉ chất đống ở đan dược bên cạnh, đọng lại thành mỡ trong máu vậy đồ. Luân hồi chi chủ, đây chính là thông thiên cấp đan dược, thiên hồn huyết cốt đan, nghe nói là muốn thu tập cổ xưa chiến trường binh ra sát phạt khí, tất cả loại oan hồn tàn niệm, cuối cùng dung hợp rất nhiều cực phẩm dược liệu, rửa hết chỉ hoa, mới có thể luyện chế được, đặc biệt chân quý. Liễu Diệp Hy cho Diệp Thần giới thiệu, đan dược kia chính là thiên hồn huyết cốt đan, cũng là buổi đấu giá lần này cảnh quan trọng một trong, giá khởi đầu đều phải 800.000 hoàng kim nguyên ngọc, và yêu đế thần cốt tương đương. Thông thiên cấp đan dược, coi như thả vào vô vô thời không bên trong, cũng là cao cấp đan dược, có thể gặp không thể cầu, luyện chế cực kỳ khó khăn.
trước là ai muốn trộm đi thiên hồn huyết cốt đan? Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Là Cát Đạo Bảo Đoàn, một nhóm hoạt động tại Cát Thành vùng lân cận đạo tặc, bọn họ ngụy trang thành quý khách, lẻn vào Ta Phiếu Miểu Thương Hội, lặng lẽ cầm thiên hồn huyết cốt đan trộm đi. Bọn họ thời cơ xuất thủ, cầm nặn được tốt vô cùng, ngày trước vừa lúc là luyện chế Nguyệt Hoàng Ma Đan ngày, cho nên Ta Thương Hội phòng thủ sơ sót một ít. Tuy nói cuối cùng, chúng ta đoạt về đan dược, nhưng ở tranh đấu bên trong, đan dược vậy xuất hiện sứt mẻ. Hôm nay Ta Phiếu Miểu Thương Hội đã phát ra lệnh truy nã, nếu ai có thể tiêu diệt Cát Đạo Bảo Đoàn, liền có thể bắt được 300.000 hoàng kim nguyên ngọc thưởng vàng. Liễu Diệp Hy vừa nói, vừa lấy ra một phần trục cuốn, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần mở ra vừa thấy, cái này trục cuốn nguyên lai là một phần ủy thác trạng, phía trên in Phiếu Miểu Thương Hội lệnh truy nã, nếu ai có thể tiêu diệt Cát Đạo Bảo Đoàn, bằng này ủy thác trạng, có thể nhận 300.000 nguyên ngọc thưởng vàng. 300.000 nguyên ngọc, quý thương hội thật là tiền muôn bạc biển. Diệp Thần cười một tí, trong lệnh truy nã viết, Cát Đạo Bảo Đoàn thủ lãnh Sa Uy, tu vi chỉ có thần đạo cảnh tầng thứ 5, dưới quyền bất quá 100 người. Truy nã như thế một nhóm đạo tặc, lại muốn tiêu phí 300.000 nguyên ngọc, không thể không nói, Phiếu Miểu Thương Hội thật là bỏ vốn gốc. Liễu Diệp Hy bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, vì duy trì thương hội danh dự, nhất định phải hành thủ đoạn lôi đình. Nếu không sau này tùy tiện cái gì con mèo, con chó, cũng tới Ta Thương Hội trộm đồ, làm ăn liền không có cách nào tiếp tục làm. Diệp Thần gật đầu một cái, rõ ràng tới đây, nguyên lai là muốn giết gà dọa khỉ. Liễu Diệp Hy nói, Luân Hồi Chi Chủ nếu có hứng thú, cũng có thể tiếp phần này ủy thác trạng. Diệp Thần xoay chuyển ánh mắt, lấy trước mắt hắn vô lượng cảnh tầng thứ 5 thực lực, đủ để nghịch phạt Cát Đạo Bảo Đoàn thủ lãnh. Cái này 300.000 nguyên ngọc, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ta sẽ lưu ý. Diệp Thần nhận ủy thác trạng, nhưng cũng không có đem lời nói đầy. Liễu Diệp Hy chỉ coi là Diệp Thần đáp ứng, vui vẻ nói, Luân Hồi Chi Chủ chịu ra tay, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dừng một chút, nàng chỉ vậy thiên hồn huyết cốt đan, nói, hôm nay rồi mời Luân Hồi Chi Chủ, hỗ trợ tu bổ viên đan dược này. Diệp Thần nói, không thành vấn đề. Lập tức, Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp đem nguyên viên thiên hồn huyết cốt đan, còn có những cái kia chảy ra năng lượng nguyên thế chấp, cũng toàn bộ đưa vào lò luyện đan bên trong, rồi sau đó vận chuyển lên đến đạo tông chú đan thuật. Đùng một tiếng, bên trong lò luyện đan, giấy lên hừng hực lửa lớn, màu đỏ thấm ngọn lửa bên trong, lại toát ra màu xanh tiên quang, bát quái đạo uẩn khí tượng khoáng đạt. Diệp Thần ánh mắt híp lại. Không thể không nói, thiên hồn huyết cốt đan không hổ là thông thiên cấp đan dược, lấy trước mắt hắn chú đan thuật thành tựu, muốn chữa trị nói, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ, cần phải hao phí không thiếu tinh lực cùng thời gian. Ngày mai sẽ là buổi đấu giá ngày, ngắn ngủi một ngày, muốn tu bổ đan dược, rõ ràng có chút khó khăn. Nhưng, Diệp Thần đầu linh hoạt, rất nhanh nghĩ tới biện pháp. Trụ quang huyết mạch, mở. Diệp Thần trong lòng một tiếng khẽ quát. Trực tiếp mở trụ quang huyết mạch. Cái này trụ quang huyết mạch, là hắn đã sớm luyện hóa thu nạp huyết mạch, có khống chế thời gian pháp tắc kỳ diệu hiệu quả. Trụ quang huyết mạch mở một cái, trên lò luyện đan, liền hiển hóa ra mênh mông vô tận thời gian pháp tắc khí tượng, bóng mặt trời, đồng hồ cát chảy, trời trăng sao hình ảnh, đang không ngừng xen lẫn qua lại. Thời gian bắt đầu chảy ngược, Diệp Thần lợi dụng trụ quang huyết mạch, đem từng đạo thời gian pháp tắc đánh vào thiên hồn huyết cốt đan phía trên. Thiên hồn huyết cốt đan trạng thái, từ hư hại dần dần khôi phục được trước kia nguyên vẹn, những cái kia chảy ra năng lượng nguyên thế chấp, lại lần nữa rụt trở về, đan dược kẽ hở nhanh chóng khép lại khôi phục. Đây là Diệp Thần lợi dụng trụ quang huyết mạch, nghịch chuyển thiên hồn huyết cốt đan phía trên thời gian, để cho viên này hư hại đan dược, khôi phục lại chưa từng hư hại trước trạng thái. Trụ quang huyết mạch lực lượng, phối hợp hắn đạo tông chú đan thuật. Hai người hoàn mỹ dung hợp, hoàn mỹ phát huy, rất nhanh liền để cho thiên hồn huyết cốt đan, khôi phục viên mãn, hoàn toàn phục hồi như cũ. Liễu Diệp Hy nhìn đến ngây dại, Diệp Thần thủ đoạn này, nghịch chuyển thời gian, thật là có thể nói nghịch thiên. Luân Hồi Chi Chủ, người quả nhiên là thần thông quảng đại, bội phục, bội phục. Liễu Diệp Hy thấy lò luyện đan bên trong, thiên hồn huyết cốt đan đã khôi phục nguyên vẹn, trong lòng mừng rỡ không thôi, liên tục thán phục. Bội phục Diệp Thần thủ đoạn thần thông. Đây là cho ngươi thù lao.
Liễu Diệp Hy cầm ra một cái đựng hoàng kim không nguyên ngọc túi đựng đồ, sảng khoái đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận, trước mắt hắn toàn bộ xuất thân, đã đạt đến 450.000 nguyên ngọc, cũng không coi là ít đi, cạnh tranh đấu giá giống vậy vật phẩm, là dư sức có thừa. Nhưng, hắn muốn cạnh tranh đấu giá thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, yêu đế thần cốt, thiên hồn huyết cốt đan cùng cao cấp bảo bối, tài lực là xa xa không đủ. Liễu hội trưởng, ta nơi này có một ít thứ, các người thương hội có thể có hứng thú thu mua. Diệp Thần tâm niệm khẽ nhúc nhích, lấy ra ba kiện đồ, theo thứ tự là thiên địa mẫu nguyên trưởng thần thuật ngọc giản, huyễn kiếm tinh tọa bí quyết tu luyện, còn có thập đại hồ tiên bên trong sát lục tiên trì. Hắn định đem thiên địa mẫu nguyên trưởng, huyễn kiếm tinh tọa, sát lục tiên trì, cũng buôn bán ra đi ra ngoài, kiếm chút nguyên ngọc. Thấy Diệp Thần lấy đồ ra, Liễu Diệp Hy thất kinh, nói thiên địa mẫu nguyên trưởng, huyễn kiếm tinh tọa, đây chính là 33 thiên thần thuật à. Còn nữa, cái này sát lục tiên trì, chính là thập đại hồ tiên một trong, có thể tăng lên người ý chí chiến đấu, bổ sung thêm sát khí tổn thương, 10 phần chân quý, người cũng muốn lấy ra bán đi sao. Diệp Thần nhìn Liễu Diệp Hy vậy biểu tình kinh ngạc, thần sắc vẫn lạnh nhạt, nói, đúng vậy, Liễu hội trưởng, ngươi ra một cái giá đi. Hắn thần thông pháp bảo rất nhiều, cầm không thường xài đồ bán đi, cũng sẽ không có tổn thất, coi như là dọn dẹp một tí kho hàng tích góp, kiếm lấy nguyên ngọc. Liễu Diệp Hy ánh mắt có chút nóng bỏng, cái này thiên địa mẫu nguyên trưởng, huyễn kiếm tinh tọa, sát lục tiên trì, đối Diệp Thần mà nói, có thể không coi vào đâu, nhưng đối với người bình thường mà nói, có thể là đặc biệt vật chân quý. Thiên địa mẫu nguyên trưởng, 100.000 nguyên ngọc. Huyễn kiếm tinh tọa, 200.000. Sát lục tiên trì, 400.000. Tổng cộng cùng nhau, 700.000 nguyên ngọc, chúng ta phiếu miểu thương hội thu. Liễu Diệp Hy cắn răng một cái, cho ra định giá. Cái này định giá, cũng ở đây Diệp Thần tâm lý tiếp nhận trong phạm vi, hắn lập tức liền sảng khoái một chút gật đầu, nói, có thể, đồng ý. Liễu Diệp Hy thấy Diệp Thần nói thành giao, thở phào nhẹ nhõm, 700.000 nguyên ngọc giá thu mua, bọn họ thương hội hiển nhiên là có kiếm. Bất quá, Diệp Thần cũng không quá so đo, hắn đã rất hài lòng. Hơn nữa, hắn trước đây ra tay, hỗ trợ luyện chế Nguyệt Hoàng Ma Đan, phiếu miểu thương hội cho hai người họ khối thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, hắn đã là máu được lợi. Liễu Diệp Hy chỉ kho hàng đống thả dược liệu, lại nói, luân hồi chi chủ, người đan thuật thông thiên, không bằng lại giúp chúng ta thương hội, luyện chế một nhóm đan dược, chúng ta sẽ cho người đầy đủ thù lao. Diệp Thần sảng khoái gật đầu nói, có thể. Dù sao buổi đấu giá bắt đầu ngày mai, hắn ngày hôm nay hỗ trợ luyện chế đan dược, lại kiếm lấy điểm nguyên ngọc cũng không tệ. Lập tức, Diệp Thần tiếp tục luyện đan. Phiếu miểu thương hội vậy rất là hào phóng, ước chừng cho Diệp Thần 150.000 nguyên ngọc thành tựu thù lao. Diệp Thần xuất thân, ở ngắn ngủi trong vòng một ngày, bành trướng đến 1,3 triệu nguyên ngọc bước, cuối cùng là có chút của cải, ngày mai buổi đấu giá. Hắn cũng có chút lòng tin, có lẽ có thể bắt lại thiên ma cổ bảo mảnh vỡ. Bận rộn một ngày, đến đêm khuya, Diệp Thần mới ở thương sẽ an bài phòng khách bên trong, chầm chầm ngủ đi. Đến được sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần bị một hồi vang dội tiếng chuông đánh thức, buổi đấu giá muốn bắt đầu. Thương hội phái mấy cái xinh đẹp nha hoàn, tới hầu hạ Diệp Thần cuộc sống thường ngày. Diệp Thần đơn giản phòng rửa tay sau đó, liền đi buổi đấu giá hội trường. Toàn bộ buổi đấu giá hội trường, trang sức được nguy nga lộng lẫy, bốn bức tường trên vách điêu long họa phượng, hết sức xa hoa. Liễu Diệp Hy thành tựu đấu giá sư, người mặc một bộ màu đỏ kỳ bào, đứng ở trên đài, lộ vẻ được anh khí bộc phát. Diệp Thần được an bài ngồi ở trước xếp, cùng hắn ngồi chung ở hàng trước, là Dạ Hàn, Tân Tinh Nhã, Thông Thiên Viên tộc viên vương các người, còn có một vài người tộc và yêu tộc nhân vật lớn, đều là thân phận tôn quý hạng người. Tân Tinh Nhã liền ngồi ở Diệp Thần bên cạnh, hai người lại gặp mặt, mỉm cười bắt tay một cái. Luân hồi chi chủ, sớm, ta nghe Liễu hội trưởng nói, người đã chữa trị khỏi liền thiên hồn huyết cốt đan, thật là đa tạ ngươi. Tân Tinh Nhã tao nhã lịch sự cười nói. Không sao, một cái nhấc tay. Diệp Thần cũng cười cười, thật ra thì tu bổ thiên hồn huyết cốt đan, hao hắn không thiếu tâm huyết, còn vận dụng trụ quang huyết mạch lực lượng. Bất quá. Tân Tinh Nhã và phiếu miểu thương hội bên này, đều cho hắn phong phú thù lao, điểm này bỏ ra cũng là đáng. Đây là, theo toàn trường tân khách tập trung đông đủ, trên đài, thành tựu đấu giá sư Liễu Diệp Hy,
dùng nhỏ chùy nhẹ nhàng gõ tiếng chuông, tuyên cáo đấu giá chính thức bắt đầu. Liễu Diệp Hy đầu tiên là mỉm cười nói, hoan nghênh các vị đến chơi ta Phiếu Miểu Thương Hội, hôm nay buổi đấu giá, kỳ chân dị bảo vô cùng phong phú, hy vọng các vị đều có thể quay chụp vật mình muốn. Cái này vật đấu giá đầu tiên, là vô lượng cấp đan dược, vô lượng thăng huyền đan, có thể bảo đảm vô lượng cảnh người tu luyện, sau khi uống, tu vi tuyệt đối tăng lên một cảnh giới. Theo Liễu Diệp Hy tiếng nói rơi xuống, thì có thị nữ bưng một cái kim bàn đi lên, kim bàn bên trong, chứa một viên như bạch ngọc mượt mà đan dược, tí ti lũ lũ nóng bỏng dược khí tràn ngập ra. Đó là vô lượng thăng huyền đan, có thể tăng lên vô lượng cảnh võ giả tu vi. Vậy võ giả dùng, có thể tuyệt đối tăng lên một cảnh giới, ví dụ như một cái chính xác tiên đế, uống vô lượng thăng huyền đan sau đó, có thể trực tiếp tấn thăng tiên đế. Diệp Thần ánh mắt híp lại, đánh giá vậy vô lượng thăng huyền đan, liền cảm nhận được một chút nhân quả luật diệu pháp. Bởi vì cái này nhân quả luật tồn tại, coi như là Diệp Thần, này cùng võ đạo thâm hậu cường giả, đang uống vô lượng thăng huyền đan sau đó, đều có thể tuyệt đối tấn thăng một cảnh giới. Dĩ nhiên, dựa vào đan dược tấn thăng tu vi, căn cơ là không đủ vững chắc, đến tiếp sau này cần phải hao phí thời gian củng cố vững chắc. Giá khởi đầu, 50.000 nguyên ngọc. Liễu Diệp Hy báo ra giá tiền, không tính là thấp, nhưng tuyệt không tính là cao, bởi vì vô lượng thăng huyền đan là có to lớn tác dụng phụ, uống thuốc sau khi tấn thăng căn cơ, đặc biệt phù phiếm. Cũng chính bởi vì cái này tác dụng phụ, cho nên đan dược giá trị không tính là quá cao. 60.000. Diệp Thần trực tiếp bắt đầu đấu giá, tuy nói có tác dụng phụ tồn tại, nhưng có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới tu vi, đối với hiện tại hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tác dụng to lớn. 70.000. Một giọng nói, từ Diệp Thần phía sau truyền tới. Diệp Thần liếc mắt vừa thấy, liền thấy mở miệng đấu giá, là một cái trẻ tuổi nam tử, trên y phục có dấu hoàng hôn triều tà huy hiệu. Ở trẻ tuổi kia bên người nam tử, một cái ông già ngồi ngay thẳng, cả người thấm ra thượng vị thần khoáng đạt hơi thở, Diệp Thần trước kia đã gặp, chính là Mộ Quang cổ thành nắm giữ, hoàng hôn cự nhân ngày xưa sư huynh, Mộ Quang lão tổ. Diệp Thần chư thần hoàng hôn bí pháp, chính là từ Mộ Quang lão tổ trong tay thắng được, cho nên đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Hôm nay buổi đấu giá, Mộ Quang cổ thành vậy người đến, Mộ Quang lão tổ ngày hôm qua cũng đã đến, bất quá thời điểm đó Diệp Thần đang tu bổ thiên hồn huyết cốt đan, vậy không đụng phải hắn, ngày hôm nay mới thấy được. Cái đó trẻ tuổi nam tử, hiển nhiên là Mộ Quang lão tổ đệ tử, tu vi đã đến tiên đế đỉnh cấp. Viên này vô lượng thăng huyền đan, cho hắn dùng, cảnh giới nhất định là không thể tấn thăng nữa, nhưng dẫu sao vô lượng thăng huyền đan, cũng có linh khí nồng nặc, nếu như dùng, đối hắn đánh vào thần đạo cảnh có trợ giúp, cho nên hắn trực tiếp cùng Diệp Thần đấu giá. Cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, trẻ tuổi kia nam tử trong mắt lướt qua một chút che lấp, ngược lại là Mộ Quang lão tổ, nóng nảy hàm dưỡng tốt rất nhiều, đối Diệp Thần gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Trước đây Mộ Quang lão tổ, bởi vì Hàn Diễm và Đại Lộ làm sự việc, còn có chư thần hoàng hôn bí thuật sự việc, cùng Diệp Thần ăn Tết không nhỏ, nhưng hắn rõ ràng không muốn đắc tội luân hồi trận doanh, cho nên duy trì mặt ngoài hòa khí. 80.000. Diệp Thần lần nữa đấu giá, hiện tại hắn trên đầu có hơn 1 triệu nguyên ngọc, viên này vô lượng thăng huyền đan, hắn chí ở tất được. Trẻ tuổi kia nam tử còn muốn đấu giá, Mộ Quang lão tổ đè tay của hắn lại, trầm giọng nói, bay vũ, thôi, cho luân hồi chi chủ một cái mặt mũi, không muốn cướp. Nam tử kia kêu Lý Phi Vũ, gặp lão tổ lên tiếng, liền cung kính nói, dạ, sư phụ. Lại nữa tranh đoạt, mà toàn trường rất nhiều tân khách bên trong, cũng không có ai muốn đắc tội Diệp Thần, không có ai sẽ cùng Diệp Thần cạnh tranh. 80.000 nguyên ngọc, đồng ý. Chúc mừng luân hồi chi chủ, quay chụp ngày hôm nay món bảo vật đầu tiên. Liễu Diệp xuất hy đập búa định âm, tuyên cáo cái này vô lượng thăng huyền đan cuối cùng thuộc về, chính là Diệp Thần. Chúc mừng ngươi rồi, luân hồi chi chủ, hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút bước lên thần, nếu không, tương lai tham gia tranh phong thi đấu, không có thần đạo cảnh tu vi, người rất khó tranh được qua hắn hắn thiên tài trẻ tuổi. Tân tinh nhã gặp Diệp Thần quay chụp đan dược, liền mỉm cười nói hạ. Đạo tông cử hành tranh phong thi đấu, yêu cầu tu vi không thể vượt qua thần đạo cảnh. Nói cách khác, vô lượng cảnh Diệp Thần, vậy là có thể tham gia. Bất quá chỉ có vô lượng cảnh tu vi nói, ở tân tinh nhã xem ra, hiển nhiên là khó mà đoạt cúp. Tinh nhã tiểu thư,
ngươi ngày hôm nay nếu là quay chụp thiên hồn huyết cốt đan, tấn thăng đến thiên nguyên cảnh, há không phải là không thể tham gia tranh phong tỷ thí? Diệp Thần hỏi, hắn biết Tân Tinh Nhã, chính là muốn dựa vào đan dược đột phá. Nhưng một khi đột phá, liền vượt ra khỏi tranh phong thi đấu tu vi hạn chế. Tân Tinh Nhã lắc đầu một cái, cười nói ta liền thì không muốn tham gia, cái này giới tranh phong thi đấu, thiên tài cao thủ quá nhiều, ta không lòng tin đoạt cúp. Ta suy tính tương lai, thậm chí thấy được rất kết cục bi thảm, ta nếu là tham gia thi đấu, ta có thể sẽ chết, có thể sẽ chết ở đảm nhiệm thiên nữ dưới kiếm, à. Nhưng, cha ta thị phi muốn ta tham gia, lần này ta tới buổi đấu giá, là lặng lẽ gạt hắn tới. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Xem ra Tân Tinh Nhã có chính nàng ý tưởng, không hề muốn tùy tiện tham gia tranh phong thi đấu. Bởi vì nàng suy tính tương lai, cảm giác được mình dự thi, có chết nguy hiểm. Mà giết chết nàng người, chính là đảm nhiệm thiên nữ. Tân Tinh Nhã nói, đúng rồi, người ngày hôm qua kêu ta Mỹ Thần, là nhận lầm người. Nhưng ta suy tính tương lai hình ảnh, rất kỳ quái, thiên nữ giết ta thời điểm, vậy hô cái gì Mỹ Thần, chịu chết đi, cái này Mỹ Thần rốt cuộc là người nào, và ta rất giống sao. Diệp Thần tạm thời im miệng, trầm ngâm một hồi, nói, a, truyền thuyết Mỹ Thần là rất cổ xưa thần linh, cụ thể sự tích, ta cũng không biết, nghe nói là thế gian hết thảy tốt đẹp hội tụ giữ tượng xuất trinh. Ngươi nếu là cảm thấy có nguy hiểm, như vậy tranh phong thi đấu, cũng không muốn tham gia. Hắn cũng sợ Tân Tinh Nhã xảy ra chuyện. Tân Tinh Nhã ngưng thần suy nghĩ, nhưng Thủy Chung cảm thấy một phiến mờ mịt, nói ta nhất định là không muốn tham gia. Lại thấp giọng thầm nói, cái này Mỹ Thần rốt cuộc là cái tồn tại gì ở đây, ta trở về sau đó, có thể thật tốt tốt điều tra một tí. Hai người nói chuyện lúc đó, buổi đấu giá tiếp tục, lại vỗ ra mấy kiện bảo vật, bất quá cũng không có đưa tới Diệp Thần hứng thú, hắn sẽ trở thiên ma cổ bảo mảnh vỡ quay phim. Buổi đấu giá thị nữ, đem vậy vô lượng thăng huyền đan đưa tới, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần đưa 80.000 nguyên ngọc, thuận lợi nhận lấy đan dược, tiếp tục xem buổi đấu giá. Hạ một kiện món đồ đấu giá, là trong truyền thuyết hồn khí, hồn thiên đế lưu lại đồ, là hắn đã từng ở qua lâu đài, thiên ma cổ bảo. Sốt cuộc, ở lại đánh ra mấy kiện bảo vật sau đó, trên đài Liễu Diệp Hy, lấy ra thiên ma cổ bảo mảnh vỡ. Khối kia mảnh vỡ, như một khối màu đen trong suốt thủy tinh, nội bộ cái bóng ngược trước một tòa hắc ám lâu đài đường danh. Vù vù, Liễu Diệp Hy đi mảnh vỡ bên trong, quán trú một món linh khí, vậy mảnh vỡ nội bộ lâu đài, liền nổi lên, trôi lơ lửng ở trong hư không, tản mát ra từng cơn nồng nặc ma khí, sát khí, còn kèm theo các loại quỷ khóc thần gào thanh âm, vô số ma hồn ác quỷ bay vút lên, hình ảnh mười phần nguy nga. Toàn trường tân khách bên trong, đạo tâm hơi yếu người, thấy thiên ma cổ bảo hình ảnh sau đó, tại chỗ liền bị sắc mặt bị sợ bạc màu. Diệp Thần tâm tình một hồi kích động, hắn đã có 3 khối thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, nếu như lấy thêm đến một khối nói, thiên ma cổ bảo uy lực, nhất định thật to tăng lên, không chỉ là có thể sử dụng làm phòng ngự, lâu đài bản thân ma khí, cũng có thể ăn mòn người đạo tâm. Còn nữa, chỗ tòa này thiên ma cổ bảo, cũng có thể trực tiếp làm to lớn pháp bảo, quay đầu đập người, hoặc là làm ngục giam kiến trúc. Phòng ấn một ít tồn tại, diệu dụng vô cùng. Giá khởi đầu, 500.000 nguyên ngọc. Liễu Diệp Hy báo ra giá cả. 500.000 nguyên ngọc ngẩng cao giá cả, để cho được toàn trường không thiếu tân khách, trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiên ma cổ bảo này mảnh vỡ, mặc dù chỗ diệu dụng vô cùng, nhưng giá cả quả thực là vô cùng đắt tiền, giống vậy võ giả, căn bản không chịu trách nhiệm nổi. Diệp Thần nghe được Liễu Diệp Hy ra giá sau đó, cũng không có trực tiếp đấu giá, mà là trước bình tĩnh chờ đợi, cùng người khác ra giá. Tân Tinh Nhã biết Diệp Thần muốn, cho nên cũng không ra giá, không tham tấu cùng tranh đoạt. 550.000. Mộ Quang lão tổ dơ lên đấu giá bảng, hiển nhiên đối thiên ma cổ bảo vậy có hứng thú. Nếu như có thể quay chụp thiên ma cổ bảo, hắn lại cùng mình Mộ Quang cổ thành dung hợp, là có thể thật to tăng lên Mộ Quang cổ thành nội tình. 600.000. Đây là vẫn không có mở miệng Dạ Hàn, vậy dơ lên bảng đấu giá, rồi sau đó thấp giọng lẩm bẩm. Chín đuôi, thiên ma cổ bảo này, cho ngươi cư trú như thế nào? Hắn lời này, rõ ràng cho thấy cùng chín đuôi nói, hắn mua thiên ma cổ bảo, là muốn cho chín đuôi cư trú. Diệp Thần thấy thiên ma cổ bảo giá cả, lập tức bão tố tăng đến 600.000,
tim cũng không khỏi tăng tốc độ nhảy lên, yên lặng đợi sau một hồi, mới giơ bài đấu giá nói. 610.000. Thua thiệt được hắn ngày hôm qua tài sản bạo tăng, nếu không, hắn liền ra giá tư cách cũng không có. Đây là, ngồi ở Diệp Thần cách đó không xa Thông Thiên Viên tộc, vị kia lão viên vương, cũng muốn giơ bài đấu giá, nhưng cuối cùng lại nhịn được, tựa hồ không muốn lãng phí tiền tài, miễn được đến tiếp sau này tài lực chưa đủ, không cách nào tranh đoạt yêu đế thần cốt. Dạ Hàn thấy Diệp Thần đấu giá, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, nói, luân hồi chi chủ, người đã có 3 khối thiên ma cổ bảo mảnh vụn, còn chưa hài lòng sao? 650.000. Diệp Thần cười nói, chính là bởi vì ta đã có 3 khối, cho nên ta muốn gom đủ, ha ha, 660.000. Mộ Quang lão tổ nói, luân hồi chi chủ, ta Mộ Quang cổ thành địa mạch có chút hư mỏng, thiên ma cổ bảo này, vừa vặn có thể lớn mạnh ta cổ thành địa mạch, không bằng các ngươi nhường cho ta như thế nào. 700.000. Toàn trường các tân khách, nhất thời xôi trào. Thiên ma cổ bảo mảnh vỡ tuy chân quý, nhưng 700.000 nguyên ngọc giá cả, rõ ràng có chút hơi cao. Dạ Hàn khẽ cắn răng, còn muốn giơ tay lên đấu giá, nhưng tựa hồ là có băn khoăn gì, hừ một tiếng, lại đem tay buông xuống. 700.000 nguyên ngọc giá cả, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, cũng có điểm cao. Nhưng, thiên ma cổ bảo này mảnh vỡ, hắn nhưng là không muốn buông tha, liền giơ bài đấu giá nói. 710.000. Mộ Quang lão tổ gặp Diệp Thần vậy kiên quyết ánh mắt, cũng biết Diệp Thần là chí ở tất được, hắn lại cạnh tranh đi xuống cũng vô dụng, một mặt nâng cao giá cả, còn khả năng đắc tội Diệp Thần, liền ha ha cười một tiếng, nói. Luân hồi chi chủ, ta để cho ngươi. Lại nữa tham dự đấu giá. Sư phụ, bên cạnh Lý Phi Vũ, rõ ràng có chút không cam lòng, kêu một tiếng, nhưng bị Mộ Quang lão tổ giơ tay lên ngừng. Diệp Thần cười chắp tay một cái nói, đa tạ. Cuối cùng, thiên ma cổ bảo này mảnh vỡ, không có ai sẽ cùng Diệp Thần cạnh tranh. Diệp Thần lấy 710.000 nguyên ngọc giá cả, thuận lợi bắt lại, có chút đắt tiền, nhưng miễn cưỡng vậy có thể tiếp thụ. Ở lại trải qua mấy vòng đấu giá sau đó, rốt cuộc, một kiện giá cả so thiên ma cổ bảo cao hơn bảo vật ra sân, đó chính là thông thiên cấp đan dược, thiên hồn huyết cốt đan. Thật ra thì, bàn về toàn thể giá trị, vậy dĩ nhiên là thiên ma cổ bảo chân quý hơn, từ lâu dài tới xem, cũng càng tính toán. Nhưng, cái này thiên hồn huyết cốt đan, nhưng là thông thiên cấp đan dược, có thể thật to tăng lên người tu vi, hơn nữa tác dụng phụ rất ít, cho nên thực tế giá cả, ngược lại so thiên ma cổ bảo cao hơn. Thiên hồn huyết cốt đan, thông thiên cấp đan dược, giá khởi đầu, 800.000 nguyên ngọc. Liễu Diệp Hy báo ra giá tiền, toàn trường người ánh mắt, cũng hội tụ ở thiên hồn huyết cốt đan phía trên. Viên đan dược kia, giống như hàm chứa viễn cổ chiến trường binh ra sát phạt khí, nhưng vừa không có máu tanh dơ bẩn mùi vị, chỉ có cao quý thuần hậu dược khí, năng lượng đặc biệt dư thừa, từng cái thần vương quy luật vần quanh, làm người ta hoa mắt. Tân Tinh Nhã vừa nhìn thấy thiên hồn huyết cốt đan, mắt đẹp tinh mang sáng lên, trực tiếp giơ bài đấu giá nói, ta ra 1.000.000. Nghe được Tân Tinh Nhã ra giá, toàn trường một hồi xôn xao. Giá khởi đầu 800.000, nàng lập tức liền tăng giá đến 1.000.000, ra tay 10 phần rộng rãi, tiền muôn bạc biển. Là Tinh Nhã tiểu thư, tụ bảo thương hội 1.000.000. Chặc chặc, lúc đầu vị này chính là Tinh Nhã tiểu thư, nghe nói là chúng ta vô vô thời ý không, nổi danh nhất bạch phú Mỹ à, quả nhiên xinh được xinh xắn. Ngươi xem nàng vóc người, hì hì, thật là chọc giận, nếu như có thể sờ một cái, hẳn rất thoải mái chứ. Im miệng, ngươi điên rồi, lại dám ra này ô ngôn uế ngữ, ngươi chết chắc, tụ bảo thương hội nghe nói là một số tổ chức sát thủ, thâm minh lĩnh vực kim chủ, ngươi dám làm nhục Tinh Nhã tiểu thư, sẽ chờ sát thủ đến cửa đi. Vô số đạo ánh mắt, rơi vào Tân Tinh Nhã trên thân thể, rất nhiều tân khách thán phục vẻ đẹp của nàng cùng vóc người, thậm chí có người lên tiếng khinh bạc. Trên phố có truyền thuyết, tụ bảo thương hội là thâm minh lĩnh vực kim chủ, mà thâm minh lĩnh vực là vô vô thời ý không thần bí nhất đáng sợ tổ chức sát thủ, lãnh chúa thậm chí nhận được qua ám sát đạo tông bát tổ một vị trí tôn nhiệm vụ, hơn nữa còn thành công, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Dám lên tiếng khinh bạc Tân Tinh Nhã người, kết quả tự nhiên sẽ không tốt lắm. Vậy lỡ lời người, sắc mặt ngay tức thì liền liếc, không dám lên tiếng nữa. Diệp Thần trong mắt híp lại, hắn mới tới vô vô thời ý không bao lâu, rất nhiều bí mật cũng không biết. Bây giờ nghe nghị luận của chung quanh tiếng,
hắn mới cảm thấy vậy tụ bảo thương hội, tựa hồ so hắn tưởng tượng, thực lực mạnh hơn. Tinh nhã tiểu thư thật là tiền muôn bạc biển, bất quá cái này thiên hồn huyết cốt đan, ta cũng muốn, không biết tinh nhã tiểu thư có thể hay không đem nhường. Tại hạ vô cùng cảm kích, 105 vạn. Đây là, Dạ Hàn ánh mắt vậy nhìn về phía tân tinh nhã, ôn hòa cười hỏi, vừa mở miệng đấu giá. Hắn mới vừa không tranh đoạt thiên ma cổ bảo, nguyên lai là muốn giữ lại tiền, cạnh tranh thiên hồn huyết cốt đan. Tân tinh nhã cười nói, Dạ Hàn công tử là thiên đế cảnh nhân vật lớn, cái này thiên hồn huyết cốt đan, chỉ là thông thiên cấp đan dược, đối ngươi sợ rằng ít một chút chỗ dùng chứ. Ta cần đan dược này, tấn thăng đột phá, xin Dạ Hàn công tử không muốn cùng ta tranh đoạt, 10 phần cảm ơn, 1,2 triệu. Toàn trường lại là một hồi xôn xao. Tân tinh nhã không hổ là vô vô thời y không một số bạch phú Mỹ, tài lực hùng hậu, một tăng giá liền thêm đến 1,2 triệu, làm người ta nghẹt thở. Dạ Hàn cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới tân tinh nhã tăng giá thêm được ác như vậy, hắn cười khan một tí, nói tinh nhã tiểu thư, người tụ bảo thương hội bảo vật gì không có, cần gì phải cùng ta tranh đoạt viên thuốc này. Cái này thiên hồn huyết cốt đan, có thể lớn mạnh ta thiên đế khí, ta cần gấp, chỉ cầu tinh nhã tiểu thư đem nhường. 1,3 triệu. Tân tinh nhã nói, chính là một viên thông thiên cấp đan dược, lại có thể lớn mạnh Dạ Hàn công tử thiên đế khí, chẳng lẽ Dạ Hàn công tử tu vi nội tình, lại có thể như vậy nông cạn sao? 1,5 triệu, Dạ Hàn công tử là đường đường thiên đế, còn chưa muốn cùng ta cái này thần đạo cảnh tiểu nữ tranh đoạt. Ngắn ngủi một hồi thời gian, cái này thiên hồn huyết cốt đan, liền từ 800.000 nguyên ngọc giá bắt đầu, tiêu thăng đến 1,5 triệu bước. Toàn trường bầu không khí nhiệt liệt, trên đài Liễu Diệp Hy, và rất nhiều phiếu miểu thương hội nhân viên, đều lộ ra vui sướng diễn cảm. Dạ Hàn sắc mặt có chút âm trầm, nói tinh nhã tiểu thư, chỉ cần ngươi cầm cái này thiên hồn huyết cốt đan nhường cho ta, ta nguyện ý gia nhập thâm minh lĩnh vực. Lúc ban đầu, Dạ Hàn còn không phản bội thời điểm, hắn ở đà đế cổ thần dưới quyền, ngay cả có tên sát thủ. Sau đó, hắn mang thập vĩ phản bội rời đi, lưu lạc chư thiên. Vô thời ý không cao cấp tổ chức sát thủ, thâm minh lĩnh vực, từng hướng hắn đã phát ra mời. Hắn cũng ở đây thâm minh lĩnh vực, đảm nhiệm qua ký danh sát thủ, thi hành qua không thiếu nhiệm vụ, nhưng sau đó không cách nào tiếp nhận câu nệ, vẫn là rời đi. Hắn biết, thâm minh lĩnh vực sau lưng kim chủ, chính là tụ bảo thương hội. Cho nên, hắn hiện tại cầm ra gia nhập thâm minh lĩnh vực điều kiện, tình nguyện hy sinh bộ phận tự do, vậy muốn bắt thiên hồn huyết cốt đan. Tân tinh nhã nghe lời này, thật giống như nghe không hiểu, nói, Dạ Hàn công tử, người gia nhập cái gì thế lực, tựa hồ cùng ta không quan hệ chứ. 1,5 triệu, người có thể xuất nổi so với cái này giá tiền cao hơn sao? Dạ Hàn sắc mặt đặc biệt khó khăn xem, cũng không biết tân tinh nhã là thật hồ đồ vẫn là giả hồ đồ, 1,5 triệu, hắn dĩ nhiên có thể tiếp tục tăng giá, năm đó hắn trốn tránh đà đế cổ thần, ăn cắp được tài vật tài nguyên đặc biệt nhiều, của cải phong phú. Nhưng, hắn dẫu sao là thiên đế, tu luyện thường ngày tiêu hao tài nguyên, chính là một con số khổng lồ, coi như của cải dày nữa, cũng không thể phung phí. Hoa 1,5 triệu, mua một viên thông thiên cấp đan dược, đã là đặc biệt xa xỉ, tăng giá nữa cũng không đáng giá được, coi như có thể vỗ xuống, cũng là cái mất nhiều hơn cái được. Rất tốt, tinh nhã tiểu thư, ta không tranh hơn ngươi, ngươi thắng. Dạ Hàn cắn răng nghiến lợi, cuối cùng không có tăng giá nữa. Đầy mặt khói mù. Tân tinh nhã lấy 1,5 triệu nguyên ngọc ngẩng cao giá cả, bắt lại thiên hồn huyết cốt đan. Sư huynh, ngồi ở Dạ Hàn bên cạnh Mị Tâm, muốn cầm hắn tay an ủi một tí, lại bị hắn trực tiếp hất ra. Dạ Hàn lại âm thanh nói, thay ta liên lạc thiên tiệm cung người. Mị Tâm nghe được thiên tiệm cung, ba chữ, nội tâm run lên, nói, sư huynh, cái này. Được rồi. Vô thời ý không có 4 đại sát thủ tổ chức. Theo thứ tự là thâm minh lĩnh vực, thiên tiệm cung, tàn mộng thần giáo, hắc huyết giáo. Trong đó, hắc huyết giáo lệ thuộc tại đà đế cổ thần, đã từng ra tay ám sát qua diệp thần. Ở 4 đại sát thủ tổ chức bên trong, hắc huyết giáo yếu nhất, muốn phụ thuộc vào đà đế cổ thần mà tồn tại ở. Cái khác 3 cái tổ chức sát thủ, muốn so với hắc huyết giáo cường hãn rất nhiều, vậy thần bí rất nhiều, người bình thường cũng không biết những cái kia tổ chức sát thủ chỗ, chỉ nghe văn hung danh. Không gặp người ảnh. Thiên tiệm cung xếp hạng thứ 2, đứng sau thâm minh lĩnh vực. Hiện tại, Dạ Hàn còn muốn liên lạc thiên tiệm cung người,
rõ ràng mưu đồ không nhỏ. Diệp Thần và Tân Tinh Nhã cũng không có nghe được Dạ Hàn những lời này, nhưng gặp hắn sắc mặt âm trầm hình dáng, cũng biết Tân Tinh Nhã chụp đi thiên hồn huyết cốt đan, đã chọc giận hắn. Tinh Nhã tiểu thư, chú ý Dạ Hàn trả thù. Diệp Thần hạ thấp giọng, nói. Tân Tinh Nhã mỉm cười cười nói, không sao, ta cũng có ta hộ đạo giả, hắn không gây thương tổn được ta. Diệp Thần nói, mọi việc vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, luôn có hộ đạo giả che chở không bảo vệ được thời điểm. Tân Tinh Nhã nói, đúng vậy, ví dụ như đạo tông tranh phong thi đấu, đến lúc đó bắt đầu tranh tài, nhất định là ngăn cách người ngoài, cái gì hộ đạo giả cũng không vào được, cho nên ta không đi. Nàng hay là sợ tham gia tranh phong thi đấu, cho nên phải không tiếc giá phải trả, cạnh tranh đấu giá thiên hồn huyết cốt đan, đột phá tu vi. Thiên hồn huyết cốt đan cạnh tranh đấu giá kết thúc, lại đi qua mấy vòng đấu giá, chàng này buổi đấu giá, vậy đến hồi cuối. Nhưng, mọi người tâm tình, cũng không có vì vậy lạnh lại, bởi vì áp trục bảo vật, còn không ra sân. Phía dưới, là hôm nay buổi đấu giá, cuối cùng áp trục bảo vật, truyền thuyết bên trong, viễn cổ yêu tộc đại đế lưu lại đạo cốt, yêu đế thần cốt. Liễu Diệp Hy thanh âm mang điểm kích động mới lòng người ý, tuyên cáo ngày hôm nay sau cùng áp trục bảo vật ra sân. Diệp Thần ngày hôm qua nhìn thấy yêu đế thần cốt, hôm nay xuất hiện ở trên đài, màu trắng bạc trong suốt khớp xương, tràn ngập tầng tầng yêu khí hy quang, khoáng đạt thiên đế khí năng tính, không ngừng quanh quẩn vần quanh, biến ảo thành các loại yêu đạo đại khí tượng. Từng tầng một cấm chế, bao phủ ở vậy yêu đế thần cốt, nếu như không có những cấm chế này mà nói, vậy yêu đế thần cốt cuồng bạo yêu dị hơi thở, chỉ sợ cũng sẽ đánh vào đi ra, đem phổ thông võ giả trực tiếp nghiền nát. Thấy yêu đế thần cốt xuất hiện, toàn trường tân khách bên trong, phàm là người trong yêu tộc, đều kinh hô rối loạn, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Cái này yêu đế thần cốt, đối người trong yêu tộc mà nói, không thể nghi ngờ là cực phẩm thánh vật, nếu như có thể luyện hóa dung hợp, có thiên đại chỗ tốt. Các vị yêu tộc các khách quý, còn có tu luyện yêu đạo công pháp người, chỉ cần lấy được cái này yêu đế thần cốt, luyện hóa dung hợp, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, một bước lên trời. Này cùng thần vật, không cho phép bỏ qua. Giá khởi đầu, 800.000 nguyên ngọc. Liễu Diệp Hy lớn tiếng nói. Thật ra thì cái này yêu đế thần cốt giá trị, so với mới vừa thiên hồn huyết cốt đan, còn chân quý hơn, bất quá bởi vì là yêu tộc thánh vật, đối người bình thường tộc mà nói, tác dụng chừng mực, cho nên giá bắt đầu cũng không có cao hơn. 83 vạn, 850k, 900.000, 1 triệu. Rất nhiều yêu tộc các tu sĩ, chính là bắt đầu điên cuồng đấu giá, rõ ràng đến có chuẩn bị, cũng muốn tranh đoạt cái này yêu đế thần cốt. 1.2 triệu, lại là một đạo trầm ổn thanh âm già nua vang lên. Chỉ gặp ra giá người, là thông thiên viên tộc lão viên vương. Cái này yêu đế thần cốt, đối thông thiên viên tộc mà nói, vô cùng trọng yếu. Thông thiên viên tộc huyết mạch có hạn chế, cao nhất chỉ có thể tu luyện tới thông thiên cảnh, không cách nào chạm đến thiên đế cảnh. Nhưng nếu như, có thể bắt được yêu đế thần cốt mà nói, mượn yêu đế thần cốt lực lượng, bọn họ có lẽ có thể đánh vỡ những ràng buộc. Cho nên, đối cái này yêu đế thần cốt, thông thiên viên tộc viên vương, chí ở tất được, đã chuẩn bị hơn 1 triệu nguyên ngọc, liền vì bắt lại cái này yêu tộc thánh vật. Nghe được viên vương mở ra 1.2 triệu giá cao, không thiếu yêu tộc nhân vật, xì xào bàn tán, rồi sau đó lại trầm mặc xuống. 1.2 triệu, cái giá này đã có điểm hơi cao. Viên vương tựa hồ cũng sợ còn có người cùng hắn tranh đoạt, liền nói các vị, ta thông thiên viên tộc, bị huyết mạch hạn chế, cả đời không cách nào bước vào thiên đế cảnh, cái này yêu đế thần cốt, là tộc ta đánh vỡ những ràng buộc hy vọng, xin các vị nương tay cho, đem nhường một lần. Nghe được viên vương mà nói, có chút nhớ nhung muốn tranh đoạt yêu tộc nhân vật lớn, yên lặng đem mang đến một nửa bàn tay để xuống. 1,3 triệu. Nhưng vào lúc này, lại nghe một đạo ồm ồm thanh âm vang lên. Chỉ gặp Dạ Hàn giơ lên bảng, lại mở miệng đấu giá. Viên vương chân mày nhất thời nhíu một cái, nói, Dạ Hàn công tử, người có ý gì? Dạ Hàn lạnh nhạt nói, không có ý gì, cạnh tranh công bình thôi. Lòng hắn muốn tự cầm không tới thiên hồn huyết cốt đan, ngày hôm nay tổng không thể tay không mà quay về. Cái này yêu đế thần cốt, chính hắn muốn tới vô dụng, nhưng có thể giao cho chín đuôi dung hợp. Chín đuôi nếu là có thể dung hợp yêu đế thần cốt, cũng có thể tăng lên lực lượng. Dạ Hàn công tử, cái này yêu đế thần cốt,
đối với ta thông thiên viên tộc 10 phần trọng yếu, cầu ngươi đem nhường một lần, tại hạ vô cùng cảm kích, 135 vạn. Viên vương vừa hướng Dạ Hàn chắp tay nói chuyện, khách khí, cầu hắn đem nhường, một bên có chút đau lòng tiếp tục đấu giá. Dạ Hàn cười ha ha một tiếng, nói, ngươi là thứ gì, bất quá là huyền yêu lão tổ một con chó, ngươi không xứng cùng ta nói chuyện, 1,5 triệu, ngươi cứ việc cùng, ta đây muốn xem, các ngươi những thứ này chỉ phối làm chó thông thiên viên tộc, có cái gì tiền vốn, có thể cùng ta tranh đoạt. Dạ Hàn mới vừa không tranh hơn Tân Tinh Nhã, tâm tính tựa hồ có chút nứt toác, hôm nay nói chuyện đặc biệt khó nghe. Viên vương nghe được, gương mặt nhất thời vặn vẹo một tí, không nghĩ tới Dạ Hàn hoàn toàn không cho hắn mặt mũi. Tài lực của hắn, nhưng là kém hơn Dạ Hàn, mới vừa ra giá 135 vạn, cũng đã là cực hạn. Dạ Hàn tăng giá đến 1,5 triệu, hắn đã không cách nào lại cạnh tranh. Diệp Thần nghe được Dạ Hàn mới vừa lời nói, trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem Dạ Hàn hình dáng, hắn tựa hồ là biết thông thiên viên tộc, thậm chí biết huyền yêu. Từ Dạ Hàn trong miệng, Diệp Thần có thể xác định, thông thiên viên tộc đúng là phụ tá qua huyền yêu, cái này lão viên vương, chính là đã từng huyền yêu dưới quyền. Viên vương tiền bối, nếu như ngươi tiền không đủ, ta có thể mượn ngươi 500 ngàn. Diệp Thần trong mắt híp lại, hướng lão viên vương nói. Vậy yêu đế thần cốt, là yêu tộc thánh vật, Diệp Thần tự nhiên không muốn bị Dạ Hàn vỗ tới. Nếu như có thể giúp thông thiên viên tộc, bắt lại yêu đế thần cốt, kết làm thiện duyên mà nói, Diệp Thần có lẽ có thể dò thám biết đến huyền yêu rơi xuống. Nghe được Diệp Thần mở miệng, chủ động nói muốn mượn tiền, toàn trường đều kinh hãi. Lão viên vương lại là chấn động, ngẩn ngơ, kích động ôm quyền nói, luân hồi chi chủ cao nghĩa. Liên tiếp tục tăng giá nói, 1,6 triệu. Tân Tinh Nhã ánh mắt nhìn về Diệp Thần, suy nghĩ một hồi, vậy hướng lão viên vương nhẹ giọng nói, ta tụ bảo thương hội, cũng có thể cung cấp vay mượn phục vụ, viên vương các hạ, người muốn mượn nhiều ít, là được mượn nhiều ít. Nghe được Tân Tinh Nhã vậy lên tiếng, lão viên vương lại là kích động, nói liên tu, đa tạ, đa tạ. Dạ Hàn tức giận, nói Tân Tinh Nhã, người thị phi muốn cùng ta đối nghịch. Tân Tinh Nhã cười nói, Dạ Hàn công tử, cái gì đối nghịch, cái này là cạnh tranh công bình thôi. Dạ Hàn khí được thất khiếu bốc khói, thiên đế khí sôi trào, tựa hồ hận không được muốn lập tức động thủ làm khó dễ. Đây là, ở nhà đấu giá chung quanh, duy trì trật tự đạo tông canh phòng, lập tức cảnh giác. Canh phòng thủ lãnh Trần Liệt nói, Dạ Hàn công tử, mời ngươi bình tĩnh. Có đạo tông canh phòng tại chỗ, Dạ Hàn cũng không thể lộn xộn tay, hắn nổi gióa dưới, bàn tay khớp xương nặn được rắc rắc sát vang dội, trong lòng cực kỳ tức giận. Rất tốt, rất tốt, Tân Tinh Nhã, luân hồi chi chủ, chúng ta đi nhìn. Dạ Hàn hừ một tiếng, lập tức đứng dậy, mang mị tâm rời đi. Tân Tinh Nhã thấp giọng hướng Diệp Thần nói, cái này Dạ Hàn trở về sau đó, khẳng định thì phải phóng thích Nguyệt Hoàng Ma Thần, tới đối phó ngươi, ngươi có thể được cẩn thận một chút. Vậy Nguyệt Hoàng Ma Thần thực lực, coi như đi qua 5 tháng mài mòn, chí ít cũng có thần đạo cảnh đỉnh cấp đi, đối ngươi mà nói, uy hiếp rất lớn, muốn không muốn ta cùng ở bên người ngươi, chúng ta cùng nhau chống lại. Tân Tinh Nhã biết, Diệp Thần sau lưng có hộ đạo giả, đó chính là Nhâm Phi Phàm. Nhưng Nhâm Phi Phàm bực nào nhân vật, tự nhiên sẽ không dễ dàng ra tay. Nếu như kẻ địch chỉ là thần đạo cảnh đỉnh cấp, hắn là sẽ không quản, giao cho Diệp Thần tự mình giải quyết. Nếu như Diệp Thần liền chút nguy hiểm này đều không thể giải quyết, vậy cũng không tư cách lại chấp trưởng luân hồi trận doanh, hắn nhất định phải một mình phụ trách một phía, mình thử nghiệm đi giải quyết phần lớn nguy hiểm, mới có thể chân tránh lớn lên. Dạ Hàn hiển nhiên cũng biết một điểm này, cho nên cũng không tự mình ra tay, mà là triệu hoán Nguyệt Hoàng Ma Thần ra tay, chính là muốn ép Diệp Thần đơn độc đối mặt. Nguyệt Hoàng Ma Thần nhất tộc, đã từng là Nguyệt Thần Thiên Đế con dân, nắm giữ vô cùng là cường hãn thần thông, trời xanh chính là vì săn giết thiên tài mà sống, cùng phổ thông thần đạo cảnh đỉnh cấp võ giả so sánh, đó là lợi hại quá nhiều. Lấy Diệp Thần trước mắt vô lượng cảnh tầng thứ 5 thực lực, hắn có thể vượt qua một cái cảnh giới lớn, nghịch phạt thần đạo cảnh tầng thứ 5 tồn tại. Nhưng, muốn hắn đi đối phó thần đạo cảnh đỉnh cấp ma thần, rõ ràng có chút cố hết sức. Cho nên, Tân Tinh Nhã liền muốn bầu bạn ở Diệp Thần bên người, và hắn cùng nhau đối kháng Nguyệt Hoàng Ma Thần. Diệp Thần trong lòng cảm kích, cười nói, không cần, Tinh Nhã tiểu thư, ta mình có thể giải quyết. Diệp Thần có rất nhiều lá bài tẩy,
hắn cũng không sợ Nguyệt Hoàng ma thần tập sát. Ngược lại, hắn còn có chút mong đợi. Dẫu sao, Nguyệt Hoàng ma thần nhất tộc, là Nguyệt Thần Thiên Đế đã từng là con dân, trên mình tất nhiên mang theo Nguyệt Thần Thiên Đế nhân quả. Nếu như hắn có thể giết ngược Nguyệt Hoàng ma thần, thu thập những cái kia nhân quả dấu vết, có lẽ có thể tăng nhanh tu bổ cũng phá giải Nguyệt Thần Thiên Đế bản đồ bảo tàng. Tân Tinh Nhã gặp Diệp Thần cũng không cần nàng bầu bạn, có chút thất vọng hình dáng, lại có điểm lo âu nói. Được rồi, vậy chính ngươi chú ý. Thật có nguy hiểm gì, ngươi kêu gọi ta tên chữ, ta sẽ xuất thủ giúp ngươi. Dẫu sao, chúng ta là bạn. Nói xong lời cuối cùng, Tân Tinh Nhã lại ôn hòa cười một tiếng, trong mắt như có tinh nguyệt tích chứa. Diệp Thần tâm thần hơi rung động, bắt tay nàng tay, nói chúng ta là bạn. Buổi đấu giá đến đây kết thúc. Diệp Thần quay chụp một quả vô lượng thăng huyền đan, lại thuận lợi bắt được thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, có thể nói là hài lòng. Tân Tinh Nhã quay chụp thiên hồn huyết cốt đan, thông thiên viên tộc viên vương, lấy được rồi yêu đế thần cốt, đều là đại hoan hỷ. Thông thiên viên tộc có thể bắt lại yêu đế thần cốt, là bởi vì là Diệp Thần đáp ứng mượn tiền, để cho bọn họ có hậu thuẫn bảo đảm, nếu không, bọn họ còn thật không có cách cạnh tranh qua Dạ Hàn. Ở buổi đấu giá sau khi kết thúc, thông thiên viên tộc viên vương, chính là mặt đầy vui mừng, đi tới Diệp Thần trước mặt, cung kính nói, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi hôm nay tương trợ, sau này có ích lợi gì phải ta thông thiên viên tộc địa phương, mời ngươi cứ mở miệng. Vừa nói, hắn liền móc ra một quả đưa tin ngọc phù, đưa cho Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần đem linh khí, bơm vào đến ngọc phù bên trong, thông thiên viên tộc là có thể cảm giác được tin tức. Hạ xuống tương trợ, báo đáp hắn hôm nay ân tình. Không sao, một cái nhấc tay thôi. Diệp Thần cười một tiếng, bất quá vẫn là nhận ngọc phù, trong lòng niệm đến Huyền Yêu và Hắc Văn Thạch Đản chuyện, trước liếc một vòng bốn phía, lại thấp giọng nói. Viên vương tiền bối, ta có một số việc, muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện một chút, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Thông thiên viên vương thấy Diệp Thần thần bí hình dáng, trong bụng rét một cái, gật gật đầu nói, có thể. Diệp Thần nư một tiếng, liền hướng Tân Tinh Nhã nói tạm biệt, và thông thiên viên vương, đi tới mở mịt chi địa một nơi tĩnh lặng địa phương, che giấu thiên cơ. Thông thiên viên vương thấy Diệp Thần như tất thế trịnh trọng chuyện lạ hình dáng, trong bụng cảm thấy nghi ngờ, hỏi, luân hồi chi chủ, người muốn nói cái gì? Diệp Thần nói, ta muốn hỏi một chút, Huyền Yêu lão tổ hôm nay ở địa phương nào? Thông thiên viên vương nghe nói như vậy, thất kinh, lại là cảnh giác. Nói, ngươi muốn thám thính Huyền Yêu đại nhân rơi xuống. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thần thấy thông thiên viên vương vậy cảnh giác hình dáng, biết hắn hiểu lầm, lập tức sử dụng Huyền Yêu máu tươi, hiện ra một tí, lại nhanh chóng thu về, nói. Viên vương tiền bối, mời không muốn hiểu lầm, thật ra thì ta coi như là Huyền Yêu lão tổ truyền nhân. Thông thiên viên vương thấy vậy Huyền Yêu máu tươi, liền bắt được đủ loại thiên cơ, biết Diệp Thần cùng Huyền Yêu lão tổ tới giữa. Đích xác là quan hệ mật thiết, sâu xa thâm hậu, lúc này cảm thấy kính nể, nói. Luân hồi chi chủ, lúc đầu ngươi là Huyền Yêu đại nhân truyền nhân, mời nhận ta một bái. Vừa nói, hắn liền uốn gối quỳ xuống tham bái. Diệp Thần đem hắn đỡ dậy, nói tiền bối không cần đa lễ, ta chỉ muốn biết, Huyền Yêu lão tổ đi nơi nào, ta muốn đem hắn cho đòi vào luân hồi trận doanh, đồng khí liên chi, đối mọi người đều có chỗ tốt. Hơn nữa. Nơi này có một viên Hắc Văn Thạch Đản, là năm đó Huyền Yêu lão tổ vật lưu lại, ta không cách nào ấp trứng, có lẽ muốn hắn tự mình ra tay, mới có thể ấp trứng. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần lại đem Hắc Văn Thạch Đản sử dụng, trứng đá trên từng cái màu đen hoa văn, ở dưới ánh mặt trời lộ vẻ được có chút lạnh người, trứng đá bên trong tựa hồ cất giấu cái gì quỷ bí âm u tồn tại. À, là cấm yêu tà trứng. Thông thiên viên vương thấy vậy Hắc Văn Thạch Đản, kinh hô một tiếng. Hiển nhiên là biết đá này trứng lai lịch. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói cái gì cấm yêu tà trứng. Thông thiên viên vương sắc mặt có chút hoảng sợ hình dáng, ánh mắt không dám xem chút vậy Hắc Văn Thạch Đản, tựa hồ là sợ kích động cái gì tà ác tồn tại. Hắn nuốt nước miếng một cái, bình tĩnh một tí tâm thần, mới nói tiếp. Cái này Hắc Văn Thạch Đản đồ vật bên trong, nhưng thật ra là một đầu cường đại cấm yêu. Diệp Thần nói, cấm yêu. Thông thiên viên vương nói, thế gian có cấm thần phi thăng truyền thuyết, luân hồi chi chủ, người chính là cấm thần chứ. Cái này cấm yêu, trải qua và người tương tự, cũng là không tới phi thăng cảnh giới, liền cưỡng ép lên trời phi thăng.
Các ngươi những thứ này cấm kỵ tồn tại, rất có thể nắm giữ một ít quỷ bí cường đại quy luật. Đá này trứng bên trong cấm yêu, liền vô cùng cường đại, thậm chí bị ta yêu tộc, coi là tà ác ngọn nguồn, đã từng đỉnh cấp thời điểm, vậy cấm yêu giết hại chư thiên, không chuyện ác nào không làm, thậm chí được gọi là vạn yêu thiên tôn, một lần xưng bá kỷ nguyên. Nhưng sau đó, không biết đã xảy ra biến cố gì, hắn bỏ mình, biến thành một viên tà trứng, chính là trong tay người Hắc Văn Thạch Đản. Năm đó viên này cấm yêu tà trứng, bị huyền yêu đại nhân đạt được, hắn là muốn đem bên trong cấm yêu, ấp ra, năm đó chúng ta rất nhiều yêu tộc, thiết sư vệ, thông thiên viên tộc, chim bất tử, cốt long tộc vân. Vân, cũng hỗ trợ ấp trứng. Nhưng sau đó, huyền yêu đại nhân bị cổ tinh môn đuổi giết, chúng ta cũng bị bách trốn tứ tán thoát đi, ấp trứng liền chấm dứt. Ta loáng thoáng nhớ, cái này cấm yêu tà trứng, cuối cùng là bị thiết sư vệ mang đi. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể rơi vào ở trên tay ngươi. Thông Thiên Viên Vương nói tới chuyện cũ, Diệp Thần sau khi nghe xong, có chút kinh ngạc. Lúc đầu cái này Hắc Văn Thạch Đản, đồ vật bên trong, lai lịch lại có thể lớn như vậy, là một đầu cấm yêu, là yêu tộc trong mắt tà ác nguyên, là hết sức hắn kinh khủng tồn tại. Năm đó đầu kia cấm yêu, thậm chí được gọi là vạn yêu thiên tôn, từng xưng bá kỷ nguyên, cực kỳ cường hãn. Như thế mạnh mẽ tà ác cấm yêu, huyền yêu lão tổ lại muốn ấp trứng. Diệp Thần rất là tò mò. Thông Thiên Viên Vương nói, huyền yêu đại nhân là muốn đối phó cổ tinh môn, hắn liên hiệp thiên yêu đại nhân vân. Vân, liên thủ ở nơi này cấm yêu tà trứng phía trên, bày ra nhân quả luật, chỉ cần bên trong cấm yêu ấp ra, liền sẽ tự động đi giết lục cổ tinh môn người, đây là khu hổ nuốt chó sói kế. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra. Lại có chút chù trừ nói, thì ra là như vậy, khu hổ nuốt chó sói. Kế sách này, nhưng mà mạo hiểm một ít, vạn nhất cấm yêu mất khống chế, vậy thì thật là thiết tưởng không chịu nổi. Thiên địa huyền hoàng bốn yêu, thật ra thì đã sớm bị cổ tinh môn theo dõi. Cổ tinh môn dã tâm cực lớn, năm đó năm đại thiên đế, lấy vũ thiên đế cầm đầu, liên hiệp sáng lập cổ tinh môn, là vì săn giết chư thiên thần minh, tập hợp thần linh hải cốt nguyên khí. Sáng tạo ra một tôn trong ảo tưởng cao nhất thần vương, được gọi là Hiên Viên Vương. Cái này Hiên Viên Vương ảo tưởng, đoán chừng là từ người ngu trong ảo tưởng, lấy được linh cảm, nhưng không có người ngu điên cuồng như vậy, muốn núp nóng chư thiên nơi có sinh linh như vậy ngoại hạng. Cổ tinh môn ảo tưởng, là muốn sáng tạo ra một tôn cao nhất thần vương, làm là xưng bá chư thiên công cụ. Tuy nói Vũ Thiên Đế hôm nay kết cục, 10 phần thê thảm, nhưng nàng đỉnh cấp thời điểm. Bị thiên đế ra lệnh tinh chiếu sáng, thành lập thiên đế gia tộc, thành lập cổ tinh môn, đó là tuyệt thế phong hoa, dã tâm là lớn vô cùng. Ở vô vô thời ý không bên trong, có thể thành làm thiên đế nhân vật, không có một cái là phế vật, đều là ghi trong tim nghiệp bá tráng chí người, một người so với một người điên cuồng. Thiên địa huyền hoàng bốn yêu, và võ tổ như nhau, đều bị cổ tinh môn theo dõi. Cổ tinh môn muốn săn giết bọn họ, đảm nhiệm núp cao nhất thần vương vật liệu. Cuối cùng, võ tổ lỡ tay bị bắt, thiên địa huyền hoàng bốn yêu thì bị bách chạy nạn. Thiên địa huyền hoàng bốn vị yêu tổ, thực lực là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng, cổ tinh môn nội tình thâm hậu, thực lực cường đại hơn. Đối mặt bọn họ săn giết, thiên địa huyền hoàng bốn đại yêu tổ, cũng chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau, từ từ bố trí. Cho tới sau này, cổ tinh môn nội bộ xuất hiện phân tranh, vô vô thời ý không lại có rất nhiều thế lực quật khởi. Khiêu chiến cổ tinh môn địa vị, để cho cổ tinh môn tiêu ma rất nhiều lực lượng, bọn họ kiêu căng mới hơi giảm bớt một ít, nhưng hôm nay vẫn là đặc biệt hừng hực, là cao cấp thế lực lớn, cực kỳ cường hãn. Huyền yêu không cách nào một mình đối kháng cổ tinh môn, muốn ấp trứng cấm yêu, khu hổ nuốt chó sói, vậy dễ hiểu, nhưng ở Diệp Thần xem ra, cái này đích xác quá mạo hiểm một ít. Hiện tại hắn cầm Hắc Văn Thạch Đản, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, đá này trứng nội bộ đồ. Cực kỳ âm u đáng sợ, một khi xuất thế, ắt sẽ như ngày tận thế hạ xuống. Thông Thiên Viên Vương trầm ngâm một hồi, liền cầm ra một bản bí thuật trục cuốn, giao cho Diệp Thần, nói, Luân Hồi Chi Chủ, đây là ấp trứng cấm yêu tà trứng bí pháp, kêu kêu sinh quỷ thuật, là huyền yêu, thiên yêu cùng đại nhân, liên thủ sáng tạo. Dựa vào môn này kêu sinh quỷ thuật, có lẽ có thể ấp trứng cấm yêu, người cứ việc thử một chút. Nếu là cấm yêu có thể ấp ra. Khu hổ nuốt chó sói, liền có thể cho cổ tinh môn đả kích nặng nề. Hôm nay huyền yêu, thiên yêu cùng đại nhân, đã đi hoang thế giới,
có chuyện trọng yếu phải xử lý. Bọn họ trong thời gian ngắn, thì không cách nào trở về, cái này cấm yêu tà trứng ấp trứng, vẫn là phải dựa vào ngươi. Diệp thần nói, huyền yêu lão tổ đi hoang thế giới. Thông Thiên Viên Vương nói, đúng vậy. Diệp thần nhướng mày một cái, hắn còn muốn đem huyền yêu triệu nhập luân hồi trận doanh, nhưng huyền yêu không có ở đây chủ thế giới, triệu mộ chuyện cũng chỉ có thể xóa bỏ. Nhưng để cho hắn ấp trứng hắc văn thạch đản, hắn cảm thấy vẫn là nguy hiểm chút, liền nói, Viên Vương tiền bối, không bằng ngươi tới ấp trứng. Liền muốn đem hắc văn thạch đản giao cho Thông Thiên Viên Vương. Thông Thiên Viên Vương nhưng là mặt đầy sợ hãi, hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, cấm yêu chính là viễn cổ yêu đạo chí tôn, một khi ấp trứng xuất thế, khí tượng nhất định long trời lở đất, ta là không áp chế được, chỉ có ngươi luân hồi khí vận, có thể áp chế. Cái này cấm yêu tà trứng, vẫn là ngươi tự mình ấp trứng cho thỏa đáng, huyền yêu đại nhân cũng không biết lúc nào trở về, cái này tà trứng sắp hoàn toàn khô chết, chỉ có thể dựa vào ngươi ấp trứng. Vừa nói, hắn liền đem kêu sinh quỷ thuật thuật pháp trục cuốn, nhét vào Diệp thần trong tay. Diệp thần suy nghĩ một tí, thở dài nói, được rồi. Liền nhận thuật pháp trục cuốn. Không nghi ngờ chút nào, cái này hắc văn thạch đản bên trong tồn tại, là vô cùng nguy hiểm. Bất quá, Diệp thần luân hồi trận doanh bên trong, cao thủ rất nhiều, coi như cấm yêu thật xuất thế, hắn cũng có lòng tin áp chế. Đem cấm yêu ấp ra mà nói, sau này đối phó cổ tinh môn, cũng có thể hơn một lá bài tẩy. Khu hổ nuốt chó sói biện pháp. Mạo hiểm đúng là mạo hiểm, nhưng năm đó huyền yêu, thiên yêu các người, đã như vậy bố trí, tất nhiên có đạo lý của bọn họ. Diệp thần lựa chọn tin tưởng bọn họ. Thương nghị đã định, Diệp thần liền và Thông Thiên Viên Vương tách ra. Hắn cũng không vội trước rời đi mờ mịt chi địa, bởi vì ở buổi đấu giá sau khi kết thúc, phiếu miểu thương hội còn sẽ cử hành khánh điển du hành, có thả huyền thải hoa, điểm thiên đăng cùng hoạt động. Mọi việc làm nghỉ kết hợp. Ở vô thời ý không bên trong, nhất là cần phải chú ý thân thể tiết tấu, không thể quá mức bôn ba, nếu không trong cơ thể trật tự bị đánh loạn, cũng rất dễ dàng gặp phải hắc ám ăn mòn. Diệp thần đêm đó liền ở lại mờ mịt chi địa bên trong, và tân tinh nhã cùng vui chơi thỏa thích vui đùa, trong lòng cảm thấy thoải mái. Đến cuối cùng, hai người rất ăn ý tay nắm tay, nhưng cũng chỉ là dắt dắt tay, cũng không có tiến một bước cử động, hai người đều bảo trì khắc chế. Diệp thần. Tân tinh nhã trong mắt sáng rực như tinh thần, nàng không gọi nữa Diệp thần là luân hồi chi chủ, mà là trực tiếp gọi hắn tên chữ. Ngày mai ta phải trở về tụ bảo thương hội, người sau này có thời gian mà nói, nhất định phải tới tụ bảo thương hội xem ta. Tân tinh nhã cười nói. Nhất định. Diệp thần cũng cười cười, nhẹ nhàng nâng tay sửa lại một chút tân tinh nhã bị gió tối thổi loạn tóc. Tân tinh nhã liền nắm hắn tay, ở trên mặt mình ma lau một tí. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Rồi sau đó, tân tinh nhã một cái người làm, bỗng nhiên từ đàng xa đi tới, ở bên tai nàng thấp giọng nói mấy câu. Tân tinh nhã sắc mặt một hồi ngưng trọng, lại là ngạc nhiên, gật đầu một cái, vậy người làm liền lui xuống. Diệp thần hỏi, thế nào? Tân tinh nhã nói, ta kêu ta người bên dưới, đi điều tra Mỹ thần tương quan truyền thuyết, bọn họ mới vừa tra được một ít, thật giống như có điểm kỳ quái. Cái đó Mỹ thần, và nàng tương quan truyền thuyết, bị người tận lực xóa đi, thật giống như sau lưng có bí mật gì. Diệp thần nói, nhanh như vậy liền tra được đầu mối. Hắn lại không nghĩ rằng, tụ bảo thương hội hiệu suất như thế cao. Tân tinh nhã nói, không xác thực định, Mỹ thần không tra được, người ta mới vừa cùng ta nói, bọn họ tra được một cái khác thần linh, có lẽ và Mỹ thần có liên quan. Diệp thần hỏi, cái gì thần linh? Tân tinh nhã nói, sửu thần. Diệp thần ngạc nhiên nói, sửu thần. Tân tinh nhã cười nói, đúng vậy, sửu thần, Mỹ thần, ha ha, cái này sau lưng nhân quả, nhất định rất thú vị. Diệp thần cũng là lớn cảm kỳ dị, chẳng lẽ nói ở nơi này thế gian, còn có một vị thần linh, cùng Mỹ thần tương đối, liền kêu sửu thần. Sự việc đổi được có chút khó biết rõ đầu đuôi đứng lên, sau lưng nhân quả tuyệt không đơn giản. Tân tinh nhã lại nói. Nếu như cha được có kết quả gì nói, Diệp thần, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Được, đa tạ. Diệp thần gật đầu một cái, lập tức liền cùng tân tinh nhã tách ra, hắn một mình trở lại trong gian phòng. Trước mắt rất nhiều nhân quả xen lẫn, vận mệnh biến ảo, Diệp thần đánh hơi được điểm dòng nước ngầm trào đắng mùi vị, rất nhiều chuyện đều không cách nào chắc chắn,
nhưng thật may, hắn còn có thể chắc chắn hắn tu vi. Bỏ mặc ván cờ như thế nào biến ảo, chỉ cần đem tự thân tu vi tăng lên đi lên, tổng không có sai. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, cầm ra vô lượng thăng huyền đan, trực tiếp uống vào. Rào. Vô lượng thăng huyền đan vào bụng, lập tức hóa thành tinh thuần nước thuốc, dòng nước chảy hướng Diệp Thần toàn thân, cũng có mênh mông thủy quang toát ra, còn có từng cái nhân quả luật quy luật, cùng thiên đồng tình, phát ra ầm ầm tiếng sấm. Đan dược này dược khí, thật ra thì cũng không đủ để cho Diệp Thần đột phá, nhưng sau lưng ẩn chứa nhân quả luật, kéo theo thiên địa đại đạo lực lượng, thiên đạo thở mạnh thêm thân, Diệp Thần tu vi chính là nhanh mạnh tăng vọt. Ngắn nháy mắt tới giữa, liền từ vô lượng cảnh tầng thứ 5 bước, tăng lên tới tầng thứ 6 cao cấp. Rất tốt, viên đan dược này, quả nhiên linh diệu. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thụ mình trong cơ thể tăng lên rất nhiều linh khí, trong lòng cũng là âm thầm mừng rỡ. Bất quá, cái này dựa vào đan dược tăng lên tu vi, căn cơ có chút không quá vững chắc, còn cần chiến đấu lịch luyện đi củng cố. Đang uống vô lượng thăng huyền đan sau đó, Diệp Thần lấy thêm ra khối thứ tư thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, trực tiếp giọt máu luyện hóa. Lại luyện hóa một khối thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, hắn tu vi, lần nữa tiến bộ, đạt tới tầng thứ 6 đỉnh cấp bước, khoảng cách tầng thứ 7 cũng không xa. Tầng thứ 7 và tầng thứ 6, mặc dù chỉ chênh lệch một tầng, nhưng là hậu kỳ và trung kỳ khác biệt lớn vô cùng. Nếu có thể bước vào tầng thứ 7 mà nói, Diệp Thần có lòng tin trực tiếp khiêu chiến thần đạo cảnh hậu kỳ tồn tại. Hôm nay hắn chỉ là tầng thứ 6, dưới trạng thái bình thường, tối đa chỉ có thể đối phó thần đạo cảnh 6 tầng thứ 7 tồn tại. Hít sâu một hơi, Diệp Thần thoáng điều chỉnh tinh thần, liền cầm ra kêu sinh quỷ thuật tu luyện trục cuốn, còn có hắc văn thạch đản. Hắn trước mở ra thuật pháp trục cuốn, cảm ngộ trong đó diệu pháp, ánh mắt lại nhìn về phía hắc văn thạch đản. Lúc đầu ấp trứng cái này cấm yêu tà trứng, cần phải hao phí đại lượng tài nguyên. Diệp Thần trong lòng ngầm ám lẩm bẩm, dựa theo kêu sinh quỷ thuật lên phương pháp, cần phải chuẩn bị đại lượng thiên tài địa bảo, thành tựu tế phẩm, trực tiếp hiến tế hết, bồi bổ hắc văn thạch đản, hòa tan trứng đá lên rất nhiều phong ấn phủ văn, liền có thể để cho trứng đá bên trong cấm yêu, lột vỏ ra. Diệp Thần cầm ra một ít hoàng kim nguyên ngọc, còn có chút dược liệu quáng vật, vây quanh hắc văn thạch đản xếp thành một vòng, trong miệng nói lẩm bẩm, vận chuyển kêu sinh quỷ thuật, đem những cái kia vật liệu toàn bộ hiến tế hết, hóa thành từng cổ một màu vàng sậm dung dịch, tưới đến hắc văn thạch đản phía trên. Ở rất nhiều tế phẩm dung dịch tưới hạ, vậy hắc văn thạch đản lên phong ấn hắc văn, nhưng không có chút nào yếu hóa dấu hiệu. Xem ra ta tế phẩm còn chưa đủ à? Diệp Thần chau mày, hắn cung cấp tài nguyên, còn chưa đủ để ấp trứng hắc văn thạch đản, hắn cần nhiều tư nguyên hơn, thành tựu tế phẩm. Xem ra, Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, phải nhanh một chút đào. Diệp Thần trong lòng thầm thì, nếu như có thể khai thác ra Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, hắn liền có thể phát tài, ấp trứng hắc văn thạch đản, tài nguyên tuyệt đối là đủ rồi, thậm chí còn có thể giúp Huyền Trần Thiên Đế, lần nữa tạo nên thân xác. Huyết Long, tu bổ bản đồ bảo tàng phải bao lâu? Diệp Thần hỏi. Ho, chủ nhân, có thể còn cần mấy tháng thời gian. Huyết Long có chút không biết làm sao nói, tu bổ bản đồ bảo tàng độ khó. So nó tưởng tượng còn muốn khó khăn rất nhiều. Phải lâu như vậy sao? Diệp Thần thanh âm trầm xuống. Ta mau sớm, chủ nhân. Huyết Long bất đắc dĩ nói. Được rồi. Diệp Thần lắc đầu một cái, xem ra trong thời gian ngắn, Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, là không trông cậy nổi. Lòng hắn muốn, ngày mai đi liền cắt thành vùng lân cận một chuyến, tiêu diệt các đạo bảo đoàn, nếu bọn họ kêu đạo bảo đoàn, vậy chắc hẳn cướp đoạt không thiếu bảo bối chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cũng không khỏi liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra một chút nóng bỏng ý. Các đạo bảo đoàn, lãnh chúa Sao Y chỉ có thần đạo cảnh tầng thứ 5 tu vi, nhưng dám lấy trộm phiếu miểu thương hội thiên hồn huyết cốt đan, có thể nói là vô cùng gan dạ. Phiếu miểu thương hội cho Diệp Thần ủy thác trạng bên trong, viết rõ Sao Y năng lực, đối phương có một kiện cổ xưa thần khí, kêu lạc bảo kim tiền, có thể coi thường thế gian hết thảy cấm pháp nhân quả luật, để cho bảo vật thất lạc. Vô cùng lợi hại. Chính là bởi vì có lạc bảo kim tiền, cho nên Sa Uy chính là thần đạo cảnh tầng thứ 5, là có thể trộm đi phiếu miểu thương hội đồ. Nghe nói cái này kiện cổ xưa thần khí, lúc ban đầu là đạo tông bát tổ, Mạc Kim lão tổ pháp bảo. Ở một trận đại chiến bên trong, Mạc Kim lão tổ lạc bảo kim tiền mất,
cơ duyên xảo hợp bị Sa Uy đạt được. Sa Uy dựa vào Lạc Bảo Kim Tiền, quả thực cướp đoạt không thiếu bảo vật, nghe nói hắn cướp đoạt đến bảo vật, cũng sẽ cầm ra một phần chia, giao cho Mạc Kim Lão Tổ làm cung phụng. Vậy chính vì vậy, Mạc Kim Lão Tổ cũng không có hướng hắn đoạt về Lạc Bảo Kim Tiền, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Bất quá cái này là truyền thuyết, Mạc Kim Lão Tổ tự cầm thân phận, là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Diệp Thần cũng không để ý như thế nhiều, dù sao tiêu diệt các đạo bảo đoàn nhiệm vụ, là phiếu miểu thương hội ban bố, hắn coi như tiêu diệt đạo bảo đoàn, chém Sa Uy, vậy cũng không trách đến hắn trên đầu. Huống chi, là trộm bảo đoàn ra tay ở phía trước, trộm phiếu miểu thương hội đồ, vậy cũng đừng trách người khác trả thù. Diệp Thần hiện tại chỉ muốn tiêu diệt các đạo bảo đoàn, cướp lấy bọn họ kho dấu tích góp, mình phát một khoản phát tài, có lẽ có thể thành công ấp trứng Hắc Văn Thạch Đàn. Các đạo bảo đoàn hoạt động tại các thành vùng lân cận sa mạc lớn bên trong, nhưng hành tung bí mật, lơ lửng không chừng, cũng không người nào biết bọn họ ở nơi nào, liền phiếu miểu thương hội cũng không biết, cho nên phát ra 300.000 nguyên ngọc treo giải thưởng. Diệp Thần dự định ngày mai đi thử vận khí một chút. Hắn có dự cảm, chỉ cần mình rời đi mờ mịt chi địa, Dạ Hàn đánh thức Nguyệt Hoàng Ma Thần, liền sẽ phát động tập sát. Bất quá, hắn cũng không hoảng hốt. Hắn bây giờ đã có 4 khối thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, nơi gọi tới thiên ma cổ bảo, lực phòng ngự đủ quá cường hãn, coi như đụng phải thần đạo cảnh đỉnh cấp Nguyệt Hoàng Ma Thần, không đánh lại cũng có thể phòng được, sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần liền cùng Tân Tinh Nhã nói tạm biệt, chuẩn bị lên đường đi sa mạc. Diệp Thần, ta nghe phiếu miểu thương hội người nói, người nhận ủy thác trạng, muốn tiêu diệt các đạo bảo đoàn. Tân Tinh Nhã cười hỏi. Diệp Thần nói, đúng vậy. Tân Tinh Nhã ngoác ngoác ngón tay, thì có tùy tùng nâng tới một tấm bản đồ, nàng lại đem địa đồ giao cho Diệp Thần, cười nói, các đạo bảo đoàn hành tung lơ lửng, ta nơi này có một tấm bản đồ, phía trên đánh dấu bọn họ ở chỗ, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Nàng đem địa đồ mở ra, phía trên quả nhiên ghi chú các đạo bảo đoàn ở cụ thể chỗ. Diệp Thần ngẩn ra, rồi sau đó đại hỉ, nói, Tinh Nhã tiểu thư, ngươi có thể giúp ta bận rộn, đa tạ. Hắn lúc này nhận lấy bản đồ, trong đầu nghĩ tụ bảo thương hội quả nhiên lợi hại, cái gì tình báo cũng có thể điều tra được. Diệp Thần, người sau này có thời gian, nhớ tới tụ bảo thương hội xem ta, đừng quên. Tân Tinh Nhã lại cười nói. Nhất định. Diệp Hình Thần cười chắp tay một cái, lúc này cùng Tân Tinh Nhã tạm biệt, lại hướng đi thông thiên viên tộc và phiếu miểu thương hội người nói tạm biệt, rồi sau đó liền rời đi mờ mịt chi địa. Xuất hiện ở mờ mịt chi địa sau đó. Diệp Thần lập tức gọi ra Titan thần hạm, phong tỏa sa mạc vị trí, phá không đi. Mà ở Diệp Thần lên đường đi vùng sa mạc thời điểm, Dạ Hàn lãnh địa, Tuyệt Hàn chi địa bên trong. Một tôn quỷ dị ma thần, giống như được cổ xưa triệu hoán, từ một tòa trong tế đàn toát ra. Cái này tôn ma thần, da đen sẫm, phía trên in ngân bạch tháng văn đồ đằng, quanh thân có lạnh lẽo ánh trăng tràn ngập, sát khí bức người, con người như trăng khuyết, âm u đáng sợ. Khí tức giết hại dữ tợn. Nếu như Tân Tinh Nhã ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cái này tôn ma thần, chính là trong truyền thuyết Nguyệt Hoàng Ma Thần. Nguyệt Hoàng Ma Thần, ngày xưa Nguyệt Thần Thiên Đế con dân, lấy săn giết thiên tài mà sống, thủ đoạn cực kỳ ác liệt tàn khốc. Nguyệt Hoàng Ma Thần tỉnh lại, lạnh như băng cặp mắt hờ hững, nhìn về Dạ Hàn. Dạ Hàn quanh thân Thiên Đế khí vần quanh, lại cưỡi chín đuôi, hơi thở đặc biệt mênh mông. Nguyệt Hoàng Ma Thần trong mắt bên trong, lộ ra một chút vẻ kính sợ, quỳ một chân xuống nói. Vĩ đại Thiên Đế chủ thần, cảm ơn ngươi triệu hoán, đem ta từ đi qua thời không bên trong cứu ra, vì ngươi cống hiến. Dạ Hàn trên mặt lướt qua vẻ dữ tợn, nói, giúp ta đi giết một người. Cong ngón tay tính toán, hắn kêu Diệp Thần, ở sa mạc bên kia, ta không tiện ra tay. Nguyệt Hoàng Ma Thần tựa hồ cảm ứng được cái gì, mặt liền biến sắc. Nói, Diệp Thần, đời này luân hồi chi chủ. Dạ Hàn nói, đúng vậy, người hôm nay thực lực, tuy kém hơn đỉnh cấp thời điểm, nhưng cũng có thần đạo cảnh đỉnh cấp tu vi, muốn chấn giết luân hồi chi chủ, chưa chắc không thể nào. Hơn nữa, coi như giết không chết hắn, có thể đem hắn tổn thương nặng, vậy cũng đủ rồi. Nguyệt Hoàng Ma Thần nói, Lúc này Diệp Thần, đại khái có thể cảm giác được Dạ Hàn sát ý, còn có Nguyệt Hoàng Ma Thần sát ý. Nhưng, hắn cũng không có quá lo lắng. Hắn đối mình thực lực, vẫn có tuyệt đối lòng tin.
ngồi Titan thần hạm, Diệp Thần rất nhanh đi tới cát ngoài thành sa mạc lớn bên trong. Thân ở sa mạc, hắn có thể mơ hồ thấy phương xa cát thành hùng vĩ đường danh. Diệp Thần ánh mắt híp lại, cầm ra tân tinh nhã cho hắn bản đồ, suy diễn vị trí, rất nhanh chính là phong tỏa cát đạo bảo đoàn tọa độ, ha ha cười một tiếng, trong đầu nghĩ. Cùng tiêu diệt cát đạo bảo đoàn, bọn họ nhiều năm cướp đoạt bảo vật, liền toàn bộ là của ta. Liếm môi một cái, Diệp Thần trong mắt nóng rực, bộc phát nồng nặc lên, lúc này thu hồi Titan thần hạp, che giấu hơi thở, lặng yên không tiếng động hướng cát đạo bảo đoàn ổ chạy đi. Sa mạc bên trong, gió cát đầy trời, hoàn cảnh mười phần tồi tệ, cuồn cuộn gió cát xâm nhập người ra tinh thần, để cho người rất là khó chịu. Diệp Thần tâm niệm vừa động, gọi ra thiên ma cổ bảo, hóa thành một bộ ma bào, khoác lên người, cổ bảo hóa thành một đạo lâu đài hình vẽ, in ở áo choàng phía trên. Có cổ bảo ma nhọn bào bảo vệ, Diệp Thần nhất thời liền thoải mái hơn, ung dung ngăn trở gió cát tập kích. Một đường chạy cướp, ở đường xá bên trên, Diệp Thần thấy không thiếu xương trắng, thấp thoáng ở sa mạc bên trong. Cát thành vùng lân cận lớn vùng sa mạc, là vô thời ý không người chết nhiều nhất địa phương, mỗi ngày đều có đại lượng người chạy trốn, ở không đến cát thành thời điểm, liền bị kẻ thù giết chết, hoặc là bị núp ở trong sa mạc đạo tặc cướp giết. Vùng sa mạc đạo tặc, cũng là nhiều như Lông Châu, cát đạo bảo đoàn đang là một cái trong số đó. Những cái kia đặc biệt hung hãn đạo tặc đội, đã sớm bị đạo tông đả kích diệt giết sạch, mà cát đạo bảo đoàn, lãnh chúa Sa Uy chỉ có thần đạo cảnh tầng thứ 5 thực lực, không tính là quá nổi bật, ngược lại còn sống. Bất quá cũng có lời đồn đãi nói, Sa Uy sau lưng có Mạc Kim lão tổ che chở, hàng năm cũng cung cấp đại bút cung phụng, cho nên Mạc Kim lão tổ đặc biệt chiếu cố hắn, đạo tông người vậy mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thậm chí, người ngoài không tìm được cát đạo bảo đoàn vị trí, nghe nói cũng là bởi vì là Mạc Kim lão tổ, tận lực che đậy thiên cơ. Bất quá, Diệp Thần cũng mặc kệ như thế nhiều, hiện tại hắn đã tra được cát đạo bảo đoàn ổ chỗ, đại khai sát giới, giết người đoạt bảo, cứ việc cướp bóc là được. Có hậu quả gì không, Mạc Kim lão tổ trách tội, vậy cũng không trách đến hắn trên đầu, là phiếu miểu thương hội ủy thác, hơn nữa cũng là cát đạo bảo đoàn phạm sai trước. Hống. Một đường chạy để gặp, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy dưới chân đất cát, truyền tới to lớn chấn động, một đạo kinh thiên gầm to truyền ra, rồi sau đó liền gặp một đầu to lớn sa mạc bò cạp, giống như nhà vậy lớn nhỏ, dưới đất chui lên, huy động hạt kẹp chặt hướng Diệp Thần tập kích tới. Sa mạc bên trong, ác thú vô cùng nhiều, vô cùng nguy hiểm. Nhưng, Diệp Thần thực lực cường hãn, thông thường hung thú, hắn không hề đặt ở bên trong mắt. Đầu này đột ngột giết ra to lớn bò cạp, bất quá là đưa tới cửa điểm tâm thôi. Đạo tông chú đan thuật, cho ta trấn áp. Diệp Thần vung tay lên, bàn tay tách thả ra từng luồng màu xanh lam đạo uẩn trói lọi, bạo giết ra, trấn rơi vào vậy to lớn bò cạp trên người. Đầu kia bò cạp, tại chỗ thống khổ gầm hét lên, thân thể nhanh chóng vặn vẹo, rồi sau đó co rúc lại, thật giống như bị một cái bàn tay vô hình đè ép, cuối cùng thân thể khổng lồ. Ở đạo tông chú đan thuật dưới áp chế, tại chỗ bị đúc luyện thành một viên màu máu đan dược. Diệp Thần bắt viên đan dược này, trực tiếp vứt xuống trong miệng nuốt xuống, coi là điểm tâm đồ bổ ăn. Hắn đạo tông chú đan thuật, tu vi thành tựu vô cùng mạnh mẽ, có thể trực tiếp cầm kẻ địch đúc thành đan thuốc, sống sờ sờ nuốt ăn. Năm đó Nguyệt Thần Thiên Đế, lợi dụng Nguyệt Hoàng Ma Thần, săn giết rất nhiều thiên tài, cũng là trực tiếp dùng đạo tông chú đan thuật, đem những thiên tài kia nghiền ép. Đúc luyện thành đan dược, sống sờ sờ nuốt ăn, thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn. Diệp Thần tiếp tục đi tới trước, trên đường lại đụng phải mấy đầu hung thú, cũng trực tiếp dùng đạo tông chú đan thuật, toàn bộ đúc thành đan thuốc ăn. Đi đường chạy gần nửa ngày, hắn linh khí không những không có tiêu hao, ngược lại càng ngày càng tinh thần. Diệp Thần lại lấy ra bản đồ nhìn xem, phát hiện mình khoảng cách cát đạo bảo đoàn ổ, chỉ có không tới 30 bên trong khoảng cách, đặc biệt đến gần. Mà vào lúc này, Diệp Thần lại nghe được một hồi thanh âm đánh nhau. Chỉ gặp phía trước trên một cái gò cát, cát bụi cuồn cuộn, đội ngũ hí. Một đội cướp hung hãn, bước cưỡi ở liệt mã bên trên, tay múa loan đao, vây quanh một chi thương nhân lối ăn mặc bộ dáng đội ngũ, đang lượn quanh chuyển công kích. Thương nhân đội ngũ bên trong, mấy tên hộ vệ liều chết đối kháng, lại có một cô gái, người mặc vào che chở bào, mang chống đỡ gió cát khăn che đầu. Cũng ở đây khua kiếm kháng địch. Chiến đấu kịch liệt, cương phong đột ngột, thổi bay thiếu nữ khăn che đầu,
lộ ra một tấm thanh thuần trắng nõn gương mặt, thiếu nữ trên trán còn mọc hai cây san hô tựa như sừng rồng. Lại là Long Tuyết Hiên, Long Tổ Tôn Nữ. Diệp Thần thấy Long Tuyết Hiên, lại có thể xuất hiện ở nơi này, còn gặp phải Sa Phỉ vây công, nhất thời lấy làm kinh hãi. Đội kia Sa Phỉ, vạt áo trên in một cái đồng tiền hình vẽ, đồng tiền hai bên chiều dài bay cánh, đặc biệt đặc biệt. Đây là Cát Đạo Bảo Đoàn đặc biệt huy hiệu. Vậy đạo trưởng trước bay cánh đồng tiền hình vẽ, là Cát Đạo Bảo Đoàn chí bảo, Lạc Bảo Kim tiền hình dáng. Long Tuyết Hiên và thương đội hộ vệ, đối kháng Cát Đạo Bảo Đoàn Sa Phỉ, hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi, gương mặt vậy có chút tái nhợt. Nàng cắn môi đỏ mọng một cái, bỗng nhiên một tiếng quát to. Siêu Long huyết mạch, mở. Vù vù. Một đạo kim quang sáng chói, bỗng nhiên từ Long Tuyết Hiên trong cơ thể lao ra, hóa thành một cái màu vàng rồng thần, dương nanh múa vuốt, trên không gầm thét, tiếng rồng ngâm kinh thiên, chấn động càn khôn, cuốn lên ngập trời gió cát, bụi mù cuồn cuộn. Đó là nàng siêu long huyết mạch khí tượng. Siêu long huyết mạch, là vô vô thời ý không hạng vô cùng là gần trước huyết mạch, uy lực nội tình mạnh mẽ, có siêu long huyết mạch người, thậm chí có cơ hội đánh vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới, vô cùng lợi hại. Long Tuyết Hiên vừa bắt đầu siêu long huyết mạch, màu vàng rồng thần ngất trời, nàng cả người long khí quấn quanh, thủy quang vạn nói, lập tức đổi được vô cùng cường hãn. Suy rồi. Long Tuyết Hiên khua kiếm giết ra, trên thân kiếm long đằng gầm thét, sát khí ngất trời, kiếm quang cuồn cuộn. Chung quanh từng cái Sa Phỉ, ở nàng siêu long kiếm khí sát phạt hạ, máu tươi văng tung tóe, từng cái ngã xuống, tiếng kêu thảm vang lên. Trong thương đội hộ vệ, còn có rất nhiều thương nhân, đều là ầm ầm ủng hộ, rối rít kêu lên. Long cô nương uy vũ. Long Tuyết Hiên sắc mặt lại hết sức tiêu tụy, nguyên bản nhỏ yếu thân thể, còn mở khải siêu long huyết mạch sau đó, thì trở nên được càng nhu nhược, thật giống như tùy thời có thể ngã xuống. Hiển nhiên, mở siêu long huyết mạch, đối thân thể nàng khí huyết tiêu hao, cũng là 10 phần to lớn. Hi hi, siêu long huyết mạch, Long Tổ Thiên Tôn Tôn Nữ. Không nghĩ tới ta sao uy, lại có thể chặn đánh đến một cái như vậy thiên chi kiều nữ, hi hi. Siêu long huyết mạch, nếu là ngươi cho ta lò, cung cấp ta thải bổ chèn ép, lão tử chẳng phải là muốn nghịch thiên cải mệnh. Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười âm lãnh, từ phương xa gò cát truyền tới. Chỉ gặp một cái to lớn nam tử, trên ngực dài một toát lông đen, mặt đầy dữ tợn vẻ hung hãn, cưỡi một đầu lông trắng lạc đà xuất hiện. Sao uy đại nhân. Những cái kia còn sót lại Sa Phỉ cửa, thấy cái này to lớn nam tử, hình như là thấy cứu tinh liền vậy, lập tức lớn tiếng kêu lên. Cái đó to lớn nam tử, chính là Cát Đạo Bảo Đoàn thủ lãnh, thần đạo cảnh tầng thứ 5 tồn tại, Sa Uy. Một đám phế vật, liền một cái như vậy nũng nịu hạng người nữ lưu, các ngươi cũng không đánh lại, ta lưu các ngươi có ích lợi gì. Nhân quả luật, cho ta chết. Sa Uy thần sắc âm lệ, cách không phát ra một cái nhân quả luật. Phốc 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 một hồi vang, những cái kia còn sót lại Sa Phỉ, tại chỗ thân thể nổ tung chết bất đắc kỳ tử, chết không toàn thây. Long Tuyết Hiên thấy một màn này, sắc mặt một trắng, thân thể khí huyết vậy chống đỡ không nổi nữa, siêu long huyết mạch thu liếm, trên đỉnh đầu màu vàng rồng thần khí tượng, ngay tức thì tiêu tán, nàng thân thể vậy mềm mềm quỳ xuống trước trên sa mạc. Long cô nương, chung quanh hộ vệ và thương đội thành viên, nhất thời kinh hãi. Hi hi. Sa Uy cười gằn, tay đè trước giữa eo loan đao cán đao, cưỡi lạc đà, nhanh chóng bay đạp tới, ở Long Tuyết Hiên trước mặt xiết thừng dừng lại. Hắn tròng mắt híp lại, đánh giá Long Tuyết Hiên vậy thanh thuần gương mặt, uyển chuyển dáng vẻ, không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên, nói cô nàng, người thật đúng là trơn bóng rất. Nhân quả luật, cho ta cởi quần áo, để cho ta thật tốt nhìn một chút. Sa Uy lại là không coi ai ra gì, tại chỗ lại phát ra một cái nhân quả luật. Phải lấy tự thân thần linh ý chí, cưỡng ép chèn ép Long Tuyết Hiên, ép hắn cởi quần áo. Long Tuyết Hiên cắn chặt hàm răng, nhưng lại cảm thấy hai tay không nghe khống chế, thật muốn đi cầm quần áo giải khai. Đây chính là nhân quả luật mạnh mẽ. Vĩ đại thần minh, nói sao làm vậy, tùy tiện miệng phun một câu nói, chính là chí cao chân lý, làm người không cách nào phản bác. Suy rồi. Nhưng vừa lúc đó, một đạo động trời sấm sét kiếm quang, phá không tới. Trực tiếp đem tất cả nhân quả luật chập chờn, thần minh ý chí áp chế, toàn bộ nghiền bể mất. Mạnh mẽ sấm sét kiếm quang, thậm chí còn mang hung mãnh sát ý, cuồn cuộn hướng Sa Uy đầu lướt đi.
Long Tuyết Hiên bàn tay ngừng ở quần áo nút thắt trên, ngẩn ngơ, quay đầu vừa thấy, liền thấy một đạo to lớn cao ngất bóng người, chính là Diệp Thần. Xuất kiếm người, cũng chính là Diệp Thần. Luân hồi chi chủ. Long Tuyết Hiên như trong mộng, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Người nào? Sa Uy sợ hãi, thấy Diệp Thần sấm sét kiếm khí giết tới, chỉ cảm thấy uy thế hung hãn, đủ để chém ngược thần minh, hắn lật đật rút ra loan đao, dùng hết khí lực toàn thân, đang đích một tiếng, mới khó khăn lắm ngăn trở Diệp Thần một kiếm. Ngươi là, luân hồi chi chủ. Sa Uy mục đầy mặt kinh hãi, nhìn Diệp Thần chậm rãi đi tới bóng người. Diệp Thần tu vi, rõ ràng chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 6, nhưng mang cho Sa Uy chèn ép, nhưng là ngút trời vậy to lớn. Hắn thậm chí lấy vì mình ở trực diện thiên đế. Ngươi chính là Sa Huy, thật là đúng dịp. Phiếu miểu thương hội ủy thác ta giết ngươi. Diệp Thần cười một tí, cảm thấy được Sa Huy tu vi, đúng là chỉ có thần đạo cảnh tầng thứ 5, hơn nữa không có đại khí vận chống đỡ. Cái loại này tồn tại, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, có thể ung dung nghiền giết. Thần kiếm ngự lôi quyết, đi. Diệp Thần vung lên kiếm, ngập trời sấm sét ở trên trời nổi lên. Một đạo so mới vừa mãnh liệt gấp mấy lần sấm sét kiếm khí, cuồng như vậy biểu chém ra, thẳng hướng Sa Uy chém tới. Cảm nhận được một kiếm này uy thế, bất kể là Sa Uy, vẫn là Long Tuyết Hiên, còn có thương đội mọi người, tất cả đều rung động, thán phục Diệp Thần kiếm đạo cường hãn, tuy tu vi chỉ có vô lượng cảnh, nhưng muốn chém ngược vậy thần minh, đó là dư sức có thừa. Sa Uy mặt đầy sợ hãi, biết một kiếm này, mình là vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi. Diệp Thần thực lực, cường hãn, đủ để trong nháy mắt giết hắn cái này thần đạo cảnh tầng thứ 5 tồn tại. Lạc bảo kim tiền, sắc. Sống chết trước mắt, Sa Uy sử dụng một cái đồng tiền hai bên chiều dài màu trắng bay cánh, mặt ngoài đặc biệt, tiên quang vần quanh, màu vàng linh khí hòa hợp, chính là pháp bảo của hắn, truyền thuyết xuất xứ từ Mạc Kim lão tổ vĩ đại thần khí, lạc bảo kim tiền. Lạc bảo kim tiền vừa ra, liền có một đạo kim sắc linh quang. Hướng Diệp Thần đánh. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, vội vàng nghiêng người tránh. Vậy đạo kim sắc linh quang, cũng không có đánh trúng hắn, nhưng hắn nhưng cảm thấy, có một đạo trong chỗ u minh nhân quả luật, bao phủ đến trên tay mình. Diệp Thần cổ tay mềm nhũn, gan bàn tay tê dần, trong tay luân hồi thiên kiếm, liền phốc đích một tiếng, đánh mất ở đất cát bên trên, thậm chí ông ông tác hưởng, dục dịch, muốn hướng Sa Uy bay đi. Luân hồi thiên kiếm rơi xuống đất. Đưa đến Diệp Thần phát ra sấm sét kiếm khí, cũng là mất chính xác, trực tiếp nghiêng về quỹ tích, từ Sa Uy bên người bổ tới, cũng không có làm tổn thương đến Sa Uy tự mình. Sa Uy gặp rớt xuống đất luân hồi thiên kiếm, trương tay một chiêu, quát lên, thu. Hắn còn muốn trực tiếp thu lấy Diệp Thần binh khí. Nhưng, Diệp Thần ý chí cường hãn, như bánh xe xoay chuyển trời đất kiếm tuy ông ông tác hưởng, hơi nhảy bắn lên muốn bay khỏi. Nhưng cuối cùng cũng không có thoát khỏi Diệp Thần nắm trong tay. Ồ! Sa Uy lấy làm kinh hãi, biết Diệp Thần lợi hại, cũng không dám lại làm bậy, lập tức cưỡi lạc đà, xoay người bay trốn đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Hai người giao thủ, hết thảy đều ở đây điện quang hỏa thạch tới giữa. Luân hồi thiên kiếm ngừng đập, Diệp Thần rõ ràng tới đây, mới vừa luân hồi thiên kiếm muốn thoát khỏi hắn, là bởi vì là vậy lạc bảo kim tiền đang dở trò. Lạc bảo kim tiền, pháp bảo này đặc biệt đặc thù, có thể dẫn rơi người binh khí pháp bảo, thậm chí có thể đem người khác binh khí pháp bảo, rất miễn cưỡng đoạt vào tay, thu cho mình dùng. Bất quá, Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, coi như là thân thể của hắn một phần chia, và hắn huyết mạch tương thông, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị bắt đi. Cái này lạc bảo kim tiền, thật là kỳ diệu, ta nhất định phải đoạt vào tay. Diệp Thần trong lòng như vậy hướng. Nếu như có thể đoạt được lạc bảo kim tiền, hắn sau này bất kể là đối địch, hay là đi tìm bảo, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Luân hồi chi chủ, cảm ơn ngươi. Đây là, Long Tuyết Hiên thoáng sửa sang lại một tí quần áo và tóc tai, gương mặt mang điểm cẩn trọng đỏ ửng, tới đây hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Những cái kia thương đội thành viên, vậy rối rít hướng Diệp Thần khom người thi lễ, bái kiến luân hồi chi chủ. Chi này thương đội, chính là tới từ mây xanh thương hội. Là lôi thần ân làm thật người bên dưới. Các vị tốt. Diệp Thần gật đầu đáp lễ, lại hướng Long Tuyết Hiên cười một tiếng, nói. Long cô nương, người tại sao lại ở chỗ này? Long Tuyết Hiên nói, luân hồi chi chủ, hôm đó ở ám âm thâm uyên, người cứu ta,
kêu ta đi mây xanh thương hội, ta đi ngay, ta còn gặp được trong truyền thuyết Lôi Thần Thiên Tôn. Lôi Thần tỷ tỷ nàng, thật là một cái phong hoa tuyệt đại cô gái, ta tốt sùng bái nàng. Nói đến Lôi Thần ân làm thật thời điểm, Long Tuyết Hiên trên mặt đỏ ửng ý, càng đậm đà, lại là một bộ nai con chạy loạn, tay chân luống cuống hình dáng. Lôi Thần tỷ tỷ cùng ta một đêm, chỉ điểm ta tu vi, lại kêu ta hộ tống một nhóm hàng hóa đi cắt thành, thời gian có chút vội vàng, nhưng ta vẫn là lên đường. Không nghĩ tới, nhưng ở trên đường đụng phải Sa Phỉ. Luân hồi chi chủ, thật may có ngươi, ngươi lại một lần nữa cứu ta, nếu không. Nếu không ta nhất định phải chết. Diệp Thần nghe xong Long Tuyết Hiên mà nói, gật gật đầu nói, thì ra là như vậy. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Coi như không có ta, Lôi Thần Thiên Tôn vậy sẽ hạ xuống ra tay, nàng khẳng định trong bóng tối che chở ngươi. Vừa nói, Diệp Thần cả cười cười, sờ một cái Long Tuyết Hiên đầu, tỏ ý nàng không nên quá kinh hoàng. Phải không, Lôi Thần tỷ tỷ đang bảo vệ trước ta sao? Long Tuyết Hiên ngắm nhìn bốn phía, nhưng lấy nàng tu vi, rõ ràng không có nhận ra được Lôi Thần ân làm thật tồn tại. Diệp Thần là lớn tổng thể có thể cảm nhận được. Ân làm thật hơn phân nửa che giấu ở trong hư không, yên lặng nhìn chăm chú hết thảy, sẽ không thật để cho Long Tuyết Hiên xảy ra chuyện. Vỗ tay một cái, Diệp Thần nhìn chung quanh một chút thương đội mọi người, nói các ngươi cùng để ta đi, ta mang các ngươi đi tiêu diệt Cát Đạo Bảo Đoàn, thuận tiện cho các ngươi phân điểm chiến lợi phẩm. Trước đây ở thế giới hiện thật, Diệp Thần cùng Vạn Khư Thần Điện quyết chiến, Ân làm thật mượn hắn mấy trăm ngàn nguyên ngọc, dùng để tu bổ lớn mạnh Thanh Liên phân thân. Diệp Thần là mượn thì phải trả người, dĩ nhiên sẽ không để cho mây xanh thương hội trắng ăn chùa thua thiệt, hiện tại chính là trả tiền lại thời điểm. Bất quá, Diệp Thần sẽ không tự mình bỏ tiền, trực tiếp cướp đoạt Cát Đạo Bảo Đoàn, thoải mái hơn mau một chút. Mây xanh thương đội mọi người, đối Diệp Thần vô cùng cung kính, lập tức cũng không có dị nghị, rối rít nói. Hết thảy đều nghe luân hồi chi chủ phân phó. Diệp Thần gật đầu một cái, mở bản đồ ra. Lần nữa xác định Cát Đạo Bảo Đoàn ổ chỗ. Mới vừa sau y chạy, Diệp Thần cũng không biết hắn chạy đi nơi nào. Nhưng, hòa thượng chạy được, miếu không chạy được. Hắn tin tưởng, cùng tự giết đi Đạo Bảo Đoàn ổ, sau y khẳng định sẽ xuất hiện. Diệp Thần liền để cho thương đội người, thoáng nghỉ ngơi một hồi, rồi sau đó liền đi theo hắn lên đường. Hắn và Long Tuyết Hiên, cùng nhau cưỡi ở một con ngựa trên, hắn từ phía sau ôm Long Tuyết Hiên hông. Dục ngựa tiến về trước. Diệp Thần là lớn phương người hào sảng, tự nhiên sẽ không quá mức câu nệ trai gái phân biệt. Hắn cùng Long Tuyết Hiên ngồi chung một người cưỡi ngựa, là phải chiếu cố nàng, dẫu sao nàng mới vừa mở siêu long huyết mạch, tiêu hao quá lớn, hôm nay sắc mặt vẫn là hết sức tiểu tụy. Một đường trì hành, Diệp Thần rất nhanh đi tới Cát Đạo Bảo Đoàn ổ. Đến, Diệp Thần ghìm ngựa dừng lại. Nơi này chính là đám kia Sa Phỉ ổ. Long Tuyết Hiên ngẩn ngơ, ngắm nhìn bốn phía, chung quanh chỉ có vô tận gió cát, không có bất kỳ kiến trúc và bóng người. Hậu phương thương đội các thành viên, cũng là ngạc nhiên nhìn hết thảy các thứ này, có người dè đặt hỏi. Luân hồi chi chủ, có phải hay không lầm? Diệp Thần cười nói, không có lầm. Nhân quả luật, hiện hình đi. Diệp Thần chống đủ trung khí, đột nhiên quát to một tiếng, phát ra một cái nhân quả luật, kích động chân thực cùng ảo tưởng quy luật. Vù vù, chung quanh hư không, nhất thời kịch liệt vặn vẹo, một vùng núi trại vậy lãnh địa, rất nhanh từ ảo tưởng không gian bên trong, nổi lên, xuất hiện ở Diệp Thần và Long Tuyết Hiên các người trước mắt. Cái này vùng núi trại lãnh địa, chính là Cát Đạo Bảo Đoàn ổ, ngày thường che giấu ở ảo tưởng trong không gian, người bình thường căn bản không cách nào phát hiện. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần có tân tinh nhã cho bản đồ, hắn có thể cũng rất khó tìm Đạo Bảo Đoàn ổ chỗ. Sơn trại bên trong, có rất nhiều Sa Phỉ, đang uống rượu uống vui, còn có chút Sa Phỉ, ở kiểm kê tang vật bảo bối, một phiến bận rộn, từng cơn tiếng ồn ào truyền tới. Long Tuyết Hiên và thương đội các thành viên, toàn đều ngây dại. Bọn họ đang đặt mình vào ở nơi này phiến sơn trại trung ương. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một vẻ lãnh khốc độ cong, nhìn những cái kia còn đắm chìm trong sung sướng bên trong Sa Phỉ đạo tặc. Một đám Sa Phỉ đạo tặc. Ở ảo tưởng hiện hình, lãnh địa bại lộ sau đó, đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sau đó tất cả thanh âm ồn ào, tất cả yên lặng liền đi xuống. Tất cả Sa Phỉ ánh mắt, đồng loạt nhìn về Diệp Thần. Tiểu tử từ đâu tới,
lại có thể tìm ra ta đạo bảo đoàn lãnh địa. Chính là vô lượng cảnh tầng thứ 6, cũng dám tới quấy rối. Tự tìm cái chết. Hi hi, cô nàng kia không tệ, xem hình dáng ngược lại là trơn bóng rất. Ở ngắn ngủi yên lặng sau này, những cái kia xa phỉ cửa, thấy Diệp Thần tu vi, chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 6 sau đó, nội tâm liền trật tự xuống, chỉ lấy là Diệp Thần là mèo mù đụng phải con chuột chết, thỉnh thoảng phá vỡ bọn họ lãnh địa. Rất nhiều xa phỉ, lại châm biếm ồn ào lên, rút kiếm, rút đao rút ra đao, trong mắt thấm ra hung hãn sát khí, rất nhanh đem Diệp Thần, Long Tuyết Hiên đoàn người, vây ở trong, liền muốn động thủ. Đừng cho ta khinh thường, đó là luân hồi chi chủ. Bỗng nhiên, một đạo tức giận tiếng quát, từ bên ngoài truyền tới. Chỉ gặp xa phỉ thủ lãnh Sa Uy, cưỡi lạc đà nhanh chóng chạy về, mắt nhìn Diệp Thần, tràn đầy kiêng kỵ ý. Nghe được Sa Uy mà nói, toàn trường xa phỉ đều ngẩn ra. Lão đại, ngươi nói gì sao, hắn chính là luân hồi chi chủ. Rất nhiều xa phỉ hoàn toàn chấn động chỉ, ánh mắt nhìn về Diệp Thần. Bọn họ sớm nghe qua Diệp Thần uy danh, nhưng hiện tại chính mắt thấy được, vẫn là thán phục tại Diệp Thần trẻ tuổi và tu vi. Như thế điểm tu vi, thật có thể hoành đẩy thế giới hiện thật vô địch, lại phi thăng vô thời ý không? Ha ha, Sa Uy, ngươi trở về.